chương 1201. Nhạc thành đẩy lui mấy chục thước mà thôi, có hiên viên kiếm nơi tay, đủ để sự áp chế lãnh xà, huống chi còn tăng thêm chu tiên diệt ma kiếm quyết. Mà lúc này kia lãnh xà thân thể cao lớn cũng bị đánh bay thượng mấy vạn thước, trực tiếp chẳng nát hơn 10 đoàn thất thải vân đoàn. Trong miệng nhất miệng huyết vụ phun ra, đã muốn là bị thương thế. Chết đi đi. Lúc này đây là nhạc thành dẫn ra tay trước, thân ảnh không gian xuyên qua nháy mắt đi ra kia lãnh xà khổng lồ bàn thể bên người. Hỗn nguyên chân thân, kim long thân thể, phá thiên nhất kích. Nhạc thành một đạo hét lớn, thân ảnh nháy mắt liền hóa thành ngũ vạn thước lớn nhỏ thân hình khổng lồ, trong tay một đạo quyền ấn ầm ầm mà rơi. Là ngươi, ngươi là kim giáp chiến thần nhạc thành. Lãnh xà trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một mảnh hoảng sợ thần sắc, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, người này nếu là kim giáp chiến thần nhạc thành, hắn chính là thấy tận mắt quá nhạc thành thực lực, cửu thiên huyền tiên trung kỳ một trưởng có thể đủ đánh chết, chính hắn căn bản là không là đối thủ. Không sai đồng thời, lãnh xà kia thật lớn tam giác đồng tử cũng mạnh mẽ co rụt lại, cả người tối đen vảy, bỗng nhiên quỷ dị địa co rút nhanh lên, một tầng thản nhiên màu đen yêu dị hào quang theo vảy dưới thẩm thấu mà ra, nhanh chóng đem thân thể của chính mình bao vây ở tại trong đó, lúc này hắn căn bản là cũng không đủ thời gian phản kích, chỉ có thể đủ cứng rắn hành một kích. Nhạc thành khổng lồ hỗn nguyên chân thân dưới, kia bao trùm trói mắt kim mang nắm tay, đột nhiên nắm chặt hỗn loạn nhất cổ cuồng bạo phá hủy không gian kình khí giống như băng lôi bình thường hung hăng tạp đi xuống. Hung hăng liền đã rơi vào lãnh xà bàn thể phần eo thượng. Thình thịch quành. Nắm tay trùng điệp nện ở lãnh xà bàn thể thân thể phía trên. Nhất thời, đó là làm cho lạc quyền chỗ kia một phần nhỏ màu đen vảy, khúc cuốn lên. tê Trên thân thể truyền đến đau nhức, làm cho độc giác hắc thiên xà khổng lồ thân thể mạnh mẽ lui cuốn lên. Thật lớn cái đuôi đột nhiên hồi suý, cũng là hung hăng tạp hướng về phía nhạc thành trên lưng. Hừ, một quyền đánh trả giết không được ngươi, lực phòng ngự thật đúng là không sai a. À. Nhạc Thành cười lạnh dựng lên, này độc giác hắc thiên xà lực phòng ngự cũng thật sự là cường hãn, một quyền đi xuống, nếu là còn có năng lực phản kích. Thần sắc trầm xuống, Nhạc Thành trước tiên trong tay pháp quyết đánh ra, cùng lúc đó, quanh thân kim quang rạng rỡ, không gian run không dứt. Oanh thiên nhất kích, Nhạc Thành lại một đạo quyền ấn oanh kích mà ra, nhắm ngay lãnh xà bản thể thổi quét oanh kích mà đến cái đuôi ném tới. Thật lớn một đạo quyền ấn mang theo không gì so sánh nổi bàng bạc cự lực, hung hăng hướng về kia độc giác hắc thiên xà cự vĩ một quyền này tốc độ quá nhanh, tựa hồ là không có bị bám tức giận cái gì thế, nhưng chính là này khinh phiêu phiêu tư thế, cũng làm cho kia lãnh xà bản thể độc giác hắc thiên xà cả người vảy, mạnh mẽ đứng trồng ngược lên. Quyền ấn trong nháy mắt liền đã rơi vào độc giác hắc thiên xà cự vĩ phía trên, chợt quyền ấn bành trướng mở ra, ngay sau đó một đạo không thể khống chế kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, ở trên hư không phía trên nổ vang mở ra. Oanh! Kim quang dạng rỡ bên trong, hủy diệt bàn năng lượng, theo không gian khuếch tán mà ra, một mảnh hư vô không gian nháy mắt xuất hiện, lúc này khắc cũng nổi lên từng trận gợn sóng, gợn sóng khuếch tán mà qua, chung quanh không gian ầm ầm nứt toác, gãy chỗ, tính cả kia lãnh xà độc giác hắc thiên xà bản thể trực tiếp là gãy thành hai chương, thật dài cự vĩ lúc này đã muốn là chặt đứt mấy ngàn thước. Suy, một mảnh huyết vụ nháy mắt phun ra, kia một đạo quyền ấn hung hăng tạp đoạn lãnh xà bản thể sau, lãnh xà nháy mắt sắc mặt trắng bệch khôi phục hình người, đùi phải đã muốn là không thấy, lộ ra máu chảy đầm đìa gãy chân. Ngươi, lãnh xà nhìn chăm chú vào nhạc thành, lại dường như vẫn chưa nói xong liền ngã xuống trên không trung. Nhạc thành một quyền này không chỉ có là oanh chặt đứt hắn cự vĩ, đồng thời phá hủy trong cơ thể hắn thế giới, đã muốn là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhạc thành trong tay thủ ấn vừa thu lại, lãnh xà trong tay chữ vật nhẫn đã muốn là tới trong tay chính mình. Một lát sau tam vị chân hỏa thiêu hủy sạch sẽ lãnh xà linh hồn ấn ký, phương diện này thu hoạch còn hơn mấy ngày trước kia một cái cửu thiên hỗn nguyên ma chính là yếu nhiều hơn nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơi chút thu thập một chút sau, Nhạc Thành tiếp tục đi phía trước mà đi, này giờ mới bắt đầu tiến vào Thái Hư Chi Địa Nội, liền gặp này hai lần đánh lén, đều là cường giả, khó trách giao chỉ kim mẫu nói một nửa đại la kim tiên tu vi thực lực, nếu muốn đi hỗn độn hải lĩnh ngộ, đó là rất không có khả năng chuyện tình. Nhạc Thành lúc này cũng là càng thêm cẩn thận đi lên. Này thái hư chi địa vừa mới vừa mới tiến đến vài ngày mà thôi, còn có hai tháng thời gian, bên trong còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chính mình nội. Nửa tháng lúc sau, nhạc thành thân ảnh xuất hiện ở một chỗ không có vân đoàn không gian bên trong. Này nửa tháng chung, nhạc thành lại gặp tới năm lần đánh lén, ba cửu thiên huyền tiên lúc đầu, một cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, còn có một dĩ nhiên là đại la kim tiên hậu kỳ, trực tiếp bị nhạc thành một trưởng dễ dàng chụp thành cho tàn. Nhạc thành thân ảnh thoáng hiện, này vừa đứt thời gian chung có sinh mệnh thần thông ở trên người, đến cũng là không có gì tiêu hao, đều có thể kịp thời ở sinh mệnh thần thông hạ khôi phục. Lúc này, nhạc thành nhìn mình trước mắt không gian tự hồ là thần sắc có chút nghi hoặc, nghìn vạn dặm trong vòng tựa hồ đều không có vân đoàn, như thế có chút ngoài ý muốn. Nhạc thành thần niệm rình, bởi vì đã bị thiên địa quy tắc áp chế cũng rình không được nhiều xa, này rình dưới cũng phát hiện không dứt cái gì, lập tức đang định đi phía trước không mà đi. Sư, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng nháy mắt liền theo xa xa mà đến, chính là trong nháy mắt, đi ra nhạc thành trước người không có xa lắm không. Phía trước, mau chạy đi, Thái hư gió lốc đến đây. Kia một đạo thân ảnh màu trắng quát lớn, thân ảnh cùng hơn nữa cấp tốc mà đến. Thái hư gió lốc, Nhạc Thành tưởng đều không có nghĩ như thế nào, nháy mắt liền cấp tốc từ nay về sau mà đến, này Thái hư gió lốc còn hơn hỗn độn tử vực trong vòng hỗn độn gió lốc, mặc dù là kém một chút, nhưng là là cường hãn vô cùng nhạc thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đó là cấp tốc từ nay về sau bạo lui bị thái hư gió lốc tịch cuốn vào liền phiền toái sư kia một đạo thân ảnh màu trắng lúc này cũng là nháy mắt tới nhạc thành bên người người này hai mươi sáu bảy tuổi bộ dáng ngũ quan đoan chính cũng yêu đạo mọi người cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực còn hơn kia lãnh xà khí tức trên thân chính là phải mạnh hơn nhiều đại la kim tiên hậu kỳ lá gan của ngươi cũng quá đi dĩ nhiên là dám đến thái hư chi địa đến đả kiếp ngươi tự cầu nhiều phúc đi khi áo trắng thanh niên kinh ngạc nhìn nhạc thành, lập tức tốc độ nhanh hơn dĩ nhiên là còn hơn nhạc thành còn muốn khoái thượng vài phần. Nhạc thành lúc này khả không có thời gian nói chuyện, cảm giác được phía sau có một cỗ ngập trời hơi thở chính rít gào mà đến, vẻ mặt nháy mắt trầm xuống, cũng chỉ có thể đủ là thi triển ra phong lôi xí cấp tốc mà chạy. Thi triển ra phong lôi xí sau, nhạc thành tốc độ nháy mắt tăng bọt mấy lần, lập tức sẽ thấy thứ vượt qua kia áo trắng thanh niên. Ngươi cũng là yêu trong tộc nhân có thể nào, chứng kiến nhạc thành sau lưng phong lôi xí kia áo trắng thanh niên kinh ngạc không thôi còn tưởng rằng nhạc thành cũng là yêu trong tộc người người này loại trên người cũng không có có thể dài ra cánh không phải nhạc thành xem tại đây thanh niên thông chi chính mình có thái hư gió lốc cũng không có ác cảm thản nhiên trở về một tiếng trên người cũng toàn lực thúc giục phong lôi xí cấp tốc mà chạy vù vù nhưng vào lúc này chỉ thấy hai người phía sau một mảnh phạm vi nghìn vạn dặm rộng lớn gió lốc giống như là một cái vũ trụ hắc động bình thường cuồn cuộn nổi lên một cái thật lớn lốc xoáy cả không gian không ngừng ở sụp đổ tốc độ quả thực chính là tới khủng bố tình trạng nháy mắt đi ra hai người phía sau còn hơn nhạc thành phong lôi xí tốc độ còn muốn khoái hơn đáng chết nhanh lên áo trắng thanh niên lớn tiếng vừa quát trong tay pháp quyết đánh ra thân ảnh nếu là không thể tưởng tượng nổi thuấn di vài lần trong nháy mắt đi ra mấy trăm ngàn dặm ở ngoài nhạc thành lúc này cũng là kinh hãi nhìn mặt sau không chút do dự mấy thuấn di cũng vượt qua kia áo trắng thanh niên lại một lần nữa đến kia áo trắng trước người thanh niên. Kia áo trắng thanh niên kinh ngạc nhìn nhạc thành, tựa hồ là thật không ngờ nhạc thành cũng sẽ thuấn di. Đại la kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực tốc độ nếu là, còn hơn hắn đến còn muốn khoái thượng vài phần. Vù vù. Nhưng vào lúc này, kia phía sau thái hư gió lốc cũng như là hội thuấn di bình thường. Thuận tiến liền theo trên chín tầng trời cuồn cuộn nổi lên một mảnh cuộn sóng, ầm ầm, trong lúc đó sẽ đem nhạc thành còn có kia áo trắng thanh niên bao vây ở tại, trong đó, đáng chết nhạc thành sắc mặt nhất thời liền đại biến này thái hư gió lốc tốc độ cũng quá nhanh một chút đi vội vàng trước tiên thi triển không gian xuyên qua tưởng thả người mà ra cũng phát hiện mấy không gian xuyên qua lúc sau còn không có thoát ly này thái hư gió lốc trong lúc đó mà lúc này nhạc thành nhìn thấy kia áo trắng thanh niên cũng là không biết thi triển cái gì thủ đoạn tốc độ cũng là xuyên qua liễu không gian bình thường đi ra chính mình phía sau chính là mọi người cũng đều là không thể chạy ra này thái hư gió lốc đến mà lúc này nhạc thành cũng là cảm giác được này thái hư gió lốc chung có một cỗ cố ý phong lưu, như là cửu âm phong, cũng như là cửu thiên trận gió. Gió này lưu rất mạnh vô cùng, sức gió cường duệ vô cùng, như đao phong mũi kiếm, gió này lưu quát ở trên người của mình, cảm giác được sinh đau, giống như là bị đao phong xẹt qua bình thường. Lúc này trước người một cỗ rất mạnh địa sức gió nghênh diện đánh tới. Cơ hồ sống yên không xong, nhạc thành trong lòng thất kinh, trong tay pháp ấn đánh ra, giờ này khắc này, nhạc thành cũng chỉ có thể đủ thi triển hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể đến chống cự này thái hư gió lốc nháy mắt nhạc thành khổng lồ thượng ngũ vạn thước thật lớn thân hình liền sừng sững ở tại thái hư gió lốc bên trong quanh thân đồng thời bố nổi lên kim long thân thể thật dày long lân áo giáp đem toàn thân đều bao phủ ở tại trong đó theo này hỗn nguyên chân thân thi triển nhạc thành nhất thời liền cảm giác được thoải mái hơn này khủng bố thái hư gió lốc đối với chính mình lực đánh vào đã muốn là ít hơn nhiều chính là này khủng bố thái hư gió lốc lúc này đem chính mình hỗn nguyên chân thân cũng bao vây ở tại trong đó, không biết này thái hư gió lốc rốt cuộc có nhiều hơn. Gào khóc, nhưng vào lúc này, tiền không cũng xuất hiện vẫn thật lớn thú ảnh, này cự thú có thượng hai vạn thước lớn nhỏ, nhưng là sau lưng có tứ xí, tứ xí duỗi thân, cũng có này tứ vạn thước khoan, toàn thân tràn ngập một mảnh thanh sắc quang mang, tự liên tứ xí thượng cũng là trong suốt màu xanh, cả người tràn ngập một cỗ thật lớn uy áp mà một cỗ uy áp cùng thanh đồng trên người không kém bao nhiêu huyền phong thượng cổ thần thú huyền phong nhạc thành nhất thời kinh ngạc đứng lên này áo bào trắng thanh niên bản thể nếu là thượng cổ thần thú huyền phong cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi vẫn là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực huyền phong này huyền phong chính là thượng cổ thần thú thiên phú thể chất còn hơn thanh đồng đến chút đúng nhạc thành hiện tại cũng mới biết được vừa mới áo trắng thanh niên như thế nào cũng có thể đủ thuấn di cùng không gian xuyên qua nguyên lai like đây đều là đối phương thiên phú mà thôi còn có tốc độ này huyền phong chính là có cánh thần thú này tốc độ tự nhiên là chậm không được hỗn nguyên chân thân nguyên lai like ngươi chính là kia đại náo thiên đình kim giáp chiến thần nhạc thành a ta còn tưởng rằng là ai đâu kia áo bào trắng thanh niên bản thể huyền phong mở rộng tứ xí chung quanh không gian gió lốc dĩ nhiên là nháy mắt cách ly mở ra lập tức đối nhạc thành nói không nghĩ tới ngươi vẫn là thượng cổ thần thú thân thể thật sự là để cho ta ngoài ý muốn a nhạc thành cũng là cười khổ mà nói đạo dựa vào hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể đang ở miễn cưỡng chống cự lại này thái hư gió lốc ngươi vẫn là cẩn thận đi chúng ta cũng phải cẩn thận một chút nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được kia huyền phong nói nháy mắt tựa hồ là nghĩ đến thế nào rời đi này thái hư gió lốc nhạc thành lúc này cũng nghĩ đến biện pháp lần trước ở hỗn độn gió lốc chung đã muốn là đã biết hạo thiên tháp cũng ngạch thước hữu dụng cũng chỉ có thể đủ là bị vây ở ở gió lốc bên trong gió này lưu lợi hại dị thường, cơ hồ cũng có thể tuổi nhỏ hư không, lúc đầu đổ còn thôi, lập tức chính là càng ngày càng là đáng sợ. Liên tiếp hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể đều phải bị cắt vỡ bình thường. Không sai đồng thời, trong tay pháp quyết một cỗ bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra, chống cự lại này khủng bố gió lốc. Kim giáp chiến thần, ta nghĩ đến biện pháp, gió này bạo hẳn không phải là cực mạnh, ta toàn lực một kích hơn nữa ngươi toàn lực một kích trong lời nói, nói không chừng có thể xé mở một cái không gian cái khe chúng ta có thể đủ đi ra ngoài huyền phong đối nhạc thành nói tốt lắm chúng ta toàn lực một kích trước đi ra ngoài nói sau nhạc thành không có phản đối trước mắt quan trọng nhất chính là trước đi ra ngoài nói sau người chuẩn bị tốt nhất định phải toàn lực mới được khổng lồ huyền phong nói xong thân thể cao lớn lúc này quanh thân một mảnh khủng bố thanh mang ngập trời dựng lên mãnh liệt pháp lực cuồng mãnh bùng nổ mở ra cũng không biết là thi triển cái gì thủ đoạn thân thể cao lớn thượng tứ xí nháy mắt cấp chấn mà đi vô tận pháp lực cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, cao thấp cuồn cuộn, đem quanh thân gió lốc đều bao phủ ở bên trong, thanh thế lớn đến cực điểm toàn thân đều bị một tia giống như hỗn độn dòng khí bình thường thần quang bao vây. Tứ xí cấp chấn trung ương, dĩ nhiên là tê nứt ra rồi một cái một mình không gian, này không gian trong vòng, kia thái hư gió lốc căn bản là không thể tiến vào mảy may, khổng lồ lực lượng nhất thời bùng nổ, chung quanh ngàn dặm không gian nhất thời thoát phá, như là có ngàn vạn lần đạo thiên lôi ở nổ vang này Thái hư chi địa bộc phát ra khủng bố năng lượng dao động, phẳng giống như khai thiên tích địa tiền hủy diệt tính lực lượng xé rách bầu trời mà đến. Nhạc thành khó có thể che giấu khiếp sợ thần sắc, này Huyền Phong thực lực quá kinh khủng, loại thật lực này liên tiếp hỗn thế mà Vương sợ cũng khó có thể đối kháng. Truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thượng cổ thần thú cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực, tuyệt đối là dị thường khủng bố kim giáp chiến thần, khoái ra tay, ta kiên trì không được bao lâu. Huyền phong thanh âm của truyền đến sau lớn tiếng đối nhạc thành quát. Hãm tiên, nhạc thành một đạo hét lớn, trong tay nắm lấy lúc này hóa thành mấy ngàn thước hiên viên kiếm, kiếm trong tay bí quyết biến hóa, hiên viên trên thân kiếm, một mảnh ong ong tiếng động run, thiên địa trong lúc đó nhất thời lâm vào nhất cổ khí tức quỷ dị bên trong, bóng kiếm họa xuất, không gian trong vòng tràn ngập một mảnh hào quang, tựa hồ là cả thiên địa đều bị này một mảnh kiếm quang cắt qua không sai đồng thời thời điểm, không gian xung quanh hơn 10 ngàn dặm trong vòng, cả không gian đó là nhất thời dọc, theo bên cạnh hóa thành một mảnh tối đen không gian cái khe đến. Ca một mảnh quỷ dị sụp đổ thanh lúc sau, nhưng thấy hơn 10 ngàn dặm không gian dọc, theo kia một mảnh tối đen tim đập nhanh không gian cái khe bắt đầu dễ ợt bình thường hóa, thành hư không, mà một mảnh hư không, cũng trực tiếp oanh kích hướng về phía kia huyền phong một mình mở đi ra không gian. Mà đi, chỉ cần mở ra phía trước không gian, có thể có thể xé mở một mảnh không gian cái khe đi ra ngoài này, Thái hư gió lốc, thở phì phó hưu, một mảnh kiếm quang giống như kinh hồng, đây trời tràn ngập tại đây một mảnh huyền phong mở không gian dưới, vô số kiếm quang đan vào thành một mảnh dày đặc mạng nhện, kiếm quang xẹt qua sẽ có một mảnh tối đen không gian cái khe xuất hiện, chỉ một thoáng, một mảnh kiếm quang đan vào thành hắc ám lập tức hóa thành một cái điểm đen, này một cái điểm đen phía trên, không gian cái khe cao ngất xuất hiện. Răng rắc, một mảnh rất nhỏ dao động thanh lúc sau kiếm kia quang điểm đen trên không gian cái khe thuận năm ra nẻ, lập tức khai làm một vài trăm mét lớn nhỏ không gian cửa thông đạo. Đi! Hai người đã sớm làm tốt chuẩn bị, khổng lồ bản thể nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành lưỡng đạo kinh hồng nháy mắt liền theo không gian kia khẩu biến mất không thấy, mà kia xé rách, mà đến không gian khẩu cũng chỉ là nháy mắt đã bị khép lại đóng cửa. Sổ nghìn vạn dặm ở ngoài, lưỡng đạo kinh hồng thu liễm, lộ ra hai cái thân ảnh đến, đúng là nhạc thành cùng huyền phong mà lúc này nhạc thành vẫn là trung niên hán tử bộ dáng hoàn hảo kia thái hư gió lốc không phải lợi hại nhất bằng không liền phiền toái áo bào trắng thanh niên lòng còn sợ hãi nói nhạc thành nghe vào không gian trong vòng thời điểm cũng không thể không có thể cùng kia áo bào trắng thanh niên bảo trì hơn một ngàn thước khoảng cách nếu này áo bào trắng thanh niên yếu đối với chính mình ra tay trong lời nói kia đã có thể phiền toái lớn người này còn hơn hỗn thế ma vương còn muốn khó có thể đối phó hơn kim giáp chiến thần người liên tiếp thiên đình cũng dám đại náo chẳng lẽ còn sợ ta đối với ngươi ra tay có thể nào? Lúc này này áo bào trắng thanh niên cũng là cảm giác được Nhạc Thành trong lòng suy nghĩ, mỉm cười nói, "Không có biện pháp, ai cho ngươi là thượng cổ thần thú huyền phong, ta khả trêu chọc không nổi." Nhạc Thành thản nhiên cười khổ, đây chính là lời nói thật. "Ha ha, thực lực của ngươi cũng không sai đi, chính là vừa mới một chiêu đó, bình thường cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cũng tiếp không dưới tới." Áo bào trắng thanh niên mỉm cười, lập tức nói, "Yên tâm đi." chúng ta vừa mới coi như là liên thủ ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay ta nghe nói kim giáp chiến thần trên người khả là có thêm hỗn độn ngọc bất quá ngươi cũng có thể yên tâm ta cũng có hỗn độn ngọc cho nên ta sẽ không đối với ngươi ra tay nói xong này áo bào trắng thanh niên thật đúng là lấy ra một khối hỗn độn ngọc này hỗn độn ngọc cùng nhạc thành trên người chuyện giống nhau như đúc nhạc thành có chút nghi hoặc không biết này áo bào trắng thanh niên là có ý tứ gì dĩ nhiên là đem hỗn độn ngọc cho hắn xem chẳng lẽ là có khác mưu đồ có thể nào Hiện tại mọi người đều là biết trên người mình có hạo thiên tháp, chẳng lẽ người này là muốn yếu hạo thiên tháp có thể nào? Chúng ta kết bạn cùng nhau đi thế nào? Áo bào trắng thanh niên đội nhạc thành nói. Ta còn là thói quen một mình đi. Nhạc thành không chút do dự trở về tuyệt, mặc dù là nếu cùng này áo bào trắng thanh niên cùng một chỗ trong lời nói, tuyệt đối là muốn an toàn hơn, chính là nhạc thành cũng không dám mạo hiểm như vậy. Người vẫn là lo lắng ta đối với ngươi ra tay, kia coi như hết, vừa rồi coi như là đa tạ ngươi cùng ta liên thủ. Lần sau có cơ hội ta còn một mình ngươi tình." Áo bào trắng thanh niên nói xong, mỉm cười, mấy lắc mình lúc sau liền biến mất ở tại tiền không. Nhạc Thành nghi hoặc đứng ở trên không trung, cảm giác này áo bào trắng thanh niên thật đúng là có ý tứ, tựa hồ là chút không đối với chính mình Hạo Thiên Tháp có hứng thú, cũng không có yếu đối với chính mình ra tay tính toán. Lập tức Nhạc Thành cũng chỉ hảo là tiếp tục đi phía trước không mà đi, này muốn tới kia Hỗn Độn Hải cũng còn sớm rất, còn có không ngắn khoảng cách thiên địa trong lúc đó, khôn cùng hư không trong vòng im lặng vô cùng. Ngột, thiên địa thập phương mười đạo thần quang phóng lên cao, trói mắt quang mang làm cho hư không một mảnh run, lập tức biến thành một mảnh thần quang hải dương. Thập phương không gian trong vòng, có bàng bạc cường hãn lực lượng bắt đầu run đứng lên, tựa hồ là có cường hãn ngập trời lực lượng yếu phá phong mà ra, làm cho thiên địa đều đang run rẩy đứng lên. Các ngươi mười vẫn là thành thật một chút đi, các ngươi nếu đi ra, ta đã có thể không khách khí, trong thiên địa, một đạo hùng hậu thanh âm của đã rơi vào thập phương, một cỗ vô thanh vô tức lực lượng xẹt qua hư không, làm cho một mảnh thần quang nháy mắt tiêu tán. Hồng quân lão nhân, ngươi vừa người thiên đạo, chẳng lẽ còn có thể quản chúng ta có thể nào, chờ, chúng ta nhất định sẽ đi ra. Mấy đạo trói tai âm lệ thanh âm của truyền gia, lập tức quanh quẩn ở trên hư không trong vòng. Bảy ngày sau đó, một chỗ thật lớn vân đoàn trong vòng, cũng nhạc thành đang ở ẩn thân trong đó, mà tiền không cũng một cái hoàng bào hán tử cùng một cái hắc xăm nam tử đang ở chiến đấu kịch liệt chung kia hoàng bào hán tử cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu tu vi thực lực mà kia hắc xăm nam tử còn lại là cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực kia hoàng bào hán tử huyền lập giữa không trung trong hai mắt do như thực chất bình thường lành lạnh sát khi đâu bắn mà ra thanh minh tán nhân chết đi đi trong lúc nói chuyện kia hoàng bào hán tử toàn thân đều bị cuồng bạo ma khí bao vây lập tức trong tay một đạo ma khí ngưng tụ dài một cái thượng vạn thước quyền ấn, ầm ầm trong lúc đó oanh kích mà ra. Ngươi còn không có thực lực này, ngươi đã muốn là bị thương, không còn là đối thủ của ta, giao ra hỗn độn ngọc, ta tha cho ngươi vừa chết. Kia bị tên là Thanh Minh tán nhân Hắc Y nam tử trong lời nói lành lạnh sát khí, nháy mắt thân hình liền bộc phát ra khủng bố khí thế. Trong tay đồng dạng là một đạo thật lớn trưởng ấn oanh kích mà ra. Vang ầm ầm, hai cái thân ảnh không ngừng giao chiến cùng một chỗ, này chung quanh không gian không ngừng bị hai người giao phong kích tán lực lượng đánh cho dập nát một mảnh dài hẹp tim đập nhanh không gian vết rách thỉnh thoảng dắt ở không trung bên trong không gian như là nổ tung bàn hai cái thân ảnh đan vào cùng một chỗ không gian mãnh liệt chấn động cuồng khí phách hơi thở không dứt hai người thực lực đều là cường giả này chiến đấu kịch liệt đứng lên có thể nghĩ kịch liệt giao phong thanh không ngừng quanh quẩn ở không gian bên trong một cỗ cổ dị thường cuồng bạo năng lượng dao động không ngừng kích tán cảm thấy này hai cổ kinh khủng khí thế Nhạc Thành tránh ở vân đoàn trong vòng, này căn bản là không liên quan chuyện của mình. Vẫn là không cần nhúng tay thật là tốt, quản bọn hắn ai chết ai sống. Sau một lát, kia hoàng bào hán tử rốt cục thì một cái không địch lại, liên tục đã bị lưỡng đạo đòn nghiêm trọng lúc sau. Trong miệng máu tươi phun ra, đó là cấp tốc đi phía trước không bỏ chạy, mà kia thanh minh tán nhân cũng toàn lực đuổi giết, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hai người sau khi rời đi, nhạc thành mới từ vân đoàn trong vòng mà ra, phòng chừng hai người kia cũng đi xa lập tức tiếp tục đi phía trước dựng lên, này 7 ngày bên trong, Nhạc Thành cũng gặp tới mấy Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma đánh lén, mà mấy người kia kết cục có thể nghĩ. Theo việc đến bên trong, này đánh lén người thực lực cũng là càng cao, Nhạc Thành cũng là càng thêm lưu ý đứng lên, không cần phải ra tay, vậy kiên quyết không ra tay, chính mình yếu bảo tồn thực lực đến cực mạnh trạng thái mới được. Vừa mới hai người giao chiến, Nhạc Thành cũng là như thế này, không liên quan chuyện của mình kia chính mình liền không cần hiểu, vẫn là bảo trì cực mạnh trạng thái đỡ, nói không chừng có nguy hiểm gì liền gặp bị chính mình gặp phải. Kế tiếp lộ trình chung, Nhạc Thành cũng là không cố ý chú ý đến chung quanh, chứng kiến có một mình nhân lại đây, đều là trước tiên liền né đã qua, sau đó lại đi tới. Mà lại ở nửa tháng lúc sau, Nhạc Thành trước người xuất hiện hai cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi giả, hai người đều là mặc áo ngắn, bộ dáng trắng kiện, cả người tràn ngập một cỗ ngập trời ma khí. Nhạc Thành không phải không muốn tránh đi bọn hắn, mà là hai người kia là trực tiếp tránh ở vân đoàn trong vòng chuẩn bị đánh lén chính mình. Thật sự là ngoài ý muốn a, à, Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực liền dám đến nơi đây mặt đến, giao ra chữ vật nhẫn cút đi. Bên trái một cái hung hãn bộ dáng cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi giả, đối Nhạc Thành quát, trong ánh mắt trực tiếp là một đạo miệt thị thần sắc. Tránh ra, nếu không sẽ chết. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, thật đúng là không muốn động thủ, miễn cho là tiêu hao thực lực của chính mình tiểu tử muốn chết, nho nhỏ đại la kim tiên liền như thế cản rỡ, đây chính là chính ngươi muốn chết. Kia bên trái nói chuyện cửu thiên hỗn nguyên ma, trung kỳ tu vi giả nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nho nhỏ thản nhiên đại la kim tiên nếu là dám đối với chính mình kêu gào, nhất thời trong tay pháp quyết nháy mắt đánh ra, không sai đồng thời, quanh thân ma khí run, khôn cùng ma khí bạo dũng mà ra, mấy vạn dặm trong vòng một mảnh ma mang ở trên không trung chống rỗng chính là đã hình thành một đạo ma khí ngưng tụ quyền ấn oanh kích hướng về phía Nhạc Thành. Người này thực lực cũng là tuyệt đối cường giả, một quyền này cũng xuyên thấu không gian, đánh tạo nên một mảnh không gian mảnh nhỏ, khí thế cũng là cường hãn vô cùng, không gian chỉ thấy nhất thời nhất lên một mảnh cuộn sóng. Lúc này này cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi giả đã muốn là, lộ ra một đạo cười lạnh, trong mắt hàn ý ma mang, nhận định nhạc thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem là ai muốn chết, nhạc thành sát y nháy mắt nổi lên, hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể nháy mắt bố rời trong tay một đạo quyền ấn cũng phá hủy không gian oanh kích xuống, thân thể cao lớn căn bản là không cần kia cửu thiên hỗn nguyên ma một quyền. Cường hãn khủng bố lực lượng bất quá trong nháy mắt, đó là nhìn thấy lưỡng đạo quyền ấn ầm ầm chạm vào nhau ở tại cùng nhau, sắc bén bá đạo lực lượng cứ như vậy thẳng tắp và chạm ở tại cùng nhau, nhất thời không gian yên lặng một mảnh. Thình thịch oành, không gian phía trên lập tức nháy mắt nứt toát, kích tán lực lượng nhất ba tiếp theo nhất ba hóa thành cuồng mãnh khí lãng điên cuồng cuồn cuộn. cuộn khuấy động, lưỡng đạo quyền ấn giao thủ chỗ, một cỗ cổ, cổ cực lớn đến cực hạn bàng bạc lực lượng, lẫn nhau đan vào ở tại một chỗ, cả không gian run rẩy đều ở điên cuồng chấn động, nháy mắt đã hình thành một mảnh chân không. Lúc này kia cửu thiên hỗn nguyên ma thần sắc nháy mắt đại biến, thần sắc nhất thời hoàng sợ không thôi, mà lúc này, hắn liên tiếp trốn thời gian cũng không có. Đi tìm chết đi. Nhạc thành thân thể cao lớn nháy mắt về phía trước đẩy mạnh, lập tức quyền ấn bị bám một mảnh khủng bố lực lượng, ngàn dặm hư không nhất thời sấm sét cuồn cuộn, đầy trời không gian cùng xa xa thất thải vân đoàn đều bị nhất cổ vô hình mạnh mẽ sinh sôi gạt ra vang ẩm ẩm hư không trong vòng một cỗ ngập trời kình lực thổi quét trời cao cuồng bạo lực lượng trực tiếp nứt toác cả không gian nhất thời nứt toác mở ra đồng thời một cỗ thật lớn lực lượng lập tức chút xuống tới kia cửu thiên hỗn nguyên ma trên người tùy theo trực tiếp là đem kia cửu thiên hỗn nguyên ma thân hình chỗ không gian oanh kích thành mảnh nhỏ kia cửu thiên hỗn nguyên ma trong miệng một đạo huyết vụ trực tiếp hỗn loạn thoát phá nội tạng theo trong hư không bay ngược mà ra trong cơ thể thế giới hoàn toàn bị nhạc thành phá hủy hoảng sợ thần sắc căn bản là không tin này hết thảy nhìn chăm chú vào nhạc thành cũng lập tức tiêu tán ở tại hư không trong vòng ngươi cũng đi chết đi nhưng vào lúc này nhạc thành thân thể cao lớn từng bước đường ngang ngàn dặm không gian cũng xuất hiện ở còn lại kia một cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cường giả trước người trên không ngươi là kim giáp chiến thần nhạc thành là ngươi kia cửu thiên hỗn nguyên ma thần sắc đại biến, muốn chạy trốn chạy đã muốn là không kịp, chỉ có thể đủ là kiên trì mà lên, không nghĩ tới lúc này đây hai người nếu là đã tới trên tảng đá. Liều mạng, còn lại kia cửu thiên hỗn nguyên ma cả người ma khí khuấy động, không gian xung quanh hơn 10.000 dặm trong vòng, nhất thời phong vân biến sắc, thật dày một mảnh ma khí áp không mà đến, cuồng bạo hơi thở lập tức tới. Mạn thiên ma khí tung hoành, thoáng chốc trong lúc đó, chỉ thấy này cửu thiên hỗn nguyên ma. Trong tay đánh ra một cái màu đen địa cầu hình ma khí, này hình tròn ma khí cả vật thể tối đen cũng một mảnh hắc mang bạo lược mà ra trực tiếp che nhất khắp không gian cả không gian đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ tối đen một mảnh hắc mang bên trong còn có nhất cổ cuồng bạo lực lượng làm cho chung quanh không gian chấn vỡ một mảnh hư không mảnh nhỏ vô tận không gian mảnh nhỏ bên trong khủng bố dày đặc vặn vẹo một mảnh không gian nhất thời bao phủ hướng về phía nhạc thành mà đi chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio cao nhất ma khí mà thôi, oanh thiên nhất kích, đi tìm chết đi. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống lúc sau, trong hai mắt, hai đạo tinh mang bắn nhanh, không có gì do dự, nháy mắt một đạo quyền ấn xé rách hư không, bồi hồi ở không gian cùng hư không trong lúc đó, vô số không gian mảnh nhỏ kích tán dựng lên. Một quyền này oanh kích mà ra, mang ra một mảnh không gian mảnh nhỏ, này khôn cùng hư không, xé trời dựng lên, khổng lồ ngập trời lực gạt ra khôn cùng không gian sóng gợn đan vào một mảnh tung hoành mở ra bị ma khí bao phủ một mảnh tối đen không gian bên trong một mảnh màu vàng cầu vòng quán phá cầu vòng áp bách quanh mình một mảnh hư không nháy mắt nứt toát tối đen không gian bên trong khi mang chiếu dọi dưới một cỗ kinh thiên bảng bạc mạnh mẽ điên cuồng dao động mở ra hư không không được chấn động ông ông tác hưởng cũng nhưng vào lúc này chỉ thấy nhạc thành một quyền dễ ợt bình thường đánh nát tối đen không gian lập tức thật lớn quyền ấn thế công không giảm vặn vẹo một mảnh không gian hung hăng liền oanh kích ở tại kia cửu thiên hỗn nguyên ma trên không. Tối đen khủng bố không gian nháy mắt nứt toát, kia bị quyền ấn vạn vẹo không gian lúc này nháy mắt ra nẻ ra một cái, cái khe. Lập tức cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ tràn ngập ra cái khe đến. Phụt! Kia cửu thiên hỗn nguyên ma một mảnh huyết vụ phun ra, huyết vụ chung còn có hoàn toàn thoát phá nội tạng. Bang bang! Một đạo kinh thiên nổ, không gian tiếp theo nứt toát. Này người thứ hai cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cường giả, cũng bị nhạc thành đánh chết ở tại quyền hạ lập tức thu hồi hỗn nguyên chân thân sau, trong tay hơn hai cái chữ vật nhẫn, vừa mới kia một cái cao nhất hình tròn ma khí, cũng rơi vào rồi nhạc thành đích tay chung. Nháy mắt, nhạc thành thần sắc đại biến, trước tiên không chút do dự thi triển không gian xuyên qua liền biến mất ngay tại chỗ. Không hổ là kim giáp chiến thần, thực lực thật đúng là cường hãn, chính là ngươi cũng quá phòng bị ta chứ. Mà cũng đúng lúc này, nhạc thành vừa mới nơi ở, cũng xuất hiện kia áo bào trắng thanh niên thân ảnh. Là ngươi. Nhạc thành thân ảnh xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài, nhìn thấy là kia áo bào trắng thanh niên, không biết người này như thế nào sẽ tới chính mình phía sau, vừa mới còn tưởng rằng là Việt tới đánh lén cường giả. Kia ngươi cho là là ai, ta chỉ là nghe thế biên động tĩnh lúc sau quá đến xem, không nghĩ tới là ngươi ở. Áo bào trắng thanh niên hơi hơi đạo. Thật không, kia ta đi trước. Nhạc thành cũng không dám cùng này áo bào trắng thanh niên cùng một chỗ, như vậy nguy cơ hiểm vô cùng, chủ yếu là này áo bào trắng thanh niên thực lực cũng quá cường nếu đột nhiên trong lúc đó đánh lén lời của mình, kia chính mình cũng không phải là đối thủ. Người trước từ từ, kia áo bào trắng thanh niên nháy mắt liền gọi lại nhạc thành, lập tức nói. Chúng ta đều là muốn tới hỗn độn chi hải đi, vẫn là cùng nhau đi thôi, ta khả nói cho ngươi, kia phía trước chính là, sẽ có tiên quân trình tự cường giả chờ ngươi đưa đi hỗn độn ngọc đâu, ngôn tận không sai, ngươi muốn hay không theo ta cùng nhau đi, sẽ theo liền ngươi, ta chính là rất ít đối một người đến có hảo cảm. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, thật đúng là có đó do dự, phương diện này có tiên quân trình tự siêu cấp cường giả, Nhạc Thành nghe giao chỉ kim mẫu cũng nói lên quá, thật đúng là không phải hay nói giỡn, nếu gặp gỡ đối với chính mình ra tay, thật đúng là đại phiền toái, yếu là có thêm này áo bào trắng thanh niên ở trong lời nói, nhiều ít là có thể ngăn cản một hồi, đã ngoài cổ thần thú huyền phong thân thể, này áo bào trắng thanh niên thực lực mặc dù là mới cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, nhưng là gặp gỡ bình thường tiên quân trung kỳ cường giả. Phỏng chừng cũng là không thể làm gì hắn. Đừng do dự, của ngươi Hạo Thiên Tháp, còn có Hỗn Độn Ngọc ta khả không có hứng thú, bất quá ta nghe nói ngươi chiếm được Hỗn Độn tinh khí, này ta nhưng thật ra rất muốn yếu, bất quá hơn phân nửa là giả tin tức, ngươi phải có trong lời nói, đã sớm chính mình ăn vào, cũng sẽ không nơi nơi chạy loạn, cho nên ngươi liền không cần lo lắng cho ta đối với ngươi ra tay, nói sau, ngươi có Hạo Thiên Tháp, trốn vào Hạo Thiên Tháp bên trong, ta cũng không làm gì được ngươi." Áo bào trắng thanh niên đội mỉm cười nói nhạc thành lộ ra một tia cười khổ ra mỏi tiên ma giới trung chuyển ra tin tức thật đúng là rất nhanh trên người mình có cái gì bảo vật nơi nơi đều không ai biết người vô duyên vô cớ phải giúp ta chẳng lẽ không hề động cơ nhạc thành nhìn chăm chú vào kia áo bào trắng thanh niên đạo này tuyệt đối là làm cho nhạc thành hoài nghi ta nói rồi ta muốn còn một mình ngươi tình bằng không ta trong lòng khó chịu người giúp ta theo thái hư gió lốc nội thoát thân ta tự nhiên là yếu còn một mình ngươi tình áo bào trắng thanh niên nói chính là Nói như vậy lên nói, ta lúc đó chẳng phải khiếm một mình ngươi tình sao? Không có ngươi, ta cũng vô pháp theo ấn Thái Hư gió lốc chung đi ra." Nhạc Thành nói. "Nói như vậy còn giống cũng có đạo lý, như vậy đi, ngươi cũng khiếm ta một cái nhân tình, về sau ta có chuyện cho ngươi giúp ta bạn thời điểm, ngươi cũng không thể đủ không đáp ứng." Áo bào trắng hán tử do dự sau khi đối Nhạc Thành nói. "Đi thôi, có người hướng về bên này đến đây, tuy rằng không sợ, nhưng là ta sợ nhất phiền toái." Áo bào trắng thanh niên đối Nhạc Thành nói lập tức liền biến mất ngay tại chỗ tới mấy nghìn dặm ở ngoài. Nhạc Thành hơi hơi do dự một lúc sau, cũng đi theo kia áo bào trắng thanh niên phương hướng mà đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi một lát, bốn phía mấy đạo thân ảnh đi, ra Nhạc Thành cùng kia hai cái cửu thiên hỗn nguyên ma chiến đấu kịch liệt địa phương, lập tức cũng đều tự biến mất ở giữa không trung chung. Ba ngày sau, Nhạc Thành cùng áo bào trắng thanh niên xuất hiện ở một chỗ không gian chung, này ba ngày chung. Nhạc Thành đã biết này áo bào trắng thanh niên tên gọi làm Huyền Tiêu, cái khác sẽ không là rất rõ ràng, dùng biến hóa thần thông cũng suy tính không được, điều này làm cho Nhạc Thành cũng là trong lòng hơn một ít kinh ngạc, này Huyền Tiêu Lai lịch tự nhiên là không đơn giản, nếu không chính mình sẽ không suy tính không được hắn bối cảnh. Nhạc Thành, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường hãn tới loại tình trạng này, vừa mới kia một cái Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu kỳ tu vi giả, cũng không phải là đối thủ của ngươi." Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói. Vừa mới hai người gặp ba liên thủ đánh lén Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu kỳ tu vi giả, chính là một lát đã bị hai người đánh chết. Nhạc Thành đánh chết một cái, Huyền Tiêu dễ dàng liền đánh chết hai cái. Chính là còn hơn ngươi tới còn kém xa lắc. Nhạc Thành trả lời, thực lực của chính mình còn hơn này Huyền Tiêu đến, kém không phải nhỏ tí tẹo, này Huyền Tiêu thực lực quá kinh khủng. Ngươi đó là thực lực chỉnh tự quá thấp, chờ ngươi tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, còn hơn ta đến khẳng định còn mạnh hơn hơn." Huyền Tiêu nói, "Chờ ta tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, ngươi đi ra yêu quân hậu kỳ." đến lúc đó càng thêm không phải đối thủ của ngươi. Nhạc Thành Đạo, ngươi cho là yêu quân chỉnh tự tốt lắm đột phá có thể nào? Nếu dễ dàng như vậy trong lời nói, ta tự cũng không nghĩ vậy hỗn độn hải đến lĩnh ngộ. Huyền Tiêu hơi hơi thở dài, hắn ở cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ đã muốn là dừng lại trên trăm vạn năm, vẫn đều là không có quá lớn đột phá. Lập tức hai người tiếp tục đi phía trước không mà đi, còn có hơn một tháng lộ trình, hai người cũng là chút không dám khinh thường. Cạn sạch quản hai người đã thật là chú ý, chỉ vẫn là gặp gỡ phiền toái, mấy ngày lúc sau, một chỗ khôn cùng không gian trong vòng, Nhạc Thành, Huyền Tiêu hai người nháy mắt thần sắc trầm xuống, tiền không xuất hiện một cái cả người ma khí bao vây lão giả, này lão giả 50 tuổi tuổi, trong mắt sắc bén ánh mắt chính nhìn quét ở tại Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu trên người. Nhạc Thành đánh giá lão giả kia, sắc mặt nhất thời trắng bệch, người này, dĩ nhiên là ma quân trình tự siêu cấp cường giả không gian xung quanh trong lúc đó, ở chung quanh hắn, đã muốn là từ không gian, cường hãn hơi thở dưới, nhạc thành cảm giác được áp lực. Không nghĩ tới thật sự gặp loại này trình tự cường giả. Nhạc thành hít vào một hơi, thầm nghĩ trong lòng, hoàn hảo chính mình không phải một người, yếu nói cách khác, vậy phiền toái. Đại la kim tiên, cửu thiên hỗn nguyên yêu. Lão giả kia sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào nhạc thành cùng huyền tiêu, thần sắc trong lúc đó tự hồ là có chút kinh ngạc hẳn là kinh ngạc đại la kim tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên yêu đi ở cùng nhau giao ra chữ vật nhẫn ta không muốn động thủ lão giả kia lập tức thản nhiên nói trong giọng nói cũng chút không thêm che giấu tràn ngập kia ngập trời sát ít nguyên thiên ma quân ngươi mới là ma quân lúc đầu mà thôi ngươi còn không có tư cách này huyền tiêu khẽ cao mày lập tức thản nhiên nói này ma quân lúc đầu hắn cũng còn không e ngại thân là huyền phong bản thể cũng không phải là hiện tại này ma quân lúc đầu có thể làm gì chính mình thật không, tiểu tử đủ càn rỡ. Lão giả kia thần sắc hơi hơi trầm xuống, tựa hồ là thật không ngờ đối phương biết thân phận của hắn, cũng không nghĩ tới này cửu thiên hỗn nguyên yêu như thế hung hăng càn quấy. Mặc dù là yêu đạo có bản thể thiên phú, chính là thân là ma quân tu vi, kia chặn đánh sát cửu thiên hỗn nguyên yêu cũng không phải rất khó. Về phần kia đại la kim tiên, quả thực chính là lật tay khả diện, căn bản là không cần để ở trong mắt. Nguyên thiên ma quân, dĩ nhiên là hắn. Nhạc thành trong lòng có đó kinh ngạc, không nghĩ tới này nguyên thiên ma quân cũng tới thái hư chi địa chung người này ở tiên ma giới bên trong tuyệt đối là thành danh đã lâu lão quái vật vậy để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi lão giả kia quanh thân ma khí bốc hơi dựng lên thao thiên ma khí đem quanh thân hư không đều áp chế một mảnh bùm bùm ba rung động nghìn vạn dặm trong vòng nhất thời ma khí áp không mà đến chỉ là này hơi thở liền còn hơn cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma mạnh hơn không biết nhiều ít lần không sai đồng thời lão giả kia hai mắt bên trong, lộ ra lãnh y hai trong mắt, lưỡng đạo giống như thực chất bình thường màu vàng thần quang đấu bắn mà ra, trong tay một đánh ra một mảnh ma quang, sắc vô cùng cắt vỡ hư không lập tức xé rách hư không, đó là hướng huyền tiêu hướng trên người chém tới. Nguyên thiên ma quân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ma khí sóng âm cuồn cuộn đáng đáng, gạt ra khôn cùng phong vân. Hai tay bên trong, một đạo màu xanh yêu hồng quán phá cầu vồng, đan vào một mảnh, tung hoành mở ra, dắt bài sơn đảo hải bình thường khí thế nháy mắt liền hướng kia nguyên thiên ma quân trên người đấu đá mà rơi oành lưỡng đạo khổng lồ lực lượng giao thụ ở tại cùng nhau trong nháy mắt không gian xung quanh trên trăm ngàn dặm trong vòng bị một cỗ mạnh mẽ dòng khí quét ngang mà qua nghìn vạn dặm trong vòng thái hư chi địa không gian trong vòng sở hữu thất thải vân đoàn toàn bộ bị đánh bể xương khói tiêu tán trên không trung hai đạo thân ảnh nháy mắt ở không gian bên trong bạo lùi thượng vạn thước hai người một kích này dĩ nhiên là ngang nhau Nhạc Thành đối với Huyền Tiêu thực lực cũng là càng thêm kinh ngạc. Hỗn Nguyên chân thân, Kim Long thân thể, phá thiên nhất kích. Cũng đúng lúc này thời điểm, Nhạc Thành không chút do dự thi triển ra Hỗn Nguyên chân thân đến, chính mình còn không có đụng tới quá ma quân loại này trình tự cường giả đâu, đây chính là một cái cơ hội tốt, cũng tốt thử xem chính mình cùng ma quân loại này trình tự cường giả khác biệt. Nháy mắt, Nhạc Thành khổng lồ thượng ngũ vạn thước bản thể liền xuất hiện ở trên không bên trong, không sai đồng thời thời điểm, trong tay một quyền xé rách không gian, thượng mấy vạn thước quyền ấn vạn vẹo trên không, trực tiếp bao phủ ở tại Nguyên Thiên Ma Quân quanh thân trên không. Hỗn Nguyên Chân Thân, ngươi là kia Kim Giáp Chiến Thần. Kia Nguyên Thiên Ma Quân nhìn thấy Nhạc Thành Hỗn Nguyên Chân Thân cùng Kim Long thân thể, nhất thời sắc mặt trầm xuống, này Kim Giáp Chiến Thần hiện tại cả tiên ma giới chính là không người không biết, hắn cũng đã được nghe nói. Lúc này thấy đến Nhạc Thành tập kích mà đến, này Nguyên Thiên Ma Quân cũng không dám đem Nhạc Thành cho rằng bình thường đại la kim tiên đối đãi, chỉ cũng không có rất coi trọng, trong tay pháp quyết biến hóa, thoáng chốc trong lúc đó, khắp thiên địa đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới, ma khí cuồn cuộn trong lúc đó, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ tối đen một mảnh, vô tận trong bóng tối, một đạo lưu quang hung hăng hướng tới nhạc thành quyền ấn nghênh đón mà lên. Bang bang, một đạo kinh thiên nổ nháy mắt vang lên. Một mảnh không gian nứt toác mở ra, theo một cỗ cường hãn bàng bạc mạnh mẽ lực, nhạc thành nháy mắt thân thể cao lớn bị đánh lui thượng vạn thước xa trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn nhịn không được muốn một ngụ máu tươi phun trụ ngũ tạng lục phủ lúc này cũng là chấn động không ngớt mà kia nguyên thiên ma quân lúc này cũng đánh bay mấy ngàn thước nhạc thành trong lòng rõ ràng chính mình bằng vào hỗn nguyên chân thân ưu thế mới chỉ là bị đẩy lui thượng vạn thước mà thôi nếu không có hỗn nguyên chân thân này hậu quả sợ là chính mình rất khó thừa nhận nguyên thiên ma quân lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi đại la kim tiên nếu là có thể đẩy lui chính mình cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi khó trách có thể đại náo giao trì, loại thật lực này, cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ cũng sợ là khó có thể đối kháng. Nguyên thiên ma quân, người hôm nay tìm lầm người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền tiêu lúc này thân hình ở trên, trong tay mạn thiên yêu hồng lại bạo dũng mà ra, nháy mắt đánh về phía nguyên thiên ma quân mà đi. Phải không, vậy thử xem xem. Nguyên thiên ma quân thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết lại đánh ra thân thể giống như ở vào hư thật trong lúc đó đảo mắt hóa thành một đạo tối đen xương khói mạn thiên yêu hồng tung hoành hãy còn làm gì hắn không được đồng thời một mảnh ma khí áp không mà lên bá vân lộng nguyệt trong lúc đó liền tương lai tập yêu hồng đều tảo khai trên mặt nhìn không ra chút biến hóa trong lòng lúc này cũng kinh hãi này cửu thiên hỗn nguyên yêu chính là càng thêm khó dây vào a hãm tiên mà lúc này nhạc thành thân hình lại ngang trời mà lên Hiên viên kiếm hóa thành mấy ngàn thước lớn nhỏ, kiếm trong tay bí quyết biến hóa, hiên viên trên thân kiếm một mảnh ong ong tiếng động run, thiên địa trong lúc đó nhất thời lâm vào nhất cổ khí tức quỷ dị bên trong, bóng kiếm họa xuất, không gian trong vòng tràn ngập một mảnh hào quang, tựa hồ là cả thiên địa đều bị này một mảnh kiếm quang cắt qua. Bóng kiếm trong vòng, thiên địa sụp đổ, nhưng thấy hơn 10 ngàn dặm không gian dọc, theo kia một mảnh tối đen tim đập nhanh không gian cái khe bắt đầu dễ ợt bình thường hóa, thành hư không, thở phì phó hư một mảnh kiếm quang giống như kinh hồng đây trời tràn ngập vô số kiếm quang đan vào thành một mảnh dày đặc mạng nhện kiếm quang nháy mắt liền hướng kia nguyên thiên ma quân bao vây mà đi kiếm quang lưu ảnh một kiếm này uy lực còn hơn lúc trước kia một quyền lại mạnh hơn không ít huống chi vẫn là dùng hiên viên kiếm thi triển mà ra hiên viên kiếm thân mình chính là thượng cổ thần khí cũng không ở hạo thiên tháp dưới chính là hiên viên kiếm cùng hạo thiên tháp so sánh với trong lời nói nhạc thành thi triển hạo thiên tháp càng thêm là có thể thuận buồm xuôi gió nhưng là này hiên viên kiếm uy lực, phải ở hạo thiên tháp dưới, lúc này, kiếm khí sẽ rách trời cao, vô số bóng kiếm, giống như là một mảnh bóng kiếm vũng bùn bình thường, gắt gao đi nguyên thiên ma quân bao vây ở trong đó, căn bản là không để cho nguyên thiên ma quân cơ hội đào tẩu. Nguyên thiên nghịch nhận, nguyên thiên ma quân thần sắc trầm xuống, nhạc thành một kiếm này, hắn căn bản không dám khinh thường, này đây trời bóng kiếm làm cho hắn cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh trong tay pháp quyết biến hóa một món đồ trăng rằm ma khí nắm ở trong tay này ngoạn việt ăn ý có một thước dài tả hữu bộ dáng bắn loan đao phong chỗ hàn quang dày đặc chỉ thân đao cũng như là máu tươi bình thường hồng hồng được có chút trói mắt hồng được phá lệ quỷ dị khủng bố dày đặc giống như trong địa ngục trào ra một cỗ thiên tuyền ánh đao hàn quang chạm chạm lập tức trong tay pháp quyết biến hóa cấp tốc cắt qua hư không phân tách phong vân xuyên qua ở khôn cùng hư không cùng sự thật trong lúc đó đón nhạc thành hãm tiên mà lên thở phì phò một mảnh bóng kiếm ánh đao, cơ hồ không có tí xíu được gợn sóng nhấc lên, trên không trung sát ra một chút hoa lửa lóe ra, đao quang kiếm ảnh chỗ nháy mắt xé rách hóa thành một cái không đáy hắc động, này thái hư chi địa, khôn cùng hư không, tất cả đều bị che, nháy mắt không gian rồi đột nhiên bành trướng co rút lại dựng lên. Thình thịch, không gian nứt toác, mạnh mẽ lực mang theo vạn quân chi thế, ầm ầm trong lúc đó thổi quét bốn phía trời cao, quét ngang một mảnh không gian mảnh nhỏ. Nhạc Thành thân hình thân kiêm bị đẩy lui thượng vạn thước, Hổ khẩu đau nhức, trong cơ thể huyết khí lại cuồn cuộn, khóe miệng đã muốn là xuất hiện một tia vết máu, mà kia Nguyên Thiên Ma Quân cũng thân hình rút lui thượng vạn thước, sắc mặt một mảnh tái nhợt, chính kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. "Ô ô." Trên không trung, một đạo trầm thấp tiếng động phóng lên cao, một mảnh hủy diệt hơi thở bạo dũng mà khai, cùng với kia hủy diệt bản hơi thở tự một con thượng mấy vạn thước huyền phong, trong cơ thể thổi quét, mà ra, lúc này huyền phong lại hóa thành bản thể. Huyền phong thân thể cũng là lúc này khắc đột nhiên thần dị tràn ngập nổi lên một cỗ nóng cháy ngọn lửa giống như là tự cháy lên đỏ đậm ngọn lửa tràn ngập nước cờ vạn thước huyền phong thân thể mỗi khắp ngõ ngách làn da cơ thể khung xương toàn thân đều bị nóng cháy ngọn lửa sở tràn ngập vù vù nóng cháy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mà ở lửa kia diễm điên cuồng tràn ngập gian huyền phong thân thể lại có thể bắt đầu đuổi dần trở nên trong suốt trong suốt đứng lên thậm chí còn có thể xuyên thấu qua ngọn lửa thấy này trong cơ thể ngũ tạng lục phủ mà đó nội tạng khí quan cũng là lúc này khắc che phủ lên che lên một tầng màu hồng tinh tầng tự liên huyền phong sau lưng tứ xí cũng là hóa thành rộng thùng thình hỏa cánh theo ngọn lửa thiêu đốt huyền phong cả người sáng bóng lần thứ hai ngưng thực nóng cháy ngọn lửa quanh quẩn ở này thân thể mặt ngoài thật lớn thân hình lóe ra làm lòng người lạnh ngắt sáng bóng huyền phong chi hỏa thượng cổ thần thú huyền phong nguyên thiên ma quần nhất thời thần sắc trầm xuống đây chính là thượng cổ thần thú khó trách như thế khó dây vào chính mình hôm nay đụng tới hai người một cái là kim giáp chiến thần một cái là thượng cổ thần thú thân thể huyền phong cái này cũng đủ kỳ quái nguyên thiên ma quân ta nói rồi ngươi tìm lầm người người ma quân lúc đầu tu vi thực lực còn chưa đủ cùng với huyền tiêu tiếng quát hạ xuống kia thật lớn thân hình đột nhiên kịch liệt bốc lên đứng lên vô số ngọn lửa bốc lên bắt đầu lên đỉnh đầu trên không hội tụ mơ hồ gian hội tụ thành một mảnh dữ tợn đáng sợ biển lửa tràn ngập thô bạo cùng sát ít huyền tiêu lúc này kia phiếm vô tận cuồng bạo huyết khí cự đồng lạnh như băng vô tình nhìn chăm chú vào nguyên thiên ma quân chợt khổng lồ vô cùng thân thể phía trên tứ xí cấp trấn thân thể cao lớn mang theo giữ tợn ngọn lửa nháy mắt thổi quét hướng về phía nguyên thiên ma quân mà đi lửa này diễm ẩn chứa một loại kẻ khác biến sắc nóng cháy kinh khí bị bám một mảnh không gian mảnh nhỏ nháy mắt đi ra kia nguyên thiên ma quân trước người mà đi thật mạnh bản thể huyền phong chi hòa cảm giác cháy diễm khủng bố nhạc thành cũng là trong lòng kinh ngạc này Huyền Phong chi hỏa, còn hơn trên người mình tam vị chân hỏa, cũng là kém sẽ không nhiều lắm." Nguyên Thiên Nghịch nhận, kia Nguyên Thiên Ma Quân trong tay Nguyên Thiên Nghịch nhận này, cao nhất đỉnh phong trình tự ma khí lại họa xuất không gian, nháy mắt mang theo một mảnh hủy thiên diệt địa khổng lồ đao mang không gian bổ, về phía Huyền Tiêu bản thể mà đi. Thời gian đảo lưu, nhạc thành thần sắc trầm xuống, cũng ở trước tiên thi triển thời gian thần thông bên trong thời gian đảo lưu bao phủ hướng, về phía kia Nguyên Thiên Ma Quân mà đi nhất thời chỉ thấy trên không bên trong nguyên thiên ma quân thi triển kia một đao theo đao mang nháy mắt liền không thể tưởng tượng nổi đồ trở về trong nháy mắt gần chính là trong nháy mắt mà thôi kia nguyên thiên ma quân đao mang đó là lại điên cuồng thổi quét bổ ra chính là cũng là trong nháy mắt này thời gian bên trong huyền tiêu huyền phong bản thể phía trên mang theo ngập trời ngọn lửa đã muốn là hung hăng va chạm ở tại nguyên thiên ma quân trước người suy suy đao mang còn chưa kịp ra tay hoàn toàn bổ ra một mảnh khủng bố nóng cháy ngọn lửa đó là chỉ một thoáng đem nguyên thiên ma quân bao vây không gian xung quanh thiêu hủy đơn độc độc thành một cái không gian khôn cùng khủng bố ngọn lửa dưới nguyên thiên ma quân thần sắc tái nhợt đứng lên phá nguyên thiên ma quân lúc này căn bản là không hề do dự thời gian nguyên thiên nghịch nhận điên cuồng huy đánh mà ra mạnh mẽ vạch tìm tòi một mảnh không gian lúc sau thương hoảng sợ chạy ra toàn thân chật vật không thôi ở ngọn lửa không gian bên trong phòng chừng là đã bị bị thương nặng thời gian tĩnh chỉ cũng đúng lúc này nhạc thành lại không chút do dự thi triển ra thời gian thần thông bên trong thời gian tĩnh chỉ đến, một mình dựa vào thời gian thần thông chính mình đến đối phó này, Nguyên Thiên Ma Quân trong lời nói căn bản là không có quá lớn tác dụng, nhưng là chính mình thi triển thời gian thần thông trong lời nói, làm cho Huyền Tiêu bỏ ra thủ, kia uy lực liền không giống với, vừa mới chính là ví dụ. Cho nên, Nhạc Thành đó là không chút do dự lại thi triển thời gian thần thông đến, nháy mắt bao phủ ở tại Nguyên Thiên Ma Quân quanh thân không gian, nhất thời hết thảy yên lặng bất động. Cũng là vào lúc gió, huyền tiêu bản thể lại đánh về phía nguyên thiên ma quân mà đi tứ xí cấp chấn trong miệng một ngụm nóng rực vô cùng ngọn lửa chậm rãi theo trong miệng phun ra sau lưng hỏa cánh nhẹ nhàng rung lên hóa thành một đạo khổng lồ ngọn lửa lưu tinh trực tiếp hướng kia nguyên thiên ma quân ngay mặt va chạm mà đi thời gian thần thông đáng chết nguyên thiên ma quân chính chật vật chạy ra thời điểm cũng một toàn thân không thể động đậy trong lòng âm thầm kinh hãi thầm than một tiếng không tốt trong cơ thể ma khí nhất thời bạo dũng mà ra trong nháy mắt thời gian, đã đột phá yên lặng không gian cấp tốc bạo lui. Suy, nhưng là lúc này cũng chậm, huyền tiêu bản thể huyền phong thân thể cao lớn trực tiếp là thuấn di mà ra, tùy mặc dù là phun ra nóng cháy khủng bố bản thể chi hỏa va chạm mà lên, chốc lát gian đó là bùng nổ mở ra, nguyên thiên ma quân cũng ở đụng chạm chốc lát, quanh thân thao thiên ma khí bay nhanh ảm đạm, ngang hư không ngọn lửa. Đột nhiên theo va chạm kia một đầu, còn tại lấy một loại tốc độ kinh người, đối với nguyên thiên ma quân lan tràn bao vây mà đi, tại nơi lan tràn bao vây gian một đạo khổng lồ tựa như lưu tinh bản thân ảnh chính uyển tựa như tia chóp xẹt qua hai người tiếp xúc thao thiên ma khí dễ dàng sụp đổ tùy theo kia nguyên thiên ma quân thân hình nháy mắt đã bị hung hăng va chạm bạo lui thượng vạn thước xa bị bám một mảnh huyết vụ sư sư nhưng là cũng đúng lúc này thiên nguyên ma quân nháy mắt thân ảnh tiếp theo đánh bay hết sức đó là nháy mắt biến mất không thấy hóa thành một đạo ma hồng thương hoảng sợ trong lúc đó biến mất ở tại thái hư không gian trong vòng hô Huyền Phong thu hồi khổng lồ bản thể, đã rơi vào Nhạc Thành bên người nói. "Này lão ma, thế nhưng chạy đã muốn đuổi không kịp, lần sau đụng tới hắn, tái làm cho hắn đẹp." Nhạc Thành cũng thu hồi bản thể lúc sau, lập tức nói. "Này Thiên Nguyên Ma Quân thực lực thật đúng là khủng bố, quá mạnh mẽ. Cũng không phải rất mạnh, chờ ta nếu có thể đủ đột phá đến yêu quân, chặn đánh giết hắn dễ như trở bàn tay." Huyền Tiêu nói xong, lập tức nói. "Không nghĩ tới ngươi còn hữu thời gian thần thông ở trên người." thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thời gian của ngươi thần thông phối hợp ta, chúng ta nếu sớm làm chuẩn bị trong lời nói, vừa mới chặn đánh khoảnh khắc lão ma, cũng cũng không khó. Nhạc Thành mỉm cười, vừa mới nếu chính mình toàn lực ngăn cản trong lời nói, kia Nguyên Thiên Ma Quân nói không chừng thật đúng là không thể chạy trốn, chính là chính mình lo lắng kia Nguyên Thiên Ma Quân toàn lực phản kích, đến lúc đó chẳng biết hưu chết về tay ai liền còn không nhất định, ma quân trình tự cường giả, cũng không phải là cửu thiên hỗn nguyên ma, toàn lực phản kích dưới Tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Hai người thu thập một lúc sau, cũng ly khai tại chỗ, trải qua vài ngày ở chung, Nhạc Thành đối Huyền Tiêu coi như là có điều hiểu biết, đối với chính mình, này Huyền Tiêu hẳn là không có đánh tính ra tay, yếu nói cách khác, mấy ngày này khả là có thêm không ít cơ sẽ ra tay. Những ngày tiếp theo chung, hai người đó là liên thủ dưới, dọc theo đường đi đánh chết Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma còn có Cửu Thiên Hỗn Nguyên yêu đều cũng có không ít, ở hai người liên thủ dưới, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ dưới tu vi giả căn bản là chỉ có bị đánh chết phân. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Sau lại một lát bên trong, rõ ràng liền từ nhạc thành thi triển thời gian thần thông, Huyền Tiêu toàn lực ra tay, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ cường giả, cũng là nhất chiêu có thể đủ thần kỳ không ngờ đánh chết, hai người liên thủ thực lực, đó là có thể nghĩ. Nhạc Thành, nhớ kỹ, ngươi khiếm ta một cái nhân tình, ta hiện tại nhưng thật ra có chuyện gì cho ngươi trước tiên đáp ứng ta. Giữa không trung, hai người cấp tốc phi hành. Huyền Tiêu đột nhiên đối Nhạc Thành nói: "Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi." Nhạc Thành nói: "Chờ ngươi tới Tiên Quân hậu kỳ sau, ngươi đáp ứng ta, giúp ta đi đối phó một người, hơn nữa ngươi, ta mới có thể càng thêm có nắm chắc." Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói: "Tiên Quân hậu kỳ, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu." Nhạc Thành cười khổ một tiếng sau nói: "Chính mình hiện tại mới là đại la kim tiên hậu kỳ, này nếu tới tiên quân hậu kỳ tu vi cảnh giới, chính là một cái vọng không đến đầu hồng câu khoảng cách." ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rất nhanh đột phá đến tiên quân hậu kỳ ta tin tưởng ta ánh mắt huyền tiêu nói hảo đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi đây chính là ta lần đầu tiên đáp ứng chuyện của người khác nhạc thành hơi hơi nói trong lòng cũng biết chờ mình tới tiên quân hậu kỳ thời điểm huyền tiêu thực lực trình tự cũng không biết là tới kia từng bước huyền tiêu một người đối không có nắm chắc đối phó nhân người nọ thực lực phỏng chừng là cường hãn vô cùng cả thiên địa trong vòng cũng không có mấy người có thể làm gì cảm ơn mặc kệ thế nào ta chờ ngươi, đến lúc đó, chờ ngươi đột phá, ta liền gặp đi tìm ngươi." Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói. 20 ngày sau đó, Thái Hư chi địa trong vòng, cao ngất có một chỗ chói mắt hào quang xuất hiện ở tiền không, hào quang xa xa phóng lên cao, một cỗ thần dị hơi thở khoách tán ở tại phía chân trời, này hơi thở dưới, Nhạc Thành nhất thời cảm giác được toàn thân nói không nên lời thoải mái, này giống như là mẫu thân ôm ấp bình thường, cảm giác được ấm áp thoải mái. Hào cảm giác quen thuộc, này phụ cận rốt cuộc có cái gì? Ngột, nhạc thành cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở trong lúc nhất thời nhạc thành lại nhớ không nổi này hơi thở lai lịch trong lòng trong lúc nhất thời cũng là nghi hoặc không thôi nhạc thành chúng ta tới phía trước chính là hỗn độn hải huyền tiêu nhìn thấy xa xôi chỗ trói mắt hào quang đối nhạc thành nói này phụ cận hình như là nhân không ít chúng ta khả phải chú ý một chút mới được nhạc thành cười khổ thần niệm truyền âm nói thần niệm dình chung nhạc thành không khó phát hiện này không gian trong vòng có hơn 10 đạo cường hãn hơi thở tồn tại, những người này cũng không phải là đến đùa. Có tiên quân trung kỳ cường giả đã ở, cũng không có thiếu ma quân cường giả, cẩn thận một ít. Huyền Tiêu cũng là lần đầu tiên vẻ mặt ngưng trọng lên, này hơn 10 đạo hơi thở, làm cho hắn đều là không dám khinh thường, này đó siêu cấp cường giả chủ yếu đều là tính toán ở cuối cùng ra tay có được Hỗn Độn Ngọc nhân, không uổng phá hủy lực, có thể đủ tới Hỗn Độn Ngọc tiến và Hỗn Độn Hải lĩnh ngộ. Yếu là bọn hắn ra tay, chúng ta làm sao bây giờ? nhạc thành do dự một chút sau thần niệm đối huyền tiêu hỏi chúng ta trích phải nhanh một chút tiến vào phía trước kia một mảnh hào quang khu vực trong vòng liền gặp không có việc gì nơi đó là hỗn độn hải nhập khẩu chúng ta trên người có hỗn độn ngọc có thể trực tiếp tiến vào trong đó nhưng là không có hỗn đặt nhân cho dù là tiên quân hậu kỳ cường giả cũng là nháy mắt liền gặp kia một mảnh hào quang trung thần dị lực lượng đánh chết cho nên cho dù là có người ra tay chúng ta chỉ cần là tiến nhập kia hào quang trong vòng liền trăm phần trăm an toàn huyền tiêu trả lời Nhạc Thành trầm tư, chính mình có không gian thần thông hẳn không phải là rất khó, chỉ cần là tiến nhập kia hỗn độn hải nhập khẩu, vậy an toàn, chính là nơi này khoảng cách kia hỗn độn hải nhập khẩu cũng là có nước cờ nghìn vạn dặm xa, này đối với tiên quân mà nói, ma quân trình tự cường giả mà nói, đã muốn là cũng đủ ngăn cản chính mình, xem ra muốn đi vào hỗn độn hải thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng tình a, à. khó trách nói Đại La Kim Tiên muốn đi vào hỗn độn hải là rất không có khả năng, tự liên cửu thiên huyền tiên cửu thiên hỗn nguyên yêu muốn vào đi đều là không dễ dàng. Đây chính là có không ít tiên quân, ma quân ở ôm cây đợi thỏ. Này hỗn độn ngọc bọn hắn cũng là có hứng thú, vô số năm không thể đột phá. Này hỗn độn hải lĩnh ngộ, cũng thành bọn hắn một cái lựa chọn. Chúng ta đi, có người ra tay chúng ta hay dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hỗn độn hải trong vòng. Huyền tiêu đối nhạc thành nói. Hai người lập tức thân ảnh nhất túng, đó là đi phía trước không mà đi. Trong lòng đều là âm thầm chú ý đến bốn phương tám hướng hết thảy, đề phòng có người đánh lén. Hai vị đạo hữu, chẳng lẽ đuổi thời gian sao? Ngay tại hai người đi phía trước không mà đi đồng thời, cũng nhất đạo thân ảnh nháy mắt liền bị bám một mảnh thần quang đã rơi vào hai người, trước người trên không trung. Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ tu vi cường giả, nhạc thành thần sắc trầm xuống, loại này trình tự cường giả cùng nhạc gia lão tổ nhân trung chiến thần giống nhau, thực lực cường hãn vô cùng, chính mình căn bản là không là đối thủ. Không gian xuyên qua, nhạc thành trước tiên chính là thi triển không gian xuyên qua mà chạy nháy mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà Huyền Phong vào lúc này cũng không biết thi triển cái gì thủ đoạn, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Không gian thần thông? Gì? Kia Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ tu vi giả thần sắc nhất thời có chút nghi hoặc đứng lên, không nghĩ tới trước người Đại La Kim Tiên còn có Không gian thần thông. Ha ha, Huyền Minh chân nhân, ra mỏi, người ta khả căn bản không đem ngươi để ở trong mắt a, cũng ngay trong nháy mắt này thời điểm chỉ thấy tiền không bên trong một đạo màu xanh thân ảnh trong tay pháp quyết biến hóa khắp không gian bên trong nhất thời áp chế một cỗ vô tận ma khí mây đen áp không mà đến lóe ra nhảy nhẹ tim đập nhanh điện mũi nhọn nhạc thành cùng huyền tiêu hai người thân ảnh bị một cỗ khổng lồ vô cùng quỷ dị lực lượng sở tràn ngập thân ảnh xuất hiện lúc sau nhất thời đã bị khắc chế không thể lại không gian xuyên qua mà chạy tự liên huyền tiêu cũng bị vây ở này không gian trong vòng ma quân trung kỳ cường giả nhạc thành thần sắc trầm xuống trước người của mình, dĩ nhiên là xuất hiện một cái ma quân trung kỳ cường giả đến, cường hãn ma khí run, trong cơ thể mình pháp lực đều đã bị áp chế. Hai vị đạo hữu, thời gian còn sớm, làm gì thế này cấp? Ký áo xanh lão giả thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu phía trước hai người, này lão giả quần áo áo xanh, sắc mặt đỏ ửng bên trong, cũng trên mặt tràn ngập một cỗ như có như không hắc khí. Nhạc Thành, này ma quân trung kỳ, toàn lực dưới, tuy rằng không địch lại, nhưng là tự bảo vệ mình không có vấn đề chính là này phụ cận cũng không có thiếu người ở xem diễn, ngươi phải cẩn thận một chút. Huyền tiêu thần niệm truyền âm tới nhạc thành trong tay nói. Ta cũng có biện pháp chạy trốn tới hỗn độn hải khu vực, ngươi bảo trọng. Nhạc thành lập tức thần niệm truyền âm trả lời, hiện tại chỉ cần chạy trốn tới phía trước hỗn độn hải phía trước khu vực là tốt rồi, không cần cứng rắn chiến, nhạc thành đạo ngạch cũng là có ngũ thành nắm chắc. Ít nhất, trực tiếp thi triển hạo thiên tháp, hẳn là ở thiên quân, ma quân dưới, chạy ra sổ nghìn vạn dặm không thành vấn đề thời gian không còn sớm chúng ta còn chạy đi cái này chẳng phân biệt được xứng nhạc thành thần sắc trầm xuống tiếng nói vừa dứt cực kỳ không sai đồng thời trong tay một đạo pháp quyết đánh ra lập tức nhất trương phủ giấy tia chớp bình thường đánh ra này lá bùa rời khỏi tay một mảnh thần quang nở rộ lập tức hóa thành một đạo cường hãn vô cùng cột sáng bắn nhanh mà ra cũng đúng lúc này nhạc thành đích tay trung pháp quyết lại đánh ra ấn đường trung hào quang nở rộ nho nhỏ diệt ma phù đã nghĩ đối phó ta muốn chết kia ma quân trung kỳ lão giả thần sắc mới đầu trầm xuống, còn tưởng rằng là gặp thánh nhân lực, nháy mắt nhìn thấy đối phó trong tay chính là hé ra diệt ma phù, không khỏi là miệt thị cười. Này chấn ma phù cũng mới là cửu thiên huyền tiên lúc đầu thực lực một kích mà thôi, hắn căn bản là không cần. Mà nhạc thành đánh ra, đúng là kia đánh ra xích tinh tử lần đầu tiên đến hạo thiên môn thời điểm giao, cho mình chấn ma phù. Này chấn ma phù hiện tại đối với chính mình tác dụng cũng là càng ngày càng nhỏ, lúc này nhưng thật ra có thể phát ra nổi một ít tác dụng ma quân trung kỳ tu vi cường giả trong tay pháp quyết đánh ra trước người không gian không thể tưởng tượng nổi trực tiếp hóa thành một con màu đen khủng bố cự thú nháy mắt cắn nuốt hướng về phía mặt tiền của cửa hàng phòng sở tràn ngập mà ra cột sáng hai người tiếp xúc cùng một chỗ nhất thời cột sáng đó là trực tiếp tan tác hơn nữa còn là cái loại này dễ ợt bàn tan tác oanh ở nhạc thành kia tràn ngập khó có thể tin trong ánh mắt cột sáng cuối cùng là hoàn toàn hư hóa mà đi mà kia một đạo khủng bố cự thú thân ảnh cũng là tựa như lưu tinh bàn bay nhanh xẹt qua không gian mà đến, ở này trong mắt bay nhanh phóng đại, đây là một con khổng lồ thượng mấy vạn thước lang hình mãnh thú vật, toàn thân tràn ngập thao thiên ma khí. "Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết." Kia ma trung kỳ tu vi lão giả một đạo âm lệ hét lớn, trong mắt sát ý cùng nhau, căn bản là không đem Nhạc Thành xem ở trong mắt. "Hạo Thiên Tháp, đi." Mà cũng đúng lúc này, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thanh quang thoáng hiện, trực tiếp biến mất ở giữa không trung trung đây là là hạo thiên tháp kim giáp chiến thần kia ma quân trung kỳ tu vi lão giả thần sắc trầm xuống trong mắt hiện lên một cỗ kinh ngạc cùng lúc đó thời điểm tựa hồ là ánh mắt có điều do dự lập tức cũng thần sắc đại biến tiểu tử đừng chạy này ma quân do dự chỉ chính là chuyển lại nghe thấy kim giáp chiến thần sau lưng thế lực xiển giáo tiệt giáo còn có giao trì kim mẫu nhân trung chiến thần chính là lúc này hắn đối hạo thiên tháp hỗn độn ngọc đều cũng có hứng thú thật lớn chính là do dự nháy mắt, tùy mặc dù là cấp tốc đi phía trước đuổi theo. Chính là lúc này, kia một đạo thanh mang đã muốn là biến mất ở tại tiền không, hạo thiên tháp trong vòng, nhạc thành toàn lực thúc giục hạo thiên tháp, nháy mắt tia chớp bình thường cấp tốc mà chạy, thái hư trong vòng cũng không có mặt đất núi non, tất cả đều là giữa không trung, căn bản là không có chỗ có thể trốn. Là hạo thiên tháp, truy, không gian bên trong, không sai đồng thời thời điểm, cũng hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt đánh về phía nhạc thành mà đi. Hạo Thiên Môn Kim Giáp Chiến Thần có Hỗn Độn Ngọc, tiên ma giới bên trong đã sớm là mọi người đều biết, hơn nữa Hạo Thiên Tháp nơi tay, tiên quân, ma quân loại này chỉnh tự cường giả, giống nhau là không thể kháng cự như vậy hấp dẫn. Nhất thời, này không gian trong vòng cường giả, cơ hồ là toàn bộ bị nhạc thành cấp hấp dẫn quá khứ, ngược lại là để lại Huyền Tiêu tại nguyên chỗ, căn bản là không người đối phó. Huyền Tiêu Cửu Thiên Hỗn Nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực bãi ở nơi nào, này, tiên quân lúc đầu, ma quân lúc đầu sẽ đối phó đều là rất khó, cho nên không ai hội tùy tiện ra tay, hơn nữa hiện tại chúng người chú ý lực đều là tới Nhạc Thành trên người, Huyền Tiêu liền càng thêm là không ai đối phó rồi. Huyền Tiêu thần sắc bất đắc dĩ, quanh thân thanh quang lóe ra, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, đang ở Hạo Thiên tháp trong vòng, Nhạc Thành cũng rõ ràng biết, phía sau có hơn 10 cường giả dĩ nhiên là đồng thời truy hướng về phía chính mình, cường giả tốc độ dữ dội cực nhanh, mắt thấy muốn tới công kích trong phạm vi 10 vạn lý, 8 vạn lý, này đó cường giả tốc độ, còn hơn chính mình hiện tại thúc giục hạo thiên tháp tốc độ còn muốn khoái thượng một ít. Mà hiện tại, nhạc thành cách phía trước hỗn độn hải khu vực cũng là càng ngày càng gần, trong nháy mắt cũng chỉ có trăm vạn lý, 90 ngàn dặm, 80 ngàn dặm, mặt sau đuổi theo tốc độ càng thêm nhanh. Hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc ở trên không trung xẹt qua không trung, giống như là một đám lưu tinh xẹt qua bình thường, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Nhạc thành trong đầu đã muốn là nghĩ đến các loại có thể tính, chính là tựa hồ đều không thể ngăn cản sau lưng nhất chúng cường giả. Kim giáp chiến thần, lưu lại đi. Một đạo tiếng hét lớn truyền đến, sau không bên trong, kia trước hết đuổi tiến lên đây ma quân trung kỳ lão giả, trong tay chống rỗng một đạo tối đen đại trảo không thể tưởng tượng nổi trộm, tới nhạc thành hạo thiên tháp, giữa không trung kia tối đen sắc cự trảo chợt lóe mà qua, nói không nên lời làm cho lòng người quý. Gào khóc, mà đã ở cùng lúc đó thời điểm, hạo thiên tháp trong vòng, một cái màu vàng cự long phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía Nana trên không trung một đạo cự trảo. Ngũ trảo kim long quanh thân thần quang tràn ngập, trực tiếp là đánh bay một mảnh không gian, hung hăng cùng trên không trung kia một đạo dấu móng tay va chạm ở tại cùng nhau, mà theo hai cổ lực lượng va chạm ở tại cùng nhau, ngũ trảo kim long lập tức bắt đầu rồi sụp đổ, tựa như không gian tất tất sụp đổ. Gào khóc, Hạo Thiên tháp trong vòng, lại hai cái lôi điện cự long rít gào dựng lên, lập tức ở không gian bên trong, bị bám vô số đạo điện trụ hợp thành một đạo điện trụ tường đem không gian trực tiếp ngăn cách phá một đạo thật lớn thần quang đảo qua người vạn lý không gian trong vòng nhất thời bị một mảnh thần quang đảo qua không gian bên trong hóa thành một mảnh hư không nháy mắt trên không trung kia hai cái lôi điện cự long cũng ở trên không trung sụp đổ vang ầm ầm liền ở trên hư không đảo qua thời điểm tiền không bên trong người đạo khổng lồ ngập trời lưu quang cấp tốc mà đến cũng người khỏa khổng lồ tinh thần cường hãn ngập trời hơi thở bao phủ làm cho kia nhất chúng tiên quân cùng ma quân cường giả cũng là không dám khinh thường một mảnh thần quang trống rỗng dựng lên, cũng không biết là có bao nhiêu người ở ra tay, mà mười khỏe nhỏ tinh thần cũng không có kiên trì bao lâu, đã bị này từng đạo thần quang khoảng cách đánh tan. Đây chính là nhạc thành hiện tại thúc giục hạo thiên tháp cực mạnh thực lực, nhưng lại như là này không chịu nổi một kích, hạo thiên tháp trong vòng, nhạc thành khóe miệng vừa đến máu phun ra, cũng là đã bị không nhẹ bị thương. Vù vù, cũng đúng lúc này, tiền không bên trong, một mảnh hào quang bao phủ, nhất thời hạo thiên tháp ở ngoài, đó là bị bàng bạc nồng đậm linh khí sở bao vây, này một mảnh hào quang bên trong, linh khí dĩ nhiên là cùng hạo thiên tháp so sánh với trong lời nói, cũng sẽ không kém nhiều ít. Rốt cục tới, nguy hiểm thật, nhạc thành trong tay pháp quyết vừa thu lại, thân ảnh xuất hiện ở hạo thiên tháp ở ngoài, thân niệm rình trong vòng, nhạc thành biết được chính mình đã muốn là tới kia hỗn độn hải khu vực trong vòng. Thu hồi hạo thiên tháp, nhạc thành đứng ở hào quang trong vòng, cũng thấy được vừa mới truy kích chính mình gần 20 nhân, không có chỗ nào mà không phải là tiên quân ma quân trình tự tu vi cường giả tựa hồ là còn có yêu quân trình tự cường giả ở trong đó hừ kia ma quân trung kỳ tu vi cường giả hử lạnh một tiếng lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ nhìn thấy kia nhất chúng bật người liền biến mất ở tại không trung cường giả nhạc thành ánh mắt lộ ra một cỗ ngập trời hàn ý đặc biệt kia huyền minh chân nhân cùng vừa mới kia ma quân trung kỳ tu vi giả về sau có cơ hội nhất định phải báo thù suy suy một mảnh không gian vặn vẹo lúc sau nhất đạo thân ảnh theo không gian thốt ra gia xuất hiện, đúng là huyền tiêu. Nhạc thành, ngươi không sao chứ? Huyền tiêu thấy được nhạc thành khóe miệng vết máu hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có việc gì, một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhạc thành nói, vừa mới chính mình được cũng là một chút vết thương nhẹ mà thôi, trong cơ thể sinh mệnh thần thông đang ở cấp tốc chữa trị. Vậy là tốt rồi, ta không nghĩ tới của ngươi lực hấp dẫn to lớn như thế. Huyền tiêu mỉm cười, vừa mới hắn bất kể cái gì nguy hiểm cũng không có gặp gỡ, thừa cơ đi ra hỗn độn hải khu vực nội. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Nhạc thành cười khổ nói, lập tức đánh giá này một mảnh hào quang khu vực đến. Này một mảnh hào quang dưới, nồng đậm linh khí còn hơn mặt khác địa phương yếu mạnh hơn nhiều. Khu vực nội, một mảnh trói mắt quang mang giống như là, từ trên trời giáng xuống bao phủ ở liễu không gian bình thường. Đem hỗn độn ngọc lấy ra đi, phía trước không có hay không hỗn độn ngọc, là không thể đi tới, Huyền Tiêu nói xong, trong tay cũng cầm lên Hỗn Độn Ngọc. Nhạc Thành gọi ra Hỗn Độn Ngọc ở trong tay, lúc này Hỗn Độn Ngọc phía trên, không biết ở khi nào thì đã muốn là tràn ngập thượng một mảnh quang mang nhàn nhạt cùng, trên không trung quang mang lẫn nhau hô ứng, thoạt nhìn thần dị cực kỳ. Tiền không bên trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ, xa xa một mảnh không gian sóng ngợn dắt ở tại khắp không gian bên trong, giống như là một mảnh màn trời bình thường, tập trung nhìn vào dưới, Nhạc Thành mới biết được, này chung quanh không gian trói mắt thần quang đều là Đến từ kia một mảnh màn trời bên trong, hai người lập tức đi phía trước không mà đi, thân ảnh hóa thành lưu quang cấp tốc mà vào, đến nơi này mặt, rốt cục thì an toàn, ở bên trong này, bất luận kẻ nào đều là không nỡ đánh đấu giao thủ, nếu không, liền gặp bị phương diện này thần bí lực lượng sở đánh chết. Cho nên, tới này hào quang khu vực, đồng thời có được hỗn độn ngọc nhân, cũng là không thể giao thủ, trừ phi là muốn đồng quy vu tận. Một lát sau, hai người tới tiền không bên trong kia một mảnh màn trời liền trực tiếp dắt ở tại nhạc thành trước mắt, nhẹ nhẹ năng lượng dao động dưới, trói mắt quang mang nở rộ. Không sai đồng thời, nhạc thành trong lòng, kia một cỗ cảm giác quen thuộc càng thêm là xuất hiện ở trong lòng, càng ngày càng quen thuộc, nhạc thành lại vẫn là nghĩ không ra đây là cái gì hơi thở. Mà đúng lúc này, nhạc thành gặp được màn trời dưới, lại là có thêm bốn người chính quanh chân mà ngồi ở nhắm mắt dưỡng thần chung, bốn người này chung, ba nam một nữ, nữ 30 tuổi tuổi, khuôn mặt mỹ mạo, cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi thực lực. Ba nam bên trong, một cái dĩ nhiên là ma quân trung kỳ tu vi, một cái cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, còn có một trên người hơi thở nhạc thành căn bản là nhìn không thấu, mà trong đó hai cái, nhạc thành còn ra mắt. Chính là kia cửu thiên hỗn nguyên yêu tu vi nam tử, cùng kia nhạc thành cũng vô pháp nhìn thấu thanh niên. Hai người kia, năm đó ở hạo thiên môn thời điểm chỉ thấy quá. Nhạc thành thần sắc trầm xuống, lập tức không lộ dấu vết, cũng cùng huyền tiêu ngồi ở màn trời dưới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy dạng này, còn có hai người chưa có tới. Này hỗn độn hải yếu tám người bắt khối hỗn độn ngọc mới có thể mở ra. Bây giờ còn chỉ có sáu, không biết còn lại hai cái còn có bao lâu mới đến. Mà này trong bốn người, nhạc thành trong lòng cũng là ở đoán, có hay không nhân là, từ những người khác đích tay chung cướp đoạt hỗn độn ngọc mới đến chỗ này, loại khả năng này tính rất lớn. Kia nguyên bản tới, trước bốn người trích hơi hơi đánh giá nhạc thành cùng huyền tiêu liếc mắt một cái, lập tức cũng đều là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Bất quá đôi bốn người này, nhạc thành trong lòng nhưng thật ra không dám khinh thường, không có một chút bổn sự cùng đặc thù thủ đoạn, có được hỗn độn ngọc, cũng là không thể tiến vào nơi này. Chính mình vừa mới không lâu nhưng chỉ có thử qua, thiếu chút nữa đã bị vây công, nếu như bị nhất chúng cường giả vây công trụ trong lời nói, cho dù là chính mình có được hạo thiên tháp, cũng vô pháp giải quyết tốt hậu quả. Ba ngày sau đó, tiền không một đạo màu xám thân ảnh tia chớp bình thường tiến đến, sắc mặt trắng bệch một mảnh, khóe miệng còn có một tia vết máu, Nhạc Thành mở hai mắt nhìn thoáng qua lão nhân, trung niên hán tử bộ dáng, tóc ngắn áo bào cho, lúc này quanh thân suy yếu vô cùng, tựa hồ là đã trải qua một hồi đại chiến, này tu vi, cũng là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Này trung niên hán tử ánh mắt quét mắt liếc mắt một cái mọi người lúc sau, lập tức cũng khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức đứng lên, cảm giác hơi thở, tựa hồ là bị thương không nhẹ. Còn có cuối cùng một người chưa có tới, huống chi này hỗn độn hải cũng còn không có xuất hiện tất cả mọi người chỉ có tiếp tục chờ đãi, cũng hoàn hảo nơi này hiện tại là tuyệt đối an toàn. Lại bốn ngày sau đó, chung quanh không gian trong vòng, tràn ngập linh khí càng ngày nồng đậm đứng lên, đồng thời một cỗ đến từ mãi mãi hơi thở cũng là tràn ngập ở trong đó, bảy người đều là đồng thời mở ra đôi mắt. Lúc này, bảy người chỉ thấy kia một mảnh màn trời bắt đầu rồi biến hóa, một cỗ cổ hơi thở năng lượng đang ở chậm rãi sóng gió nổi lên, thế cho nên chung quanh không gian hào quang tăng vọt, khuếch tán vô số sóng ngợ gợn gợn sóng hỗn độn hải yếu mở, còn có một người không có đến, nếu không có bát khối hỗn độn ngọc trong lời nói, đến lúc đó hỗn độn hải liền gặp tiêu tán, 500.000 năm lúc sau, mới có thể lại xuất hiện. Huyền tiêu thần niệm truyền âm đối nhạc thành nói. Nhạc thành cũng nghe giao chỉ kim mẫu nhắc tới quá chuyện này, lúc này ra mỏi hỗn độn hải muốn xuất hiện, không biết này cuối cùng một khối hỗn độn ngọc đã rơi vào ai trên người, như thế nào còn không có tiến đến. Màn trời bên trong, kia năng lượng dao động càng ngày càng lợi hại, linh khí hội tụ cũng là càng ngày càng đậm úc, mấy canh giờ lúc sau này bàng bạc linh khí nếu là đi vắng hạo thiên tháp dưới sưu sưu một mảnh lưu quang cấp tốc mà đến bảy người sắc mặt thượng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi có người tiến đến vậy chứng minh nhất định có hỗn độn ngọc nếu không liền gặp bị đánh chết ở tại hào quang bên trong hoàn hảo người này đúng lúc chạy tới yếu nói cách khác bảy người đều xem như một chuyến tay không hỗn thế ma vương mà nháy mắt người này đi ra nhạc thành trước người trên không nhạc thành thần sắc kinh ngạc trầm xuống này cuối cùng tới dĩ nhiên là chính mình không tưởng được hỗn thế ma vương. Lúc này này hỗn thế ma vương quần áo hắc bào phía trên, có loang lổ vết máu, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, tựa hồ là đã trải qua một hồi đại chiến. Nhạc thành lúc này đã muốn là đã sớm hóa thành chính mình bộ dáng, hỗn thế ma vương nhìn thấy nhạc thành đã muốn là tới này địa phương, thần sắc trầm xuống, thấy lạnh cả người toát ra. Nhạc thành lúc này cũng cả người sát ý run, lại là bởi vì nơi này, cũng không thể đủ đối thủ không khỏi trong lòng thầm mắng không thôi. Xem hiện tại này Hỗn Thế Ma Vương bộ dáng, này Hỗn Thế Ma Vương chính là bị thương không nhẹ a, à. liên tiếp không động ấn nội bất tử nguồn suối, cũng không thể đủ lập tức phát ra nổi tác dụng, nếu lúc này chính mình động thủ trong lời nói, nói không chừng liền có cơ hội đánh chết này Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành, ngươi cũng không thể đủ ở trong này đối thủ, chính mình sẽ có phiền toái. Huyền Tiêu thần niệm lại đối Nhạc Thành nói, này kim giáp chiến thần cùng Hỗn Thế Ma Vương có cử oán, tiên ma giới mọi người đều biết, cảm giác được Nhạc Thành trên người sát ý, Huyền Tiêu còn tưởng rằng là Nhạc Thành muốn động thủ. Yên tâm, ta sẽ không động thủ, đến lúc đó chờ hắn đi ra động thủ lần nữa không muộn. Nhạc Thành thần niệm trả lời, hiện tại động thủ, Nhạc Thành cũng là không dám. Vậy là tốt rồi, nhẫn nhẫn đi, đến lúc đó ta giúp ngươi là được, một cái hỗn thế ma vương, cũng không khó đối phó. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói, cảm ơn. Nhạc Thành thần niệm trả lời, cũng không có cự tuyệt Huyền Tiêu, này Huyền Tiêu thực lực còn hơn chân vũ đại đế đến, cũng là không lầm mơ hồ hẳn là còn mạnh hơn thượng một tia bộ dáng, nếu hơn nữa huyền tiêu, chính mình chặn đánh sát hỗn thế ma vương nắm chắc liền gặp càng thêm lớn. Hỗn thế ma vương lúc này nhìn chăm chú vào nhạc thành, cũng là cả người lãnh ý, nhưng là là không thể nề hà, lập tức chỉ có thể đủ oán hận nhìn chăm chú vào nhạc thành. Chính mình có thương tích trong người, mang theo, cho dù là có thể xuống tay, cũng không có gì nắm chắc. Suy suy, trên không bên trong, màn trời phía trên lúc này một mảnh thần quang tràn ngập, không sai đồng thời thời điểm này một mảnh thật lớn màn trời bức tường ánh sáng bên trong, ngột xuất hiện tám mấy thước lớn nhỏ lốc xoáy đến. Lốc xoáy không ngừng xoay tròn dựng lên, lập tức hóa thành một cái màu xanh quang ảnh thâm động, thâm động trong vòng, linh khí quan nhân, chung quanh quang ảnh bị khuấy động mà khai. Chư vị đạo hữu, chuẩn bị mở ra hỗn độn hải đi. Tám người chung, kia ma quân chung kỳ cường giả nói với mọi người đạo, trong tay hỗn độn ngọc đã muốn là nắm ở tại trong lòng bàn tay. Nhạc Thành cũng biết này hỗn độn hải mở ra phương pháp, tám lốc xoáy bên trong, nhốt đánh vào bát khối hỗn độn ngọc có thể đủ mở ra hỗn độn hải, mà hỗn độn ngọc cũng hội biến mất, cuối cùng sẽ ở tiên ma giới chung cái kia góc xuất hiện, cùng đợi tiếp theo hỗn độn hải mở ra. Suy suy tám người đồng thời trong tay pháp quyết biến hóa, lập tức bát khối hỗn độn ngọc cũng bị vứt cho tám lốc xoáy bên trong. Răng rắc, một mảnh cái khe ra nẻ thanh âm của xuất hiện, không sai đồng thời, tám lốc xoáy bên trong quang mang đại thịnh, lập tức này tám lốc xoáy ở một mảnh gào thét dòng khí bên trong, đó là rong vì một khối, hóa thành một cái khổng lồ có hơn một ngàn thước lốc xoáy. Lốc xoáy chung một cỗ bàng bạc năng lượng không ngừng gào thét dựng lên, một cái mắt, thường có thể thấy được không gian thông đạo nháy mắt liền xé rách màn trời xuất hiện. Có thể đi vào. Tám người thấy thế, đều là lộ ra mỉm cười, lập tức bát đạo thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, bay lên trời. Tám người trực tiếp tiến nhập không gian trong thông đạo không thấy. Xa xôi trên không trung, hơn 10 người nhìn chăm chú vào xa trống không thần quang đại tác phẩm, mỗi người thần sắc đều là trầm xuống hỗn độn hải đã muốn mở ra bọn hắn lưu lại cũng không có cái gì ý tứ lập tức đều tự biến mất ngay tại chỗ nhạc thành tiến vào không gian thông đạo phương diện này linh khí tràn đầy còn có một cỗ hỗn độn hơi thở ở tràn ngập chính là một lát mọi người bắt đầu từ không gian thông đạo mà ra tới một mảnh mây mù mờ ảo trên không bên trong tám người sau lưng vẫn là một mảnh màn trời cùng phía trước giống nhau chính là trước mắt cảnh tượng hoàn toàn liền không giống với mây mù lượn lờ dưới dĩ nhiên là có một khối lục địa này lục địa tựa hồ vẫn là một mảnh núi non mây mù lượn lở trong lúc đó này ở trên không bên trong có một ít che trời đại thụ chia. đi tám người chung đã muốn là có thêm sáu người nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ sáu người xu thế đi phía trước không mà đi nhạc thành chúng ta cũng chia khai đi chính mình tìm địa phương bế quan lĩnh ngộ ngàn năm lúc sau tái kiến huyền tiêu đối nhạc thành nói hảo ngàn năm lúc sau tái kiến nhạc thành nói này hỗn độn hải trong vòng vô biên vô hạn căn nguyên nơi cũng là có không ít mọi người có thể chính mình tìm địa phương lĩnh ngộ tu luyện ở hỗn độn hải lĩnh ngộ liền có thể hiểu được căn nguyên phương diện này còn có căn nguyên nơi này căn nguyên nơi nội chính là thiên địa kỳ lạ nhất tồn tại thiên địa trong lúc đó hết thảy giống như đều ở căn nguyên nơi nội mà ở căn nguyên nơi nội có vô số căn nguyên dựa theo chính mình tu luyện đi lĩnh ngộ mới là hữu dụng lập tức huyền tiêu cũng biến mất ở tại nhạc thành bên người nhạc thành đánh giá tiền không do dự một chút lúc sau đó là đi phía trước không mà đi dọc theo đường đi mây mù dưới lại dường như có một mảnh khôn cùng núi non không gian bên trong này bằng bạc linh khí còn hơn hạo thiên tháp đến cũng là chỉ kém thượng một tia mà thôi chỉ là này bằng bạc linh khí liền đối tu luyện giả thật là tốt chỗ không ít hơi thở chung còn kèm theo một cỗ thản nhiên hỗn độn khí này hơi thở đến từ thiên địa chưa khai là lúc tiến vào đan điền thế nhưng cũng là có thể hóa thành pháp lực ba ngày sau nhạc thành mới xuyên qua một mảnh núi non xuất hiện ở trước mắt đã muốn là một mảnh khôn cùng hải vực này hải vực phía trên mặt nước một mảnh xanh thảm sắc mơ hồ là còn có nhảy nhẹ năng lượng dao động dựng lên mặt nước phía trên không đủ trăm mét một tầng thản nhiên đám mây sở bao phủ đám mây phía trên có một cỗ thản nhiên thất thải quang mang liếc mắt một cái nhìn lại vô biên vô hạn hải vực chung lúc này hỗn độn khí cũng là nồng đậm vô cùng quay mắt về phía này bình tĩnh hải vực nhạc thành trong lòng lúc này cũng giống quay mắt về phía một con khổng lồ hỗn độn dị thú bình thường. Hải vực bên trong, ngẫu nhiên còn có một chút đảo xuất hiện, mà nhạc thành lúc này, cũng muốn tìm kia trong truyền thuyết lúc trước chuẩn đề đạo nhân lĩnh ngộ địa phương, đó là hỗn độn chi trong nước một viên cây bồ đề, là thiên địa một loại linh căn sở trường chi thụ, chính là này cây bồ đề ở địa phương nào liền cũng không không ai biết, chỉ có thể đủ là dựa vào vận khí mới có thể đụng tới. Nhạc thành cũng là muốn thử xem chính mình vận khí, nếu có thể đủ đến kia cây bồ đề hạ lĩnh ngộ, nói không chừng hiệu quả lớn hơn nữa mà cái khác yếu tìm kiếm lĩnh ngộ lực chính là muốn tìm kiếm căn nguyên nơi mới được này căn nguyên nơi rất nhiều tu luyện hỏa chi thần thông hỏa chi đạo tu luyện giả vậy yếu tìm kiếm hỏa gốc rể nguyên nơi lĩnh ngộ mới có thể làm ít công to tu luyện thủy chi đạo thủy chi thần thông tự nhiên chính là muốn tìm thủy gốc rể nguyên nơi lĩnh ngộ mới là tốt nhất nhạc thành hiện tại trong lòng còn có một ít do dự chính mình ngũ đại thần thông chung không biết tìm người nào căn nguyên nơi chung lĩnh ngộ mới tốt không gian thần thông, lực lượng thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông, sinh mệnh thần thông, chính mình luôn muốn chọn trạch giống nhau là việc chính mới được. Một chỗ đảo đơn độc phía trên, Nhạc Thành trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức thả người xuống, chỉ thấy này đảo đơn độc phía trên, một cỗ bàng bạc hỗn độn khí khuếch tán, theo này hơi thở bên trong, Nhạc Thành không khó cảm giác ra, này đảo đơn độc phía trên là một chỗ không gian căn nguyên nơi, tại đây một chỗ căn nguyên khí chung, Nhạc Thành rõ ràng là cảm giác được chính mình trong đầu không gian thần thông có kịch liệt dao động, tựa hồ là vô hình chung, chính mình đối không gian thần thông lĩnh ngộ liền rõ ràng bình thường. Đảo đơn độc trên có trăm vạn km tả hữu, một cái thiên nhiên hang trong vòng, bàng bạc hơi thở đúng là theo trong nham động truyền ra. Nhạc thành ở hang tiền có chút do dự đứng lên, không gian thần thông là, chính mình ở huyền thiên nội địa thượng vượt qua vô cùng tận thiên kiếp thời điểm, thiên đạo thêm vào thân thể, này không gian thần thông cũng là kỳ diệu vô cùng cần phải là chính mình muốn vào đi này hang trong lời nói, cũng chỉ có thể là lĩnh ngộ không gian thần thông là việc chính. Này căn nguyên nơi có chút huyền diệu, một người sau khi đi vào, liền gặp biến mất, thẳng đến một ngàn năm lúc sau mới có thể lại xuất hiện, đây cũng là sẽ không bị người đã quấy dày. Chính mình trở ra, liền không có cơ hội đi ra lĩnh ngộ thời gian thần thông, lực lượng thần thông còn có sinh mệnh thần thông cùng biến hóa thần thông. Không biết như vậy được chưa? Do dự sau một lát, nhạc thành thần sắc trầm xuống, không sai đồng thời thời điểm, trong tay pháp quyết biến hóa một đạo nguyên thần phân thân hóa ra hai người giống nhau như đúc không có gì khác nhau nguyên thần phân thân tùy mặc dù là tiến nhập kia hang trong vòng suy theo nguyên thần phân thân tiến vào kia hang phía trên nhất thời hào quang trượt lóe lập tức nháy mắt liền biến mất không thấy nhạc thành sắc mặt thượng lộ ra một tia mỉm cười không nghĩ tới một chiêu này thật đúng là làm được thông nguyên thần phân thân mặc dù là không thể tu luyện nhưng lại có thể lĩnh ngộ chính mình chính là cần lĩnh ngộ là đủ rồi mà hiện tại nguyên thần phân thân thật là có thể tự a à này không gian căn nguyên nơi nội lĩnh ngộ chính mình hoàn toàn có thể đủ tái tiếp tục đến cái khác căn nguyên nơi chung đi lĩnh ngộ cái khác thần thông căn nguyên vừa lòng cưới lúc sau nhạc thành bản thể lập tức liền biến mất ngay tại chỗ trong đầu nguyên thần phân thân đã muốn là lĩnh ngộ rời liễu không gian thần thông đến này lĩnh ngộ tốc độ còn hơn chính mình bình thường lĩnh ngộ tốc độ phải nhanh thượng thập bội không dứt khó trách này tiên quân ma quân đều là nghĩ đến này hỗn độn trong biển đến lĩnh ngộ 6 ngày sau đó, một cái thượng nghìn vạn dặm diện tích trên đảo nhỏ, Nhạc Thành lại phân ra một đạo nguyên thần phân thân tiến nhập một chỗ hang nội, lập tức hang biến mất, bản thể trong vòng lực lượng thần thông đã muốn là nhanh tốc lĩnh ngộ đứng lên. Lại là mấy ngày lúc sau, một chỗ đảo đơn độc thượng, Nhạc Thành để lại đạo thứ ba nguyên thần phân thân, bản thể tiếp tục rời đi, mà trong đầu thời gian thần thông bắt đầu lĩnh ngộ đứng lên. Này hỗn độn hải không hổ là căn nguyên nơi, các loại căn nguyên đều tồn tại, mấy ngày nay chung, Nhạc Thành còn gặp được không ít căn nguyên nơi chính là chính mình cũng không có mặt khác thần thông, đi vào cũng không hữu dụng. Mà thời gian thần thông ở sở hữu thần thông bên trong, xem như hiếm thấy, nhạc thành tìm được này thời gian thần thông chính là tìm không ít thời gian, tại đây hỗn độn trong nước, lửa này gốc rể nguyên, lực lượng căn nguyên, thủy gốc rể nguyên, thổ gốc rể nguyên đều là so sánh thông thường. Hiện tại, Nhạc Thành còn còn lại sinh mệnh thần thông cùng biến hóa thần thông, này lưỡng chủng thần thông phải tìm được căn nguyên nơi liền càng thêm khó khăn, còn hơn thời gian thần thông còn muốn nan thượng một ít, đặc biệt sinh mệnh thần thông đây chính là cực nhỏ cực ít mới có thể có được cho nên tại đây hỗn độn hải trong vòng này sinh mệnh căn nguyên cũng là rất khó xuất hiện bất quá hiện tại cũng là có ba nguyên thần phân thân đã muốn là ở lĩnh ngộ đứng lên nhạc thành cũng không nóng nảy này biến hóa ra mấy nguyên thần phân thân đối với hiện tại nhạc thành mà nói cũng không khó nửa tháng lúc sau nhạc thành rốt cục thì tìm được rồi một chỗ biến hóa thần thông căn nguyên nơi một đạo nguyên thần phân thân biến hóa mà ra cũng bắt đầu lĩnh ngộ rời biến hóa thần thông đến, hiện tại cũng chỉ có còn lại duy nhất sinh mệnh thần thông, này sinh mệnh thần thông cũng là khó tìm đến căn nguyên nơi một loại thần thông. Nhạc Thành cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ sứ tiếp tục tìm đi xuống, này một tháng thời gian mới tìm được bốn căn nguyên nơi, hiện tại còn lại này ở cuối cùng một cái sinh mệnh thần thông còn không biết có thể, hay không tìm được căn nguyên nơi đâu, bất quá này hỗn độn trong nước, có hết thảy căn nguyên, này sinh mệnh thần thông căn nguyên nơi, tự nhiên là sẽ có. Lại suốt một tháng thời gian lúc sau, Nhạc Thành còn không có tìm được này sinh mệnh thần thông căn nguyên nơi, không khỏi là có chút nhụt chí, này sinh mệnh thần thông căn nguyên nơi cũng quá khó tìm một ít. Này một tháng thời gian chung, dọc theo đường đi mặt khác thần thông căn nguyên nơi Nhạc Thành tìm được rồi không ít, nhưng chỉ có không có tìm được sinh mệnh thần thông căn nguyên nơi. Gì? Trên không trung, Nhạc Thành lập tức thần sắc trầm xuống, một cỗ quen thuộc hơi thở bắt đầu truyền đến, này hơi thở cùng hỗn độn hải ở ngoài chính mình cảm giác được chính là giống nhau như đúc, còn hơn ngay lúc đó hơi thở càng thêm nồng đậm bên trái đi xem nhạc thành không có do dự này quen thuộc hơi thở chính mình trong lúc nhất thời không thể nhớ tới đến nhưng là tuyệt đối cùng trên người mình một thứ gì đó có quan hệ điểm này nhạc thành có thể khẳng định nếu không trong lời nói tự cũng không giống như này nồng đậm hơi thở cùng chính mình lẫn nhau hô ứng bình thường chẳng lẽ cùng chính mình hạo thiên tháp có quan hệ sao vẫn là hiên viên kiếm hoặc là thần nông đỉnh lại hoặc là định hải thần châu nhạc thành trong lòng âm thầm đoán không sai đồng thời thời điểm Nhạc Thành đã muốn là cấp tốc đi phía trái sườn mà đi. Kia nhất cổ hơi thở càng ngày càng đậm úc, Nhạc Thành cảm giác được cùng kia hơi thở là càng ngày càng gần. Đối với kia hơi thở, Nhạc Thành trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Này hơi thở rốt cuộc là là cái gì? Ba ngày sau, Nhạc Thành cũng không biết phi hành bao lâu, giống như là có thêm hơn 10 triệu km không dứt, mà kia hơi thở cũng đột nhiên trong lúc đó thần bí biến mất không thấy, giống như là chưa từng có kia nhất cổ hơi thở xuất hiện bình thường. Vậy là cái gì? Cũng nhưng vào lúc này, nhạc thành tại phía trước cũng gặp được một chỗ màu xanh biết nơi, nhìn kỹ, đó là một viên che trời đại thụ, thụ cao túc đủ là có thêm 10 vạn thước cao, mở rộng ở phía trước không, giống như là một phen thật lớn đại tán che nửa bầu trời, này đại tán ít nhất cũng là bao phủ phạm vi ngàn dặm diện tích. Đây là cây bồ đề, là cây bồ đề. Nhạc thành thần sắc kinh ngạc lúc sau, cũng lập tức trong lòng kinh hỉ không thôi, chính mình muốn tìm cây bồ đề, liền xuất hiện ở trước mắt của mình. Sư thân ảnh hóa thành một mảnh lưu quang, nhạc thành nháy mắt đi ra tiền không. Này vô biên vô hạn hỗn độn hải bên trong, lại là có thêm một mảnh nghìn vạn dặm lục địa, lục địa phía trên bóng loáng một mảnh, thật lớn cây bồ đề liền sinh trưởng ở lục địa ở giữa. Cây bồ đề thượng, lá cây rậm rạp, mỗi một phiến lá cây phía trên đều cũng có thản nhiên linh khí tràn ngập. Mỗi một phiến lá cây đều cũng có hơn 10 thước lớn nhỏ, cao cao dắt ở tại trên không. Một vòng vây quang hoa tràn ngập mà khai, thẩm thấu một loại kinh tính mạng con người lực, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trước mắt cây bồ đề, đã kính không biết tồn tại rồi nhiều ít năm tháng, bất quá có một chút thực khẳng định, theo hỗn độn phía trước, có lẽ là sớm hơn thời điểm, này cây bồ đề đó là tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh mệnh căn nguyên, này dĩ nhiên là sinh mệnh căn nguyên. Cảm giác được này nhất cổ hơi thở, Nhạc Thành lại kinh ngạc, này cây bồ đề thượng, tràn ngập hơi thở, chính là chính mình một mực tìm kiếm sinh mệnh căn nguyên nơi. Chính là nơi này. Nhạc Thành trong lòng vui vẻ, đánh giá này phụ cận hết thảy, kỳ quái chính là, trực tiếp tiến vào này cây bồ đề trong phạm vi, này khu vực cũng không có biến mất. Thần niệm đảo qua này nghìn vạn dặm khu vực trong vòng, Nhạc Thành cũng không có phát giác đã có những người khác tồn tại, ra mòi, chỉ có chính mình một người tìm được rồi này cây bồ đề lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông. Nhạc Thành âm thầm thầm nghĩ, rốt cục thì tìm được này cây bồ đề, chính là vừa mới kia hơi thở đột nhiên biến mất, liền là có chút không nghĩ ra lĩnh ngộ phía trước vẫn là trước ăn vào này hỗn độn tinh khí đi, một bên lĩnh ngộ, một bên luyện hóa này hỗn độn tinh khí. Trong tay thủ ấn đánh ra, cái bọc, kia hỗn độn tinh khí tinh thạch xuất hiện ở nhạc thành đích tay chung, ở tiến vào hỗn độn hải phía trước, nhạc thành liền tính toán là ở hỗn độn hải trong vòng ăn vào này hỗn độn tinh khí. Hỗn độn tinh khí tổng cộng là có thập phần, lang lễ, long cắt công chúa, xích ngạo tuyết, thanh đồng, linh viên năm người đều tự là ăn vào một phần, bây giờ còn còn lại ngũ phân, nhìn thấy trong tay ngũ phân hỗn độn tinh khí, nhạc thành trong tay một mảnh thanh mang đánh ra, tách ra một phần hỗn độn tinh khí đến, không có chút gì do dự, trực tiếp là nuốt vào trong bụng, đây chính là tuyệt đối bảo vật, tự liên tiên tôn trình tự cường giả đều là đỏ mắt bảo vật. Theo này hỗn độn tinh khí bị nhạc thành phúc hạ, nhất thời hóa thành một cỗ thanh khí chui vào nhạc thành trong cơ thể, nhạc thành thân thể, không sai đồng thời đó là mạnh mẽ kịch liệt run rẩy đứng lên, một cỗ cổ tinh thuần được đáng sợ hỗn độn năng lượng, trực tiếp là giống như thủy triều bình thường, phô thiên cái địa dũng tiến này trong cơ thể này một chốc thời gian nhạc thành cảm giác được chính mình toàn thân lỗ chân lông đều ở đồng thời mở ra bình thường lông tơ dựng đứng một cỗ cổ mắt thường có thể thấy được hỗn độn khí chậm rãi theo nhạc thành toàn thân khuếch tán mà ra vù vù thủy triều bàn tinh thuần hỗn độn năng lượng cuồn cuộn không dứt bạo dũng tiến nhạc thành trong cơ thể làm được nhạc thành toàn trong cơ thể truyền ra từng đợt vù vù thúy tiếng vang mà ở loại này điên cuồng tưới hạ gần mấy nháy mắt Nhạc Thành đó là cảm giác được trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể đều là đã xảy ra chất biến hóa. Trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể, còn có kinh mạch đều là bị một cỗ hỗn độn khí bao vây, lập tức ngưng tụ thành một mảnh tinh thể, hai người lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng đang ở dung hợp được. A, à, bực này dung hợp, giống như là lột da chuyển xương bình thường đau đớn, Nhạc Thành cũng là nhịn không được hô lên thanh đến nga, này đau đớn, còn hơn bị tam vị chân hỏa luyện hóa thời điểm còn muốn đau đớn không ít đồng thời này một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng theo nhạc thành trong cơ thể tiến nhập đại la thế giới trong vòng bàng bạc lực lượng thật sự là bình sinh lần đầu tiên chứng kiến thật là khủng khiếp hỗn độn tinh khí nhận thấy được đại la thế giới cùng thân thể của mình nội biến hóa nhạc thành trong lòng nhịn không được hít vào một hơi này hỗn độn tinh khí bên trong năng lượng cực độ tinh thuần căn bản là không cần gì luyện hóa đó là có thể làm cho chính mình hấp thu hơn nữa là làm cho chính mình cuồn cuộn không dứt hấp thu không sai đồng thời nhạc thành còn cảm giác được trên người mình một loại kinh người biến hóa chính mình trong cơ thể đại la thế giới chung đại la thế giới trong vòng diện tích đang ở cấp tốc mở rộng này đó hỗn độn tinh khí biến thành chỉ năng lượng tới chính mình trong cơ thể đại la thế giới lúc sau tự động liền chiếm cứ tới chính mình đại la thế giới trong vòng cuối hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn nơi đồng thời tiếp tục đã ở mở rộng này một mảnh hỗn độn nơi hoàn toàn sẽ không chiếm cứ trong cơ thể mình đại la thế giới địa phương hoàn toàn chính là một mình chính mình mở ra không gian đến theo hỗn độn tinh khí biến thành năng lượng tiến vào càng ngày càng nhiều, kia một mảnh nhỏ hỗn độn nơi cũng là ở tiếp tục mở rộng. Không hổ là hỗn độn tinh khí. Cảm ứng trong cơ thể biến hóa, Nhạc Thành biến hóa, cứ việc là thân thể trong vòng đang ở thừa nhận khó có thể chịu được đau đớn, đối Nhạc Thành nhưng trong lòng là cao hứng không thôi, loại này ưu đãi không thể nghi ngờ là thật lớn, cũng nhưng vào lúc này, trên người mình vốn dùng một viên bàn đào lúc sau đã muốn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong pháp lực cũng là lại tăng vọt đứng lên, dựa theo loại này tốc độ đi xuống, chính mình yếu đột phá này cửu thiên huyền tiên lúc đầu là sắp tới. Lập tức Nhạc Thành bắt đầu toàn lực hấp thu hỗn độn tinh khí biến thành năng lượng, mà ở trong đầu, Nhạc Thành cũng là ở lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông, thật lớn cây Bồ đề tràn ngập màu xanh biếc không gian bên trong, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, ở trong này cũng không có quá mức xác thực thời gian khái niệm, cùng với thời gian trôi qua, Nhạc Thành đang ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu này, hỗn độn tinh khí cho mình sở mang đến thật lớn ưu đãi thời gian chậm rãi đã qua cũng không biết qua bao lâu nhạc thành thu hoạch được thu hoạch cũng là tương đương chi phong phú trong cơ thể đại la thế giới mở rộng còn hơn lúc trước thì đã là lớn hơn gấp đôi còn không chỉ loại này hấp thu một mực liên tục hỗn độn tinh khí hóa thành năng lượng dung hợp này chính mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ còn có tiến vào đại la thế giới nội như thế liên tục thời gian lại đã qua mà ở nhạc thành trong đầu nhạc thành cũng ở lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông hết thảy liền như thế lẳng lặng đã qua mặt khác bốn nguyên thần phân thân đã ở lĩnh ngộ không gian thời gian lực lượng biến hóa này bốn loại thần thông lực cũng không biết qua bao lâu hỗn độn tinh khí biến thành bàng bạc năng lượng ở nhạc thành đại la thế giới bên trong đã muốn là tới một cái sung mãn tình trạng cũng không biết đến là từ khi nào thì bắt đầu nhạc thành quanh thân hơi thở bắt đầu ở tăng vọt đứng lên rốt cục này hơi thở bạo tăng tới rồi nhất định độ cao cùng với này nhất cổ hơi thở phóng thích này phiến tràn ngập sinh mệnh hơi thở không gian chợt đột nhiên nổi lên hứa đó kỳ dị dao động. Không sai đồng thời, không gian xung quanh hỗn độn hải bên trong, vô số đám mây áp không tụ tập mà đến, quay chung quanh thật lớn cây bồ đề, thượng nghìn vạn dặm trong vòng bị đám mây gắt gao bao vây lấy, nồng đậm hỗn độn khí khoách tán ở cây bồ đề chung quanh. Không gian trong vòng bắt đầu biến hóa, một tia thần dị biến hóa bắt đầu sinh ra, thật lớn cây bồ đề thượng, một cỗ cổ năng lượng cũng là đang không ngừng tiến nhập nhạc thành trong cơ thể. Nhạc thành đại la thế giới trong vòng, lại bắt đầu rồi biến hóa, bên trong đất dung núi chuyển, giống như là động đất, càng thêm là giống tận thế bình thường. Sơn băng địa liệt, hồng thủy tàn sát bừa bãi, núi lửa bùng nổ, sở hữu sinh linh bắt đầu tranh cùng trốn tránh, cũng không đường có thể trốn. Như thế chỉ tục liễu không đến 3 ngày thời gian, không gian xung quanh trung thật dày đám mây lại trầm thấp vài phần, mơ hồ là còn có nhảy nhẹ tia chớp tràn ngập ở đám mây trong vòng. Phanh! Mà đúng lúc này, nhạc thành trong cơ thể cũng một đạo kinh thiên nổ, cả trong cơ thể thế giới, trừ bỏ là kia một mảnh hỗn độn nơi ngoại mặt khác không gian toàn bộ nứt toác vạn vật mặt diệt sinh linh hôi phi yên diệt mặt đất ở nứt toác bên trong hóa thành một mảnh cho tàn cuồng bạo lực lượng chút là không thua cùng cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cường giả toàn lực một kích có lẽ còn mạnh hơn hơn mà cũng ở này một mảnh cuồng bạo tiếng bạo liệt bên trong nhạc thành trên người một cỗ bàng bạc hơi thở giải khai một đạo một mực đập vào cổ bình theo này một đạo kinh thiên động địa tiếng bạo liệt này một đạo hơi thở từ nội mà ngoại trực tiếp giải khai này một đạo cổ bình nhất thời nhạc thành quanh thân thanh quang tràn ngập lập tức đã hình thành một cái thật lớn màu xanh quang quyển lốc xoáy nghìn vạn dặm trong vòng đám mây bên trong nhè nhẹ điện mũi nhọn trực tiếp bị nhạc thành hút vào trong đó cây bồ đề thượng hạo thiên tháp hỗn độn tinh khí biến thành năng lượng sở hữu hết thảy cũng nháy mắt lại tiến nhập nhạc thành đại la thế giới trong vòng hô nhưng vào lúc này thời điểm nhạc thành trong cơ thể nứt toát đại la thế giới giống như là thời gian đảo lưu bình thường kia giống như như là cái nấm vân bình thường nứt toác không gian xương khói nháy mắt thu về lập tức lại chậm rãi ngưng tụ thành một mảnh thế giới mới thế giới này ở bảng bạc linh khí tràn ngập dưới trở nên là càng thêm ngưng thực đứng lên thiên địa vạn vật chút không thay đổi kia vô số sinh linh cũng đã muốn mất biến mất ở tại trong cơ thể thế giới trong vòng nhạc thành quanh thân kia thanh quang lốc xoáy phía trên nhất cổ cuồng bạo cường hãn hơi thở khoách tán ở tại hàng tỷ lý ở ngoài này cuồng bạo hơi thở đã muốn là đến cửu thiên huyền tiên lúc đầu. Dùng hỗn độn tinh khí, Nhạc Thành đã muốn là vừa mới đột phá tới cửu thiên huyền tiên lúc đầu, mà lúc này Nhạc Thành biết, này hỗn độn tinh khí năng lượng còn không có hoàn toàn bị chính mình hấp thu, còn có bàng bạc năng lượng tồn ở lại chính mình trong cơ thể cùng đợi chính mình hấp thu, vì mình sử dụng, lập tức, quanh thân thanh quang thu liễm, thật lớn thanh quang lốc xoáy biến mất không thấy. Mà cũng vào lúc gió, Nhạc Thành cũng cũng không có chứng kiến, chính mình đột phá sau khiến cho cuồng bạo năng lượng, ngay tại đột phá thời điểm, bị cây bồ đề chung một cỗ thần dị lực cắn nuốt hút vào không ít, lập tức cây bồ đề thượng hào quang đều là chói mắt một ít. Mới 5 năm, này đã đột phá, hỗn độn tinh khí thật đúng là tuyệt hảo bảo vật a. Cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, Nhạc Thành mở hai mắt, kia đối tối đen hai trong mắt, tựa hồ là có thể nhìn ra nhân linh hồn bình thường. Lập tức này hai trong mắt bên trong ánh mắt còn lại là từ từ nội liễm, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, làm cho nhân tái cũng vô pháp phát hiện. Lúc này Nhạc Thành cảm giác được trong cơ thể mình thế giới yếu lớn hơn 30 lần không dứt, thực lực của chính mình trực tiếp là vượt qua một đạo hồng câu, lúc này chính mình có thể cảm giác được rõ ràng chính mình có được này, vô tận lực lượng, cùng đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực so sánh với trong lời nói, loại biến hóa này hoàn toàn chính là lưỡng trùng trình tự biến hóa. Đồng thời, Nhạc Thành cảm giác được nguyên thần của mình lực cũng là mạnh hơn mấy chục lần, hàng tỷ lý trong vòng, chính mình thần niệm mở rộng, vạn vật đều ở chính mình dình bên trong loại cảm giác này, nói không nên lời thoải mái. Đại la kim tiên cùng cửu thiên huyền tiên, đây là chất bất đồng, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất cảm giác. Trong cơ thể thế giới trung sinh linh biến mất mặt diệt, nhạc thành cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ, này hết thảy, này trong cơ thể thế giới biến hóa, chính mình cũng là không thể nắm trong tay. Bất quá lúc này này trong cơ thể thế giới diện tích, đã muốn là vô biên vô hạn, có khả năng đủ ẩn chứa năng lượng cũng sẽ tử càng thêm khủng bố. Nhạc thành lúc này cảm giác, chính mình hiện tại trạng thái, ngay mặt đối kháng hỗn thế ma vương, cũng có thể đủ lập cho thế, điều kiện tiên quyết đương nhiên là, kia hỗn thế ma vương không có thánh nhân lực dưới tình huống, thánh nhân lực, chính mình vẫn là không thể đối kháng. Rốt cục đột phá cửu thiên thiên huyền tiên, sư phụ, lập tức có thể đủ giúp báo thù, hỗn thế ma vương, ngàn năm sau, ta sẽ tới tìm người đích. Nhạc thành trong mắt ánh sao lóe ra, lập tức tiếp tục khoanh chân, mà ngồi bắt đầu hấp thu hỗn độn tinh khí trong vòng còn thừa năng lượng đến dùng quá hỗn độn tinh khí lúc sau nhạc thành lúc này cũng có thể đủ cảm giác được này hỗn độn tinh khí sợ ẩn chứa không chỉ có chính là bằng bạc năng lượng còn có là tối trọng yếu chính là này hỗn độn tinh khí bên trong tựa hồ là ẩn chứa không ít thiên địa huyền ảo những điều này là do ở hỗn độn tinh khí hàng tỷ năm hình thành trong quá trình vô ý thức bên trong ẩn chứa mấy ngày này địa huyền ảo giống như là mầm móng bình thường lưu tại chính mình trong cơ thể một ngày nào đó nhạc thành có thể cảm giác ra này đó huyền ảo sẽ có đối với chính mình hữu dụng một ngày thời gian chậm rãi đã qua nhạc thành tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện này hết thảy chậm rãi trôi qua tại đây cây bồ đề hạ tựa hồ là thời gian cũng thành một loại chỉ một thoáng vĩnh hằng mà lúc này tại nơi tiểu giao trì phía trên nghìn vạn dặm trong vòng cũng phong vân biến sắc chung quanh thiên địa trong vòng vô số cường giả rình mà đến sau cũng sôi nổi thu hồi thần niệm đây chính là giao trì kim mẫu địa bàn không có ai dám nhiều rình mà lúc này ở tiểu giao chỉ trong vòng một loại chỗ cung điện trong vòng giao chỉ kim mẫu lộ ra vừa lòng mỉm cười lẩm bẩm nói Nhà đầu kia rốt cục thì đột phá này từng bước long cắt công chúa chỗ cung điện trong vòng bàng bạc thiên địa linh khí hội tụ lập tức bị cung điện trong vòng một cỗ lốc xoáy lực cắn nuốt cắn nuốt sạch một cỗ cường hãn ngập trời lực lượng phóng lên cao cũng một cỗ cửu thiên huyền tiên lúc đầu cường hãn hơi thở hồng hoang chiến trường trong vòng tiên ma đại chiến tiếp tục ở liên tục đã muốn là có thêm tiên quân cái ma quân loại này trình tự cường giả bắt đầu tiến nhập hồng hoang chiến trường trong vòng rơi xuống tiên ma cường giả đã muốn là tới nhất cổ kinh khủng con số loại này rơi xuống làm cho tiên ma song phương đều là đã muốn bắt đầu ăn không tiêu không thể không là trước tiên bắt đầu rồi chân chính quyết định thắng bại đại chiến tiên quân cùng ma quân đại chiến này nếu rơi xuống một cái đều là song phương thực lực trung tinh anh vô số tu luyện giả chung mới có thể xuất hiện này một cái tiên quân hoặc là ma quân trình tự cường giả đến Hạo thiên môn bên trong, theo nhạc thành rời đi đi trước hỗn độn hải. Hạo thiên môn cũng là như nhau trước kia im lặng hòa bình ổn. Chính là mỗi ngày muốn tới gia nhập hạo thiên môn nhân số. Đã muốn là tới nguyên lai like mỗi ngày 2 300 đến gần nhất mỗi ngày 5 600 trình độ. Chỉ là chân chính có thể gia nhập hạo thiên môn, lại cũng chỉ là số ít. Mỗi ngày nhiều nhất, cũng là hơn 10-20 nhân có thể gia nhập đi vào hạo thiên môn. Bất quá này mỗi ngày gia nhập hơn 10-20 nhân, này cộng lại, cũng là một cái không ít con số. Mười năm lúc sau, hỗn độn hải trong vòng, Nhạc Thành tiếp tục là ở lĩnh ngộ. Nhạc Thành giờ này khắc này, đã muốn là hoàn toàn đến một loại quên mình trạng thái. Ở loại trạng thái này chung, thời gian ở Nhạc Thành trong lòng cũng mất đi ý nghĩa. Bản thể trong vòng, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới, đang ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu hỗn độn tinh khí trung bàng bạc năng lượng, trong cơ thể cũng là lại bị rèn một lần, loại này rèn, làm cho Nhạc Thành lúc này thân thể còn hơn nguyên vốn còn cường hãn hơn thượng không ít nguyên bản nhạc thành thân thể ngay tại kim long thân thể hắc ám chi thể tam vị chân hỏa hỗn nguyên chân thân bên trong điều rèn qua một lần thân thể cường hãn đã muốn là khủng bố hiện giờ thân thể này ở hỗn độn tinh khí rèn dưới đã muốn là một món đồ có thể nói thần khí thân thể này trung cường hãn trình độ thiên địa trong lúc đó sợ là tìm không ra mấy thân thể còn hơn nhạc thành còn cường hãn hơn người đến trong đầu nhạc thành vẫn cũng là ở lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông chính là loại này lĩnh ngộ chính là so ra kém hiện tại thực lực tăng vọt tốc độ nhưng là là thu hoạch thắng nhiều. Bốn nguyên thần phân thân lúc này cũng là ở toàn tâm lĩnh ngộ tứ đại thần thông, đồng thời lĩnh ngộ ngũ loại thần thông, chỉ sợ là này tiên ma giới nội, cũng không có mấy người có thể đến loại trình độ này đi, này có một loại thần thông đã muốn là cực kỳ khó được, người mang ngũ loại thần thông, đủ để là làm cho vô số cường giả hâm mộ. Lại 10 năm lúc sau, tiểu giao chỉ phía trên, nghìn vạn dặm trong vòng, linh khí hội tụ, không gian xung quanh phong vân biến sắc, cường hãn hơi thở bao phủ thiên địa, thanh đồng chỗ cung điện trong vòng, một đạo thanh quang bạo bắn mà đi, lập tức ở tiểu giao chỉ phía trên, hóa thành một cái thương lục vạn thước khổng lồ hóa xa thần thú bản thể, hung hãn hơi thở khoách tán, hàng tỷ lý trong vòng sở hữu cường giả, đều là cảm giác được khiếp sợ, sôi nổi thần niệm rình, cũng tới tiểu giao chỉ phía trên, đều là không dám rình mà đi. 20 năm sau, tiểu giao chỉ bên trong, lần thứ ba phong vân biến sắc, này hết thảy, cường hãn hơi thở trực tiếp tàn sát bừa bãi khai đi, nhất đạo kim quang chiếu dọi xuống, không sai đồng thời thời điểm, linh viên khổng lồ có lục vạn thước lớn nhỏ thân hình giống như là một tòa sơn mạch bình thường ngang trời mà đứng cường hãn hơi thở tràn ngập trực tiếp xé mở không gian hỗn độn dị thú tiểu tử này bên người đều là cái gì a à? thượng cổ thần thú hỗn độn dị thú có ý tứ một loại chỗ không gian trong vòng giao trì kim mẫu mỉm cười lập tức lẩm bẩm nói chờ hắn đi ra nên có thể động thủ trong nháy mắt lại 50 năm mà qua tiểu giao trì trong vòng lại phong vân biến sắc xích ngạo tuyết chỗ cung điện trong vòng nhất cổ cuồng bạo lực cắn nuốt cao thét dựng lên, nghìn vạn dặm trong vòng bằng bạc linh khí bắt đầu bị hút vào trong đó. Này phụ cận hàng tỷ lý trong vòng cường giả chính là nhịn không được sôi nổi đoán lên, này tiểu giao chỉ trăm năm trong vòng bốn lần như thế cường hãn hơi thở tiết ra ngoài, này rốt cuộc là ai ở đột phá. Lúc này, nhạc thành ở hỗn độn hải trong vòng, hơn nữa đến cũng là có 103 năm tả hữu thời gian. Trừ bỏ 100 năm tiền sau khi đột phá, Nhạc Thành sẽ không có gì động tĩnh, hoàn toàn chính là đắm chìm ở tại lĩnh ngộ bên trong này 100 năm nội, hỗn độn tinh khí chung năng lượng vẫn là không có bị nhạc thành hoàn toàn hấp thu, này một cỗ bàng bạc năng lượng vượt quá nhạc thành tưởng tượng, hàng tỷ năm hỗn độn trong vòng mới sinh ra hỗn độn tinh khí, này ẩn chứa năng lượng thật sự là khủng bố đến cực điểm a. Nhạc thành chính mình bước đầu tính ra một chút, này 100 năm chung Hỗn độn tinh khí trợ chính mình theo đại la kim tiên đột phá, đến cửu thiên huyền tiên lúc đầu sở yếu nhất đại cổ năng lượng không tính trong lời nói, này 100 năm thời gian chung, Chính mình chỉ là theo hỗn độn tinh khí chung được đến năng lượng pháp lực, liền ước chừng là muốn còn hơn. Chính mình ở hạo thiên tháp bên trong tu luyện 20 vạn năm thời gian, này nếu đổi thành người khác trong lời nói, chính là yếu tu luyện 400 vạn năm thời gian, mà chính mình hiện tại chính là tu luyện 100 năm thời gian mà thôi. Mà hiện tại, này hỗn độn tinh khí còn có bàng bạc năng lượng làm cho chính mình cắn nuốt, cho nên, cái này cũng thật là đáng sợ một ít, tuyệt đối đáng sợ, không biết này hoàn toàn được đến hỗn độn tinh khí trong vòng ngươi tới lộng cái, để được với nhiều ít năm tu luyện quan trọng nhất là này hỗn độn tinh khí trong vòng năng lượng khả là đến từ hỗn độn trong vòng chính mình cắn nuốt tái nhiều đối về sau tu luyện đều không có gì trở ngại cho nên nhạc thành mới có thể không kiêng nể gì cắn nuốt vì mình sử dụng này hỗn độn tinh khí còn hơn kia bàn đào còn muốn tốt hơn nhiều kia bàn đào mặc dù là thiên địa linh căn sở kết vật dùng sau cũng sẽ không đối tu luyện sinh ra trở ngại nhưng là dùng thứ nhất khỏa mới có lớn nhất hiệu quả cũng là gia tăng 27 vạn năm tu vi thực lực mà hiện tại này hỗn độn tinh khí nhưng chỉ có để được với 400 vạn năm tu vi thực lực, mặt khác còn không tính. Mà bàn đào dùng người thứ hai trong lời nói, kia hiệu quả liền đại đả chết khấu. Người thứ ba, đệ tứ kia hiệu quả liền càng thêm kém. Cho nên, nhìn thấy nhạc thành nhìn thấy hiện ở trên tay một đống bàn đào, nhạc thành cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Thời gian lại đã qua 300 năm, 300 năm thời gian. Đối với người thường mà nói có lẽ thật là lớn lên một lát. Đối với tu luyện giả mà nói, đặc biệt tới tu vi cực cao tu luyện giả mà nói điểm này thời gian cũng căn bản là không tính là cái gì a à, ma vực trong vòng cuồn cuộn minh hà bên trong một cái thật lớn thượng người vạn thước đại người khổng lồ một ngẩng đầu thét dài dựng lên thanh âm kích thích một mảnh minh hà cuồn cuộn rời vạn tầng sóng lớn lập tức người này thu hồi thân thể cao lớn hóa thành hiểu rõ một cái hai thước lớn nhỏ người người này màu vàng tóc dài tay trái một mặt màu vàng tấm chắn tay phải bên trong có một phen màu vàng đại phủ trong mắt tản ra làm cho người ta sợ hai ánh mắt hỗn thân ma khí ngập trời thế cho nên quanh thân ngàn dạ minh hà không gió tự động, nổi lên kịch liệt cuộn sóng. Mà người này đúng là kia theo huyết vụ nơi chạy trốn ma thần hình thiên, chạy ra đến nay, đã muốn là khôi phục liễu nguyên khí, cả người hơi thở cường hãn vô cùng, này hơi thở, cũng không ở giao trì kim mẫu dưới. Sư sư, một đạo huyết sắc thanh ảnh cấp tốc cho mà đến, lập tức tới ma thần hình thiên bên người, đúng là kia vu huyết ma. Chúc mừng hình thiên ma thần khôi phục, ta vu tộc sắp sửa lại rầm rộ hậu thế. Vu huyết ma tôn kính nói, Hàng tỷ năm, ta vu tộc bị áp hàng tỷ năm, ta rốt cục đã ra rồi. Hình thiên cười to dựng lên, thanh âm xuyên thấu minh hà. Đi, chúng ta đi minh sơn. Hình thiên nói xong, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ không thấy. Vu huyết mà cấp tốc mà tùy, cũng gắt gao ách đi theo ở tại vu thần hình thiên phía sau. Lưỡng đạo lưu quang phong chỉ điện thệ bình thường biến mất ở tại ma vực trong vòng. Thiên địa trong vòng, có một chỗ địa phương tên là là Minh Sơn. Này Sơn vô biên vô hạn, không biết dài hơn, cũng không biết rộng bao nhiêu, mà lý, người bình thường căn bản là không thể tới. Tự liên tiên quân yếu ở đây, cũng là rất khó rất khó. Thượng cổ vu yêu đại chiến, cuối cùng, yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn. Côn bằng ba người cùng 12 vu thần chung 10 người sinh tử quyết chiến, tới 10 đại vu thần bên trong, chính là để lại ba người mà đi. Đó là Thủy Thần Cộng Công, Hòa Thần Trúc Dung, còn có hình thiên ba người. Mà Đông Hoàng Thái nhất cùng bảy đại vu thần đồng quy vu tận, Côn Bằng, đế tuấn trọng thương mà đi một trận chiến này vu tộc tổn thất thảm trọng từ nay về sau xuống dốc xuống yêu tộc cũng là tổn thất thảm trọng tự liên yêu tộc cường giả đông hoàng thái nhất cũng là bị bắt rơi xuống người mang hỗn độn chung như vậy trí bảo cũng là khó tránh khỏi vừa chết minh sơn phía trên hai đạo thân ảnh hạ xuống cũng kia vu thần hình thiên còn có vu huyết ma hai người hai người sừng sững tại đây minh sơn phía trên một núi non chấn động tựa hồ là có ngập trời đại hung xuất thế huynh đệ an tâm một chút chớ vội nóng này hình thiên tiến đến chợ người thoát ấn hình thiên một đạo thét dài dựng lên trong tay kim thuẫn đại phủ nắm trong tay muốn bổ ra núi non hình thiên ngươi dừng tay cho ta nhưng vào lúc này thời điểm xa xa một đạo lưu quang mà đến người này quanh thân yêu khí thiểm lộ cường hãn hơi thở bao phủ mà đến cả núi non nhất thời tự thành không gian lúc này này người tới 50 tuổi tuổi quanh thân yêu khí tràn ngập mặc quần áo hắc bào không gió tự động một cỗ âm lãnh khí thế tràn ngập cả núi non thoạt nhìn làm cho lòng người quý ta tưởng ai nguyên lai là yêu sư côn bằng ngươi còn chưa có chết sao nhìn thấy người này hình thiên nhất thời thần sắc phát lạnh cả người sát ý dựng lên người tới đúng là kia vu tộc cừu gia có vạn yêu chi sư danh hiệu côn bằng lúc trước vụ yêu đại chiến này yếu yêu sư côn bằng liền ở trong đó cuối cùng người bị thương nặng mà chạy này côn bằng chính là sống ở thiên địa sơ khai lại thân là vạn yêu chi sư một thân tu vi cường hãn vô cùng cũng coi là thông thiên triệt địa nghe nói là toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối đi vắng nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ này thánh nhân dưới. Chính là lúc trước vụ yêu đại chiến là lúc, hắn vì tổ vu đế giang đòn nghiêm trọng, thương thế kia thế quá nặng, tổn hại tu vi, tu vi có điều rơi xuống. Cho dù như thế, theo hiện tại hơi thở đến xem, này tu vi, chỉ sợ là thánh nhân dưới cũng không còn có bao nhiêu người là đối thủ. Người nhưng thật ra mệnh hảo, dĩ nhiên là có thể chạy ra phong ấn. Chính là, ngươi có năng lực đủ thay đổi cái gì, ngươi đã ra rồi, thiên địa cũng không còn là thuộc loại ngươi vu tộc yêu sư côn bằng hừ lạnh một tiếng nói hừ chúng ta vui yêu trong lúc đó chướng về sau chậm rãi tính hiện tại ta muốn cứu người người nhất cút ngay nếu không ta đối với ngươi không khách khí ma thần hình thiên cũng một đạo hừ lạnh nói ngươi tưởng cứu trúc dung đó là không có khả năng có ta ở đây ngươi sẽ chết nầy tâm đi yêu sư côn bằng lạnh nhạt nói một tiếng nói vậy ngươi phải đi tử hình thiên quát lớn ra tiếng chỉ một thoáng lửa giận tăng vọt trong tay pháp quyết đánh ra búa lớn hoành thiên ẩm ẩm chảm lạc này một bố bổ ra trước mắt phủ quang phụt ra bốn phía một mảnh kim quang phủ mũi nhọn thượng mấy vạn thước dài trực tiếp là bổ ra liễu không gian mà lên cường hãn hơi thở nhét đầy càn khôn di cái thiên địa vậy thuộc hạ thấy thực trương đi ta đổ muốn nhìn thực lực của ngươi tới cái tình trạng gì côn bằng một đạo âm lệ cười lạnh lập tức trong tay pháp quyết đánh ra quanh thân yêu khí bạo phun mà ra khôn cùng yêu khí phô thiên cái địa nháy mắt hóa thành một thanh bính yêu dị lợi kiếm ngang trời dựng lên giảo toái một mảnh không gian nháy mắt đối hình thiên thổi quét mà đi truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé vang ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động địa nổ cả minh sơn bên trong khôn cùng núi non đều chớp lên đứng lên hình thiên trì phủ mà đứng thân hình nhất thời hóa thành thượng 10 vạn thước lớn nhỏ thân thể cao lớn không có di động mảy may mà lúc này kia yêu sư côn bằng một kích dưới thân hình hơi hơi nhất lui không gian xung quanh trong lúc đó hai người cường hãn lực lượng nháy mắt đã muốn là sẽ bỏ một mảnh không gian chung quanh không gian nhất thời lâm vào tối đen trong vòng hảo một cái hình thiên lại đến nếu côn bằng trong tay pháp quyết đánh ra tay trái một đạo thần quang biến hóa nhất thời quanh thân dòng khí cổ đãng hóa thành khôn cùng mênh mông lãnh liệt gió lạnh giống như sóng to gió lớn nhất ba tiếp theo nhất ba cơn sóng gió động trời nháy mắt thẳng đem hình thiên bao phủ này chính là yêu sư côn bằng đoạt được một món đồ trọng bảo hỗn độn tiên thiên thần băng sau lại bị côn bằng luyện hóa tự thành bắc minh thiên hà bằng vào này bắc minh thiên hà yêu sư côn bằng càng thêm là ít có địch thủ hừ cho ta phá hình thiên hoành thuẫn mà đứng trên tay búa lớn đột nhiên huy động một đạo khổng lồ phủ mũi nhọn tê khai thiên địa bình thường trực tiếp bổ về phía chung quanh thiên hà cả người hào quang tràn đầy đạp địa cao nữa là cự thuẫn như núi đại phủ hoành thiên tự giữa không chung trùng điệp chém xuống so với chi mới vừa rồi một kích lại tự uy mãnh gấp trăm lần thật lớn ngăm đen phủ thân phía trên, nhiều điểm huyết quang như ẩn như hiện, vô số vu văn phủ chú tất cả đều hiển lộ ra đến, càng tăng thêm một chút cũng không có tận huyền ảo thần bí. Vang ầm ầm, thật lớn phủ quang thoát phá thiên địa, nhất thời bên trong không gian vỡ tan, hóa thành một mảnh hư không, chung quanh không gian nháy mắt vạn vẹo, ánh sáng đều bị cắn nuốt, này khổng lồ lực lượng thẳng rào được càn khôn dung chuyển, khủng bố không thôi, như thế cường giả cuộc chiến, còn hơn kia tiên quân trình tự cường giả, chính là yếu khủng bố hơn. Vu huyết ma lúc này đã sớm đến là tới xa xa một mảnh, như thế cường giả chiến đấu kịch liệt, tự liên thực lực của hắn đều không thể giúp đỡ vội, hơn nữa cũng không dám bị lan đến. Suy suy, yêu sư côn bằng biến thành khôn cùng thiên hà, nhất thời bị hình thiên bổ ra một cái thật lớn cái khe, lập tức hình thiên thân thể cao lớn theo cái khe trực tiếp mà ra. Hình thiên, ăn ta một kiếm, yêu sư côn bằng lâm không vũ động, trong tay lúc này nhất thanh trường kiếm đầy trời kiếm khí tôi nhỏ hư không, sát khí bắt đầu khởi động, kiếm quang lượn lở, một đạo khổng lồ kiếm quang làm cho thiên địa phong vân đốn rời, lập tức thẳng tắp bổ về phía ma thần hình thiên. Này bảo kiếm trình tự, nhất khán chính là thần khí, chuyện kể rằng năm đó, này yêu tộc bên trong, cũng là có một món đồ trọng bảo thần kiếm, sau lại cũng bị hồng quân lão tổ lấy đi luyện chế thành hiên viên kiếm chấn thủ, ở hình thiên, mà lúc này thanh kiếm này, sẽ không biết đạo côn bằng từ nơi này được tới. Tới hảo, sợ ngươi có thể nào? Hình thiên búa lớn hàn quang chạm chạm, Giống như lãnh điện phá không, cao thấp khép mở, tê thiên liệt địa, thỉnh thoảng cùng kiếm quang giao kích, ánh lửa bốn phía, rượu nhân mắt. Lúc này, hai người này đã muốn là hoàn toàn chiến đấu kịch liệt dựng lên, trong lúc nhất thời kiếm quang trưng lên, trong tay pháp quyết không ngừng, phi hồng tia chớp, Việt hư ngang trời, hai người cũng đều là thân kinh vạn chiến cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cũng là lão luyện dị thường, này đại chiến, trực tiếp là làm cho khôn cùng núi non run. Ô ô, một đạo dít cào dựng lên khôn cùng núi non run trong lúc đó, cũng núi non dưới nền đất trong vòng, có một cỗ thần quang bắt đầu tràn ngập, cuồng bạo hơi thở bất đồng khoách tán tràn ngập ở tại núi non trong vòng. Hảo huynh đệ, ngươi không cần phải gấp gáp, ta đây liền trợ ngươi giúp một tay. Không sai đồng thời, hình thiên hét lớn một tiếng, trong tay tấm chắn đỡ yêu sư côn bằng một kiếm, thân thể cao lớn cũng rút lui hơn 10 bước, mà thừa cơ cũng búa lớn phía trên, một mảnh kim mang run, hung hăng chém thẳng vào xuống. Búa lớn điện thiểm mà qua, thật lớn phủ làm vinh dự có khai thiên tích địa chi thế, phá vỡ trùng điệp không gian, ầm ầm chảm lạc. Phanh, một tiếng thúy vang, thật lớn phủ quang thoát phá thiên địa, nhất thời không gian điệp hiện, không gian nháy mắt tối sầm lại, này búa lớn thẳng rào được càn khôn dung chuyển, đem ánh sáng cũng là trực tiếp chặt đứt. Ha 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 ha, ta đã ra rồi. Một tiếng thét dài, trong phút chốc thiên địa biến sắc, mây đen tụ tập, tựa hồ giống như là càn khôn vũ trụ đều âm u xuống dưới. Lúc này mặt đất dạn nứt, cả vô biên vô hạn minh sơn cũng từ giữa gảy mở ra khôn cùng núi non bên trong lộ ra dập nát bí văn phủ ấn sau một lát nóng cháy một mảnh hào quang đầy trời nhấp nháy tràn ngập khắp thiên địa sư một đạo nóng cháy thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong người này quanh thân bên trong bị một cỗ nóng cháy hơi thở sở bao vây quần áo lửa đỏ sắc trường bào tóc hồng mắt to thần tình hồng quang đúng là hỏa thần trúc dung thoát vây mà ra yêu sư côn bằng ngươi còn chưa chết hỏa thần chúc dung lãnh thị yêu sư côn bằng trong tay lập tức pháp quyết biến hóa một mảnh mạn thiên hỏa diễm đó là bao phủ mà đi trên bầu trời lửa này diễm lóng lánh sáng bóng tựa như lại một vòng rượu ngày bình thường trói mắt cường quang cơ hồ che kín cả không gian tổ vu ly hỏa nếu côn bằng sắc mặt nháy mắt biến đổi đối với lửa này diễm hắn tự nhiên là dị thường quen thuộc lửa này diễm chính là còn hơn tam vị chân hỏa đến cũng là đúng mảy may côn bằng chân thân yêu sư côn bằng nhất thời một đạo hét lớn không được có phải hay không thi triển ra khổng lồ bản thể đến, yêu khí quay cùng dập dờn, khôn cùng yêu vân bao phủ này ngàn dặm không gian, một tiếng ngẩng cao tiêm minh, hiển hóa ra một cái lớn bằng hóa thân, dương cánh ngang trời, thật lớn thân hình còn hơn hình thiên đến còn muốn lớn hơn thượng một ít, hai cánh cấp chấn thiểm diệt trong lúc đó, vô số yêu khí tự mạn thiên yêu vân bên trong không ngừng hiển hóa, ngưng tụ thành một mảnh thật dày yêu khí bức tường ánh sáng, nhẹ nhẹ chống cự lại hỏa thần trúc dung tổ vô ly hỏa thiêu hủy. Đối với hỏa thần trúc dung, ở viễn cổ là lúc vui Yêu hai tộc liền đại chiến ngàn vạn năm, đối với thực lực của đối phương cùng thần thông thủ đoạn, đều cũng có sở hiểu biết cùng phá giải phương pháp, lúc này này Yêu sư Côn Bằng, dĩ nhiên là có thể đối kháng này Tổ Vu Ly Hỏa Thiêu hủy. Hỏa Thần Trúc Dung vẻ mặt đỏ bừng, tựa hồ là sớm biết rằng này Yêu sư Côn Bằng đích thủ đoạn, cảm thấy cũng không nóng nảy, thân vung tay lên, trong tay pháp quyết đánh ra, làm cho hư không dung chuyển, quanh mình không gian vỡ vụn lâm vào một mảnh ngắn ngủi trong bóng tối. Vang ầm ầm một mảnh kinh thiên nổ lúc sau ngọn lửa phá không cách nào hình dung hủy diệt đập vào ở không trung phía trên bốn phương tám hướng thổi quét mà khai phía dưới khôn cùng núi non ở hình thiên một búa đầu dưới đã muốn là vỡ nát lúc này trực tiếp là trong nháy mắt hóa thành đất chết khủng bố cực nóng liên tiếp núi non đều là sinh sôi hòa tan đi nhất thời phong hỏa rời phun càn khôn thay đổi vị trí ngọn lửa hủy thiên diệt địa nhìn qua dĩ nhiên là tại đây ngọn lửa bên trong còn có một loại cực cao hỏa chi thần thông ở bên trong, nháy mắt, này một mảnh ngọn lửa ở nứt toác bên trong, nhanh chóng sẽ đem khổng lồ yêu sư côn bằng bản thể bao vây ở tại trong đó. Cạc cạc, côn bằng một đạo kêu thảm thiết, này tổ vu ly hỏa đã muốn là đem hắn quanh thân lông chim thiêu hủy, tiếng kêu thảm thiết lợi dài lanh lảnh, dường như đêm khuya viên đề bình thường thê lương quanh quẩn. Phụt, lập tức kia yêu sư côn bằng mạnh phun ra nhất miệng máu tươi. Côn bằng, ăn ta một búa. Cũng nhưng vào lúc này, này hình thiên thân thể cao lớn thượng hai mắt thần quang đấu bắn ảnh ngược ra khôn cùng trời cao bánh mì màu vàng tóc dài dựng đứng dựng lên bạn một đạo gầm nhẹ này quanh thân nổ lên sóng to do lớn bàn tuôn ra lực lượng chi thủ biến hóa xuyên thấu trùng điệp không gian năm ngón tay hé ra khuất thân trong lúc đó vô tận ma khí quán không mà rơi tung hoành đan vào tựa như mưa to trượt hạ xuống mà lúc này trong tay búa lớn nhất chống đỡ kim quang ứa ra một búa đầu đánh xuống thiên địa phân tách đồng thời tạo nên khôn cùng ma uy tạp một cỗ không thể ngăn cản uy thế oanh tạp mà rơi hướng về phía côn bằng mà đi chết tiệt lấy nhị địch tính toán cái gì bổn sự yêu sư côn bằng hét lớn một tiếng cũng chẳng quan tâm vừa mới sở bị thương thế quanh thân mạng thiên yêu vân phập phòng giao động khổng lồ bản thể giữ tợn khủng bố lập tức một mảnh yêu dị thần quang hung hăng va chạm hướng về phía hình thiên một búa vang ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ hình thiên ầm ầm tạp lạc phủ mũi nhọn trực tiếp là đem côn bằng quanh thân thần quang bổ ra, yêu sư côn bằng vốn chính là bị thương nghiêm trọng, lúc này tái cũng vô pháp đối kháng hình thiên ma thần. Này hai cổ bàng bạc bà cường hãn khủng bố lực lượng va chạm, quanh mình hư không thoát phá, gợn sóng tầng tầng dập dờn mở ra, này vùng trời địa cũng ẩm ẩm tán loạn, khôn cùng minh sơn chứng kiến chỗ dạ đều là một mảnh dập nát. Hình thiên, trúc dung, thù này về sau tất báo. Một tiếng thét dài, này yêu sư côn bằng nháy mắt liền hóa thành một mảnh lưu quang biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Hừ, tính ngươi chạy nhanh, lần sau ngươi sẽ không có như vậy vận may. Trúc Dung lãnh quát một tiếng xuyên thấu không gian mà đi. Chúc mừng Trúc Dung vu thần thoát vây mà ra. Vu huyết mạc nháy mắt xuyên thấu không gian đạo hỏa thần Trúc Dung bên người, vừa mới đại chiến, hắn căn bản là xác không hơn thủ, chỉ có thể đủ ở một bên quan sát. Vu huyết ma, ngươi còn chưa chết, cái này hảo, chỉ tiếc ngươi chủ người đã. Hỏa thần Trúc Dung thần sắc ảm đạm, nhớ tới đế giang bị giết, trong lòng cũng là trầm xuống, lập tức cả người hàn ý tràn ngập. Trúc Dung, chúng ta đi về trước đi. Hình thiên đối Trúc Dung nói, lập tức ba người thẳng người ly khai Minh Sơn mà đi. Gào khóc, thập phương không gian trong vòng, mười đạo tiếng gầm gừ cơ hồ là đồng thời dựng lên, thanh âm xuyên thấu cửu thiên. Thập phương không gian run không thôi, thẳng làm cho cả không gian yếu sụp đổ bình thường. Các ngươi đều cho ta im lặng một chút. Trên không trung một đạo trầm thấp tiếng động xuyên thấu không gian mà đến lập tức chấn áp ở này mười đạo rít gào. Người áp chế không dứt chúng ta đã bao lâu, chúc Dung đều đã ra rồi, dựa vào cái gì chúng ta không thể xuất thế. Một đạo thê lương tiếng động quanh quẩn, hỗn độn hải trong vòng, thời gian tổng cộng đã qua hơn 400 năm, nhạc thành trong đầu, bản thể đang ở lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông cùng Chu Tiên diệt ma kiếm quyết, ngẫu nhiên trong tay pháp quyết đánh ra, chống rỗng một mảnh khô chi hóa thành che trời đại thụ, lập tức lại biến hóa trở thành hư vô. Lĩnh ngộ bên trong, nhạc thành khoanh chân mà ngồi, ở quên mình chi cảnh chung cũng là ngẫu nhiên mỉm cười ngẫu nhiên nhíu mày quanh thân bị một cỗ thản nhiên thanh sắc quang mang bao vây không gian trung khí hơi thở ở vẫn không ngừng kéo lên hơn 400 năm quá khứ mà hỗn độn tinh khí dĩ nhiên là còn không có bị hoàn toàn bị nhạc thành hấp thu trong cơ thể thế gian chung diện tích còn tại tiếp tục khoách trương nhạc thành cũng có thể đủ cảm giác được tu vi của chính mình thực lực không có lúc nào là đi vắng tăng trưởng loại này tốc độ tăng trưởng làm cho chính mình nói không ra thoải mái Bốn nguyên thần phân thân này hơn 400 năm thời gian, cũng vẫn là ở lĩnh ngộ tứ đại thần thông, thu hoạch tự nhiên là không ít. Này không gian thần thông chung, nguyên vốn là có lĩnh ngộ không gian bạo phá, không gian giam cầm, không gian xuyên qua, hiện tại không gian thần thông đã muốn là ở lĩnh ngộ không gian thần thông chung đệ tứ loại thủ đoạn không gian chi thân. Không gian chi thân huyền ảo vô cùng, này còn hơn không gian giam cầm, không gian bạo phá, còn có không gian xuyên qua ba loại tuyệt chiêu đến còn muốn huyền ảo hơn ở không gian chi thân nội, cả không gian ở nhất định bao phủ trong phạm vi, chẳng khác nào là chính mình có thể cùng không gian dung làm một thể, không gian chính là chính mình, chính mình chính là không gian. Một chiêu này cực mạnh đúng là chính mình có thể hoàn toàn giấu ở không gian chung, tùy thời có thể đối địch nhân của mình tiến hành trí mạng một kích, nhưng là một chiêu này 400 năm lĩnh ngộ, hiện tại cũng còn chính là gia lông mà thôi. Này không gian chi thân cũng không có tốt như vậy lĩnh ngộ, một loại thần thông, càng là tới cuối cùng, này lĩnh ngộ cũng càng khó. Đồng dạng một loại thần thông, có lẽ hai người lĩnh ngộ đi ra liền hoàn toàn không giống với, chỉ chăm sông đổ về một biển, tới cuối cùng từng bước, lĩnh ngộ ra gì đó, luôn giống nhau. Mà ở thời gian thần thông chung, trừ bỏ nguyên lai thời gian đảo lưu, thời gian tĩnh chỉ, này hai chiêu ở ngoài, nhạc thành hiện tại đã ở lĩnh ngộ loại thứ ba thời gian trôi qua, đồng dạng, này địa ba chiêu còn hơn tiền hai chiêu thời gian đảo lưu, thời gian tĩnh chỉ đến yếu càng thêm huyền ảo, này thời gian trôi qua có thể ở nhất định không gian khu vực trong vòng làm cho thời gian rất nhanh mà qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Này thời gian trôi qua nếu thi triển ra đến, chính là huyền ảo vô cùng, cũng là uy lực thật lớn. Tỷ như nói đối phương thi triển toàn lực một kích, chính mình nhân cơ hội trước tiên thi triển thời gian trôi qua, đó là có thể cho đối thủ nháy mắt đem này toàn lực một kích thi triển hoàn, mang thời điểm tiêu hao tự thân pháp lực cũng không thể thương đến chính mình mảy may. Đồng thời, này thời gian trôi qua còn có rất nhiều diệu dụng, cũng coi là huyền ảo vô cùng một loại pháp môn mà ở lực lượng thần thông bên trong, phá thiên nhất kích, oanh thiên nhất kích lúc sau, Nhạc Thành đã ở bắt đầu lĩnh ngộ đệ tam chiêu đấu thiên trưởng, này địa ba chiêu còn hơn tiền hai chiêu đến, uy lực cũng là càng thêm thật lớn. Về phần biến hóa thần thông, sẽ không có thực tế một ít đặc biệt cường hãn công kích thủ đoạn, nhưng là này biến hóa thần thông cũng huyền ảo vô cùng, đối với chính mình cũng là diệu dụng nhiều hơn. Này hơn 400 năm lĩnh ngộ, Nhạc Thành đồng dạng là lĩnh ngộ không ít. Sinh mệnh thần thông chung theo nhạc thành lĩnh ngộ càng nhiều, nhạc thành có thể cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh thần thông vận chuyển phải nhanh rất nhiều, lúc này nếu đại chiến một hồi trong lời nói, chính mình tiêu hao pháp lực sau khôi phục tốc độ, còn hơn trước kia, tuyệt đối là muốn khoái thượng rất nhiều. Này sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ, ở chỗ vạn vật nguồn gốc của sự sống chấm dứt, cũng coi là khó nhất lĩnh ngộ thần thông, cũng là nhất huyền ảo đạo, cho nên nhạc thành mới lưu trữ bản thể đến lĩnh ngộ này sinh mệnh thần thông. Sinh mệnh thần thông là nhạc thành cuối cùng lĩnh ngộ được đến một loại thần thông khả hiện tại nhạc thành cũng là rất trọng thị này sinh mệnh thần thông vạn vật sinh mệnh đến nơi đến trốn sinh mệnh bắt nguồn cùng chấm dứt nhạc thành vẫn là ở lĩnh ngộ mà 400 năm thời gian chung nhạc thành trong cơ thể thế giới nội lại xuất hiện sinh mệnh loài chim bay điểu thú loài bò sát thử nghĩ côn trùng kỳ cầm cái gì cần có đều có này vạn vật sinh mệnh lại ở trong cơ thể thế giới sinh hoạt trong cơ thể mình thế giới xuân hạ thu đông 4 mùa thay đổi hết thảy đều là sinh mệnh luân hồi tri tượng tại đây hết thảy chung Nhạc Thành tự hồ là cũng từ trong đó lấy được ích lợi nhiều, có điều cảm xúc. Tại đây sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ bên trong, Nhạc Thành tự hồ là trải qua vô số lần luân hồi bình thường, trong mắt chụp gần xuất hiện tang thương cảm, cả người hơi thở cũng càng thêm hùng hậu đứng lên. Bản thể ở Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết lĩnh ngộ bên trong, cũng là bắt đầu lĩnh ngộ Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết trung chiêu thứ tư đến, tiền ba chiêu Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, này chiêu thứ tư chính là Tuyệt Tiên, tiền ba chiêu đã muốn là hoàn toàn lĩnh ngộ mà chiêu thứ tư cũng vừa mới mới vừa có điều lĩnh ngộ. Này Chu Tiên Diệt Ma Kiếm quyết thâm ảo vô cùng, ở lĩnh ngộ chung, Nhạc Thành cũng là đối sáng tạo Chu Tiên Diệt Ma Kiếm quyết cường giả kính nể không thôi. Thời gian như cát chảy, lại chậm rãi đã qua, lại là 300 năm sau, ma vực trong vòng, một chỗ biển lửa trong vòng, hòa thần trúc dung quanh thân ngọn lửa ngập trời, tổ vu ly hỏa thiêu hủy không gian run không ngớt. Trúc dung, còn muốn bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Biển lửa trên không bên trong, Hình thiên đối Trúc Dung hỏi. Nhiều nhất ngàn năm, chậm thì 500 năm, ta có thể đủ hoàn toàn khôi phục, đây là ta vô tộc ma vực trong vòng, ta có thể rất nhanh khôi phục, chờ ta, chúng ta cùng đi cứu ra cộng công. Trúc Dung nói, hảo, ta chờ ngươi, mấy trăm năm, không lâu sau, ta vô tộc nếu thứ rầm rộ cùng thế. Hình thiên thét dài dựng lên, tiểu giao chỉ phía trên, một đạo bóng hình xinh đẹp nhảy ra cung điện, đúng là bế quan đã muốn hơn 700 năm long cắt công chúa. Lúc này Long Cát công chúa quanh thân tràn ngập cường hãn hơi thở, tu vi thực lực đã muốn là tới Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu chi liệt, theo hơi thở thượng xem đã muốn là Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu đỉnh phong, hẳn là lực Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ đã muốn không xa. Mẫu thân. Long Cát công chúa tới giao chỉ kim mẫu cung điện bên trong, hơi hơi thì lễ nói: "Cửu Thiên Huyền Tiên, này Hỗn Độn tinh khí thật đúng là bảo vật, còn hơn ta trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn một ít." Cảm giác Long Cát công chúa khí tức trên thân Giao chỉ kim mẫu mỉm cười nói. Ân, ta còn lĩnh ngộ một loại thần thông. Long cắt công chúa đối giao chỉ kim mẫu nói. Là thủy chi thần thông đi. Giao chỉ kim mẫu mỉm cười sau nói. Này hỗn độn tinh khí lớn nhất tác dụng cũng không phải ở tăng cường pháp lực phương diện, cũng không phải ở tăng cường thể chất phương diện, mà là ở thiên địa huyền ảo mặt trên. Hỗn độn tinh khí hàng tỷ năm bên trong mới có thể ở hỗn độn trong vòng sinh ra, bên trong có thiên địa huyền ảo ở bên trong. Này đối với ta nhóm tu luyện giả mà nói mới là là tối trọng yếu có hỗn độn tinh khí trong người, mang theo, đối với của ngươi lĩnh ngộ có thể đủ sự bắn công chăm. Ngươi nguyên lai lĩnh ngộ thủy chi đạo, hiện tại lĩnh ngộ thủy chi thần thông là bình thường, ta trước kia không có tặng cho ngươi thần thông, liền là bởi vì chính mình lĩnh ngộ, thế nào cũng muốn còn hơn được đến thân nhau thượng một ít, mới có thể có cơ hội nhòm ngó ngôi báo đại đạo, nếu ta cho ngươi thần thông, ngươi muốn hỏi đỉnh đại đạo, kia cần phải nan hơn một ngàn gấp trăm lần, đúng rồi, lang lễ hiện tại cũng lĩnh ngộ hỏa chi thần thông. Giao chỉ kim mẫu nói, lang lễ tỉnh sao? Long cắt công chúa kinh ngạc hỏi. Còn không có, bất quá hẳn là nhanh, nguyên thần đã hoàn toàn khôi phục, còn hơn trước kia càng thêm mạnh hơn mấy chục lần không dứt. Giao chỉ kim mẫu lập tức lộ ra một tia cười khổ, nói. Lang lễ vận khí chính là so với nhĩ hảo, chính bởi vì hắn trọng thương, cho nên mới có thể hoàn toàn hấp thu hỗn độn tinh khí nội năng lượng. Thực lực bây giờ đã muốn là tới cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ là có lại đột phá đến cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ có thể. Vậy là tốt rồi, Lang lễ đột phá, chúng ta chặn đánh sát hỗn thế ma vương liền dễ dàng hơn. Long cắt công chúa nói. Không biết nhạc thành thế nào, chờ hắn đi ra, là có thể chu sát hỗn thế ma vương. Về phần hỗn thế ma vương sau lưng tên kia, ta đã muốn là cùng chấn nguyên tử, thanh đế, tây vương mẫu. Tròm sao thương long nói chuyện tốt, lão gia hỏa kia dám đến trong lời nói. Chúng ta liên thủ cũng đủ để đối phó rồi. Giao trì kim mẫu thản nhiên nói. Lão gia hỏa kia thật sự lợi hại như vậy có thể nào? Long cắt công chúa hỏi ngàn vạn lần biệt coi khinh, chúng ta liên thủ cũng chỉ là tự nhận là đủ để đối phó rồi, hắn chính là thánh nhân, thực lực liên tiếp nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ bọn hắn cũng không muốn nhiều trêu chọc hắn, cho nên ngươi ngàn vạn lần không cần khinh thường. Giao chỉ kim mẫu nói, kia phụ thân thế nào? Long cắt công chúa mắt đẹp trầm xuống, lập tức tiếp tục hỏi. Cuối cùng từng bước còn không có thành, bất quá vấn đề không lớn, đợi mấy trăm vạn năm, cũng không kém ngày hôm đó tử. Giao chỉ kim mẫu nói hơn 700 năm thời gian trôi qua, hạo thiên môn trong vòng, hơn trăm đạo thân ảnh cấp tốc mà ra, mấy, này mấy trăm người, cũng mỗi người rơi lên một tòa thật lớn đảo đã rơi vào Ngọc Hư Sơn hạ, quay chung quanh vốn diện tích sẽ không tiểu nhân Ngọc Hư Sơn, lúc này Ngọc Hư Sơn diện tích mở rộng mấy trăm lần không dứt. Mấy năm nay thời gian chung, ở La Nguyên An Bài Hạ, Ngọc Hư Sơn vẫn là ở không gian, rời non lấp biển mây mưa thất thường đối với Đại La Kim Tiên Cường giả như, vậy mà nói đã muốn có phải, hay không việc khó thanh hoa thành trung, nổi danh linh sơn đảo, động tiên, cơ hồ là toàn bộ bị hạo thiên môn cấp thưởng đến đây, khoách triển ngọc hư sơn, không phải động tiên cùng linh sơn tiên địa, hạo thiên môn hiện tại khả trứng mắt. Hạo thiên môn trung, có cửu u song ma chấn thủ, còn có nhất chúng lão ma ở, chỉ cần là chúng ý động tiên, trực tiếp chính là muốn lại đây, không hề phục giả, toàn bộ giết không tha. Đương nhiên, La Nguyên cũng không phải cái loại này bá đạo người, nếu chúng ý này linh sơn đảo, động tiên đều là sẽ làm kia nhất sơn nhân gia nhập hạo thiên môn hoặc là dùng bảo vật đổi lấy sẽ không chiếm người khác tiện nghi chỉ là có chút thật sự là không có mắt nhân không nên không chịu trong lời nói kia nhất chúng lão ma mới sẽ ra tay mà hạo thiên môn hiện tại ở cả tiên ma giới núi non trung cũng tuyệt đối là thuộc loại nhất lưu thực lực chi liệt không có mấy người sơn môn cùng chi so sánh với bất quá nói mặc dù là nói trở về này tiên ma giới trung cường giả đông đảo Tuy nói là hạo thiên môn thế lực cường hãn không ít, chỉ ở tiên ma giới chung, có thể cùng hạo thiên môn đối kháng sơn môn thật đúng là có một ít. Này đó sơn môn sau lưng, đây chính là tiên quân ma quân cường giả tồn tại, chính là bình thường không tranh sự đời, cho nên cũng cũng không có người để ý này sơn môn. Tổng nói đến, hiện tại hạo thiên môn đổ là chân chính ở tiên ma giới chung có nhỏ nhoi, đặc biệt dường như kim giáp chiến thần tên quả thực là vang vọng tiên ma giới, dám đến trêu chọc hạo thiên môn nhân, Thật đúng là này 700 năm cũng không có nhìn thấy quá một cái. Hạo thiên môn nhân số đã ở cấp tốc gia tăng, này mỗi ngày gia tăng hơn mươi cái, một năm chính là thượng 7.000 cái, này 700 năm quá khứ. Hạo thiên môn nhân số đã muốn là tới hơn 400 vạn, này con số, đã muốn là khủng bố. Nguyên bản hạo thiên môn đã sớm là không thể ở lại, cho nên bất đắc dĩ là nguyên mới xây dựng thêm hạo thiên môn. Tới hiện tại, này tưởng tiến vào Hạo Thiên môn nhân liền càng thêm khó khăn, một ngày có thể đi vào 3 năm cái đã muốn là không sai, chọn lựa cũng là càng ngày càng nghiêm khắc. Có người đề nghị Hạo Thiên môn lo lắng đổi một cái sơn môn, hiện tại Hạo Thiên môn thực lực, hoàn toàn có thể đến lớn hơn nữa rất tốt sơn môn đi, chính là Lang Nguyên, Trình Anh, Tần Lĩnh ba người đều không đồng ý, bọn hắn biết Nhạc Thành cũng sẽ không đồng ý, đây là sư phụ Hạo Thiên đại đế lưu lại sơn môn, Ngọc hư sơn tuyệt đối không thể phế, cũng không có thể đủ ném chỉ có thể đủ xây dựng thêm. Theo hạo thiên môn thực lực tăng vọt, này thanh hoa thành cực mạnh thế lực không thể nghi ngờ chính là hạo thiên môn. Từ tương quang sau khi thanh hoa thành lại đến đây một cái thành chủ, chính là này thành chủ liên tiếp hạo thiên môn chỗ trong phạm vi, cũng không dám tùy tiện đi vào, hiện tại hạo thiên môn, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ thành chủ có thể đủ trêu chọc được nổi. Hạo thiên môn tiên tử tổng cộng có 490 hơn 90 vạn nhân, trong đó trừ bỏ nhất chúng lão ma ở ngoài, lại có mười mấy cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma gia nhập trong đó, đều là lúc đầu trung kỳ thực lực, coi như là cường giả trung cường giả, này đó cường giả gia nhập, tự nhiên là yếu la nguyên, trình anh, tần lĩnh ba người hơn nữa, cửu u song ma nhất chúng thái thượng trưởng lão tập thể đồng ý mới được, việc này, liền từ nhất chúng lão ma cùng la nguyên đám người làm chủ. Mà đại la kim tiên trình tự cùng vô thượng thiên ma trình tự cường giả, hạo thiên môn hiện tại đã muốn là có thêm thượng 10 vạn đông đúc, này tuyệt đối là một cái khủng bố con số thượng người vạn đại la kim tiên liên thủ một kích chính là tiên quân cường giả cũng muốn cân nhắc một chút mà hạo thiên môn trung tâm tầng vẫn là la nguyên ba người cùng nhất chúng lão ma này có thể ăn đến bàn đảo nhân mới xem như hạo thiên tháp chân chính có thể người nói chuyện nếu muốn tiến vào hạo thiên môn trung tâm tầng vậy yếu chúng lão ma cùng la nguyên ba người cho phép mới được nếu không thực lực cường thịnh trở lại cũng không hữu dụng hạo thiên môn hiện tại không thiếu cường giả Tam Tiên Đảo Thượng, một tòa hoa lệ cung điện phía trước, ba đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đón gió mà đứng, tam nữ tuyệt mỹ dung nhan phía trên, lại là có thêm một tia nhíu mày. Sư tỷ, người nói Nhạc Thành hiện tại có phải hay không tại nơi hỗn độn hải trong vòng? Quỳnh Tiêu Tiên tử đối Vân Tiêu Tiên tử nói, hẳn là đi, hắn có hỗn độn ngọc, tự nhiên là sẽ đi hỗn độn hải. Vân Tiêu thản nhiên nói, hơi hơi quay đầu hướng Quỳnh Tiêu cười, tuyệt mỹ dung nhan nở rộ, mặc dù là mang theo một tia nhíu mày, nhưng là là khuynh quốc khuynh thành, đủ để làm mị hoặc chúng sinh đi hỗn độn hải dọc theo đường đi kia thái hư chi địa cũng nguy hiểm vô cùng không biết hắn có sao không bích tiêu hiện tại đã là thản nhiên than nhẹ dung nhan chung một tia lo lắng cũng bằng thêm vài phần dễ thương hắn mới sẽ không xảy ra sự cố cũng dám đại náo giao trì bổn sự khả lớn quỳnh tiêu tiên tử nói sư muội sư tỷ chúng ta như thế lo lắng hắn có phải hay không đối hắn cái kia lập tức quỳnh tiêu tiên tử đối vân tiêu bích tiêu hai vị tiên tử hỏi này vân tiêu tiên tử trầm tư một lát nói sư muội chúng ta đại khái đều thật không ngờ đồng một người nam nhân hội xông vào trong lòng chúng ta đi chính là này vì sao chính là đồng một người sư tỷ sư muội chúng ta cùng nhau cũng rất tốt a à, chúng ta ba cũng không cần ra đi quỳnh tiêu cười nói chính là còn không biết hắn nghĩ như thế nào đâu chẳng lẽ còn muốn chúng ta cùng hắn mở miệng sao nếu hắn không đồng ý kia không phải mắc cỡ chết được bích tiêu tiên tử kiều mặt đỏ vựng thản nhiên nói hắn dám không đồng ý, hừ. Quỳnh tiêu tiên tử kiều hừ một tiếng, lập tức tam nữ cười làm một đoàn. Trong hỗn độn chi hải, cây bồ đề hạ, nhạc thành khoanh chân mà ngồi, thản nhiên thanh quang quanh quẩn, hơi thở run trong lúc đó, một tia không gian sóng gợn chậm rãi nổi lên gợn sóng khuếch tán mở ra, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng. Mà ở này trong đó, nhạc thành đắm chìm ở tại lĩnh ngộ bên trong, trên đầu tóc đen, nháy mắt biến bạch, nháy mắt biến thành đen, như thế luân hồi, càng như là vòng đi vòng lại, này trong đó đối với sinh mệnh lĩnh ngộ nhạc thành lại có điều đột phá cây bồ đề thượng lúc này nhạc thành cũng không có nhìn thấy có vừa ra tràn ngập thản nhiên màu xanh biếc hào quang địa phương mà kia màu xanh biếc hào quang nơi chính là ở nhạc thành đột phá thời điểm hơi thở bị cây bồ đề trong lúc vô ý hút vào địa phương này sắc mặt hào quang tràn ngập làm cho chỉnh khỏa cây bồ đề đều là xanh biếc lên càng thêm sinh cơ giặt rào cây bồ đề thượng cũng tràn ngập thản nhiên một vòng vầng sáng đến thời gian lại trôi qua mà qua lúc này thời gian ở nhạc thành trên người, đã muốn là không có gì đắc ý nghĩa, toàn tâm đắm chìm ở tại lĩnh ngộ bên trong. Tổng cộng là tiến nhập hỗn độn hải thứ 800 năm, nhạc thành rốt cục thì mở hai mắt ra, cũng trong tay một cái bàn đào cùng mấy khỏa cố thần đan nhét vào trong miệng, lập tức tiếp tục bế quan. 15 năm sau, nhạc thành lại hướng trong miệng ăn vào hai cái bàn đào cùng mấy khỏa cố thần đan, lại là tiếp tục bế quan. Mà ở 15 năm lúc sau, nhạc thành ăn vào ba bàn đào cùng hơn 10 khỏa cố thần đan sau, lại một lần bế quan. Mà lúc này, tại nơi xa xôi huyền thiên nội trên đường, cự thạch thành trung, khả xem như nhiệt nội phi phàm, lại một lần nữa liên minh đánh giá bắt đầu. Đây chính là tranh đoạt liên minh trung trưởng lão ghế. Chàng thượng, cũng người mấy tuyệt mỹ nữ tử mà ngồi, đúng là Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên, Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Chu Hàm, Dịch Thiến, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Lê Tiểu Giao, Nam Cung Lạc Nhan chờ chúng nữ. Chúng nữ hiện tại tuổi mặc dù là qua tuổi hơn 10 nhưng là thân là tu luyện người, hơn nữa diễm ma lâm lúc đi, chính là ý đặc biệt để lại cho chúng nữ chú nhan đan, thế cho nên chúng nữ hiện tại đều là, vẫn duy trì 25-26 bộ dáng tuổi, thành thục dễ thương, đều là tuyệt mỹ vô cùng. Mà lúc này chúng nữ ở giữa, cũng nhạc thành ngồi ở trong đó, đương nhiên, này chính là tiên ma giới nhạc thành một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, cùng nhạc thành cũng không có khác biệt, tự liên kia vợ chồng việc đều không có khác biệt, chính là ở chúng nữ trong lòng, nhiều ít đều cũng có đó khúc mắc cùng mất tự nhiên nói như thế nào này cũng không phải bản thể. Này làm rời vợ chồng việc đến, đều cũng có đó không thể tận hứng. Giữa sân, một hồi chàng đánh giá ở tiếp tục, kỳ quái đều là một ít 14-15 tuổi thiếu niên cô gái, ở đại biểu nhạc gia xuất chiến, mà đây đúng là nhạc gia lão ngũ nhạc trí, lão lục nhạc đạo, lão thất nhạc san, lão bát nhạc minh, lão cửu nhạc khiết, lão người nhạc doanh sáu người nhân. Nhạc thành tới tiên ma giới, tính đứng lên cũng là 2.000 năm tả hữu, này đối với huyền thiên nội địa đi lên nói, chính là 6-7 năm thời gian mà thôi, này 6-7 năm thời gian chung, nhạc gia lão ngũ đến 11 điều cũng có 14-15 tuổi một cái, này tu vi thực lực, cũng tới nguyên anh kỳ. Mà ở nhạc thành đi lên tiên ma dưới phía trước, Lê Tiểu Giao, Tô Hân Nhi, Chu Hàm, Âu Dương Phiên Tình, Tôn Thi Thi còn có yêu huyên 6 người đều đã muốn là sanh ra 6 tiểu tử kia, hiện tại cũng đều là có 10 tuổi, trong đó ít nhất một cái, không thể nghi ngờ chính là yêu huyên sinh nhạc kỳ. Tiểu nha đầu này vừa ra sinh nhưng thật ra hình người, chính là tới 3 tuổi thời điểm, có thể đủ biến hóa ra mẫu thân thần thú bản thể đến, còn có nhạc gia kim long thân thể, tổng cộng là lưỡng trùng bản thể thiên phú, tu luyện thiên phú cũng là 16 cái huynh đệ tỷ muội trung cực mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà thứ liên minh đánh giá, nhạc gia càng thêm là 11 người nhân toàn thắng, giành được 11 người trưởng lão ghế. Hiện tại nhạc gia đã muốn là huyền thiên đội địa thượng cực mạnh thực lực. Mấy năm nay chung, đại song tiểu song đám người, cũng là ở huyền thiên nội địa thượng bắt đầu rồi khai sáng sơn môn, bắt đầu thu đồ đệ lập phái, cũng thu một ít thiên phú không lầm nhân làm người tu chân. Mà khiếu thiên hổ, tử điện mãng, yêu cơ đám người, cũng ở lại nhạc gia bế quan tu luyện, không có đặc biệt sự tình, tự nhiên là sẽ không đi ra. Đánh giá sau khi chấm dứt, nhạc gia mọi người về tới nhạc gia, vào đêm, nhạc gia đại trạch chung, chúng nữ cùng nhạc nghiên, nhạc chạm chờ huynh đệ tỷ muội đều là, ngồi ở trong đình viện nhìn chăm chú vào đầy trời đầy sao nhạc thành ngươi có thể liên hệ đến bản thể sao mộ dung hiểu hiểu đối nhạc thành nguyên thần phân thân hỏi không thể cách xa nhau quá xa không thể liên hệ đến nhạc thành hơi hơi trở lại trong lòng cũng là nghĩ đến chính mình bản thể giờ này khắc này thân ở phương nào cũng không biết ngươi bản thể thế nào yến hiểu kỳ lo lắng nói mà lúc này mọi người tự nhiên là sẽ không biết này huyền thiên nội địa thượng mấy năm thời gian ở tiên ma giới đã muốn là hai ngàn năm không cần lo lắng, lão ba nói, tới thích hợp thời điểm, liền gặp tới đón chúng ta. Đã muốn là chỗ Mã Tuyệt Mỹ động lòng người Nhạc Nghiên nói với mọi người đạo. Chúng nữ nhìn chăm chú vào trên không, đã muốn là đang chờ đợi Nhạc Thành bản thể mà quay về. Hỗn độn hải trong vòng, Nhạc Thành cũng còn tại tiếp tục lĩnh ngộ, 12 năm lúc sau, năm bàn đào bị Nhạc Thành trực tiếp ăn vào, lại là một phen cố thần đan nuốt vào trong bụng, này đó đối Nhạc Thành mà nói, đã muốn không là cái gì chân quý vật. Theo ăn vào bàn đào càng ngày càng nhiều, Nhạc Thành cũng là đã biết Long cắt công chúa theo như lời, này bàn đào chính mình ăn vào người thứ hai về sau, cũng chỉ là gia tăng rồi 14 vạn năm pháp lực mà thôi, ở chính mình Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu đỉnh phong phía trên, cũng chỉ là tăng tiến một chút, còn chưa đủ đến đột phá giai đoạn. Mà theo tới cuối cùng, này một cái bàn đào đối với Nhạc Thành mà nói, cũng là gia tăng mấy ngàn năm pháp lực, này giá trị đã muốn là thật to giảm bớt, chính là trên người bàn đào thật sự là không ít, Nhạc Thành mới có thể không kiêng nể gì dùng. Còn có kia cố thần đan cũng là giống nhau, tới cuối cùng, một viên cố thần đan chính là có thể gia tăng trên trăm năm nguyên thần lực, chính là này cố thần đan còn hơn bàn đào còn muốn nhiều hơn nhiều, nhạc thành cũng không sợ lãng phí, cho dù là có thể gia tăng một năm nguyên thần tu vi cũng là tốt. Thời gian lại đã qua, 900 năm thời gian đã muốn là ở nhạc thành toàn tâm lĩnh ngộ bên trong mà qua, nhạc thành lại ăn vào sổ khỏa bàn đào cùng không ít cố thần đan lúc sau, tiếp tục lĩnh ngộ đứng lên, có thể đem bàn đào cùng cố thần đan cho rằng lót dạ đến ăn chúng chỉ sợ là cả tiên ma giới chung cũng là chỉ có nhạc thành một người cây bồ đề thượng kia một chỗ màu xanh biếc quang mang chỗ lúc này cũng là càng ngày càng đậm úc đứng lên mơ hồ là có thêm một viên sáng người vật thành hình ngưng tụ hỗn độn hải bên trong vô số hỗn độn khí bị cây bồ đề hút lấy thu lập tức dung nhập tới kia một viên ánh sáng vật thượng một cỗ thần dị hơi thở bắt đầu khoách tán cả hỗn độn hải tựa hồ đều là đã bị kéo sở hữu đám mây bắt đầu chậm rãi áp không mà đến chính là này hết thảy, nhạc thanh còn không có cảm giác được. Vang ầm ầm, thiên địa thập phương bên trong, đồng thời một đạo kinh thiên nổ dựng lên, thập phương chấn động không ngớt. Các ngươi im lặng một chút. Trên không trung, trầm thấp tiếng động truyền đến, một cỗ cường hãn mãi mãi hơi thở áp không tới, tựa hồ là yếu chấn áp này thập phương chấn động. Hiện tại, ngươi rốt cuộc ngăn cản không dứt chúng ta. Thập phương bên trong, một đạo tiếng hét lớn dựng lên, người đạo khổng lồ lực lượng hơi thở dao động, nháy mắt cùng kia một đạo mãi mãi hơi thở chạm vào nhau vang ầm ầm nổ kinh thiên động địa vang vọng hoàn vũ không sai đồng thời thập phương bên trong mười đạo thân thể cao lớn xé trời dựng lên bị bá mười phiến hư không chấn động khặc khặc mười đạo khổng lồ vô cùng thân ảnh đều là hình thú một đám khủng bố dữ tợn vô cùng cả người hung hãn hơi thở đủ để là hủy thiên diệt địa bình thường lập tức nay mười đạo thân ảnh đều tự là rút nhỏ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại thiên địa bên trong ai nhân tính thủy chung không thể địch qua thiên số một tiếng thở dài truyền đến lập tức cũng biến mất không thấy lại một trăm năm mà qua cây bồ đề hạ nhạc thành khoanh chân mà ngồi ở này trước mặt quanh thân có một mảnh quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi này một mảnh quang đoàn thanh quang tràn ngập tản ra dịu dàng mà thuần khiết sáng bóng không ngừng theo quang đoàn khuếch tán mà ra mà đúng là nhạc thành trong đầu nguyên thần lực nhạc thành vốn nguyên thần lực liền cường hãn hơn nữa hỗn độn tinh khí cố thần đan tác dụng, lúc này nhạc thành nguyên thần lực, đã muốn là tới một cái làm cho người ta khủng bố tình trạng, đồng cấp trung tu vi giả, nguyên thần lực cường hãn trình độ, chỉ sợ là không người ra lại nhạc thành tả hữu, này hỗn độn tinh khí cùng một đống cố thần đan dưới, nguyên thần lúc này đã muốn là đủ để đối kháng cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, chỉ sợ là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi thực lực giả, cũng là có thể đối kháng. Lúc này này nguyên thần quang đoàn, cũng là càng phát ra trong suốt trong suốt, nhìn qua giống như hư ảo bình thường có một loại huyền diệu cảm giác sau một lát chỉ thấy nhạc thành trong tay pháp quyết đánh ra chậm rãi theo trong cơ thể thế giới thở ra một ngụm chọc khí sau pháp quyết vừa động ấn đường chung một cỗ lực cắn nuốt xuất hiện kia nguyên thần quang đoàn cũng là khẽ run lên hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên thần căn nguyên lực lan tràn mà ra cuối cùng cuồn cuộn không ngừng dung nhập mà vào cùng với càng ngày càng nhiều nguyên thần căn nguyên lực bị hút vào nhạc thành quanh thân thanh quang cũng là càng ngày càng sáng ngời theo này đó nguyên thần lực bị hút vào trong đầu, cây bồ đề hạ, một vòng vây vô hình dao động, cũng là lấy nhạc thành vì trung tâm, từ từ khoách tán mà khai, vô hình dao động, làm được này trong hỗn độn chi hải, đều là chợt đột nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động, đám mây không hề di động. Mấy ngày lúc sau, này nguyên thần lực rốt cục thì toàn bộ bị nhạc thành thu hồi trong cơ thể, một cỗ cổ tinh thuần nguyên thần căn nguyên lực, từ từ phiêu tán mà ra, tạo thành một cỗ tim đập nhanh uy áp tràn ngập. Suy, nhạc thành một mở hai mắt, trong hai mắt, Lúc này cũng hai đạo lôi điện bình thường quang mang bạo bắn phía chân trời, đồng thời thân thể đột nhiên chấn động. Chói mắt cường quang, theo này hai trong mắt bên trong bạo phun mà ra, một cỗ bừng tỉnh thiên địa bàn vô hình dao động, giống như gió lốc bình thường theo này trong cơ thể phô thiên cái địa thổi quét mà ra. Nhất thời, hỗn độn hải phía trên không trung mây đen dày đặc, cuồng lôi loạn vũ, không trung phía trên, điểu vân dày đặc, tia chớp giống như ngân xà bình thường không ngừng thoát ra, lôi minh tiếng vang, vang vọng tại đây phiến không gian bên trong mà cùng lúc đó, một cỗ cuồn cuộn giống như thiên địa bàn vô hình dao động, cũng là lấy kia cây bồ đề vì trung tâm, giống như gió lốc bình thường, lạc yên thổi quét mà khai. Cùng lúc đó thời điểm, này hỗn độn hải xa xa khôn cùng không gian bên trong, thất đạo thân ảnh đều là đồng thời mở ra đôi mắt, bảy người thần sắc trầm xuống, mấy người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi than, như thế cường hãn hơi thở, đã muốn là làm cho bọn họ sợ hãi than, sôi nổi là đoán nếu ai tại đây hỗn độn hải khiến cho lớn như thế động tĩnh này cuồn cuộn nguyên thần dao động liền khiến cho như thế dị tượng, loại thật lực này lại có thể cường hãn tới loại tình trạng này. Chẳng lẽ là có người đột phá tới tiên quân ma quân trình tự tình trạng có thể nào? Nhạc thành vô hình nguyên thần, uyển như một loại thủy ba, tại nơi điểu vân dày đặc hạ lặng yên lan tràn mà khai, tại đây một chốc, nhạc thành có thể cảm giác được rõ ràng chính mình hiện giờ cùng trước kia tranh lệch, này gần một ngàn năm, chính mình chỉ là này nguyên thần lực đột phá, liền còn hơn nguyên lai mạnh hơn thượng thập bội không dứt. Suy vô hình thần niệm dao động, đó là lần thứ hai giống như thủy triều bình thường khuếch tán mà ra, trong chớp mắt, đó là khuếch tán nghìn vạn dặm, cuối cùng lấy một loại nhanh như chớp bàn tốc độ, như tia chớp lan tràn mà khai. Vô hình dao động xẹt qua không gian, phạm vi hàng tỷ lý đều bị chính mình điều thăm dò, cảm giác được chính mình hiện tại thần niệm cường độ, nhạc thành trong lòng đoán, chính mình hiện tại hẳn là thần niệm bao phủ nhất phủ nơi hẳn là cũng không khó. Nói cách khác, chính mình hiện tại nguyên thần lực, theo thanh hoa thành đến xích tinh tử thái hoa sơn cũng là chuyện dễ dàng tình loại cảm giác này làm cho nhạc thành nói không nên lời thoải mái lần đầu tiên nhạc thành chính mình cảm giác chính mình là một cường giả đây là cường giả cảm giác chính mình hiện tại có thể dễ dàng nắm trong tay không gian xung quanh này là trước kia chưa bao giờ có cảm giác lập tức nhạc thành thu hồi thần niệm trong mắt thần quang thu liễm nhưng là trên người kia hơi thở cũng thâm nhập linh hồn không thể giả bộ nhìn thấy đều là làm cho người ta có chút tim đập nhanh đứng lên cần phải trở về, hỗn độn hải muốn lại mở ra chứ. Nhạc thành mở hai mắt thì thảo nói, cảm giác trong cơ thể bàng bạc lực, trong lòng vui sướng không thôi, giờ này khắc này, tu vi của chính mình đã muốn là tới cửu thiên huyền tiên lúc đầu đỉnh phong cực hạn, tựa hồ là tùy thời có thể đột phá, đây đều là hỗn độn tinh khí cùng không ít bàn đào công lao a. À, nếu làm cho chính mình tu luyện, còn không biết yếu tu luyện mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm thời gian đâu, mà hiện tại, này chính là ngắn ngủ một ngàn năm sẽ làm tới. Nhạc Thành trong lòng thậm chí là ở tưởng, chính mình nếu lại dùng một phần hỗn độn tinh khí trong lời nói, không biết hội có nhiều tác dụng. Chính là Nhạc Thành cũng không dám cầm hỗn độn tinh khí đến lãng phí. Này hỗn độn tinh khí chính là, còn hơn bàn đào cùng cố thần đan yếu chân quý nghìn lần vật. Sinh mệnh thần thông tiến bộ không ít, như thế yếu cảm tạ cây bồ đề. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, này cây bồ đề chính là sinh mệnh căn nguyên chỗ, tựa hồ là mỗi một phiến lá cây, mỗi một tì hơi thở, đều cũng có sinh mệnh thần thông chi đạo ở trong đó này gần ngàn năm thời gian, nhạc thành chính là lĩnh ngộ này cây bồ đề thượng hết thảy, mới khiến cho sinh mệnh thần thông tiến bộ không ít, chính là lúc trước chuẩn đề đạo nhân lúc này thành thánh, không biết lĩnh ngộ là cái gì đại đạo, chẳng lẽ cũng là sinh mệnh thần thông có thể nào? Gì, đây là cái gì? Nhưng vào lúc này, nhạc thành gặp được cây bồ đề thượng kia một mảnh lục quang vật, này vật thể quanh thân tràn ngập một mảnh nồng đậm sinh mệnh căn nguyên hơi thở. Nhạc thành mơ hồ là muốn đứng lên, ở mấy trăm năm phía trước, chính mình sau khi đột phá, có một tia hơi thở bị cây bồ đề sở cắn nuốt, lập tức liền kết xuất này màu xanh biếc vật. Đây là bồ đề tử, chính là kỳ bảo. Nhạc thành rốt cục thì suy tính đã ra rồi này màu xanh biếc vật, chính là cây bồ đề trung bồ đề tử. Bồ đề tử, chính là cây bồ đề ngưng kết vật, theo thiên địa sơ khai đến bây giờ, cây bồ đề thượng tổng cộng, cũng mới ở hàng tỷ năm trước xuất hiện quá một viên bồ đề tử, cuối cùng rơi vào rồi tây phương giáo đích tay chung. Bồ đề tử, chính là kỳ bảo hàng tỷ năm mới có thể ngưng kết một viên, lại là đến từ hỗn độn, này giá trị thậm chí là đi vắng một món đồ thượng cổ thần khí dưới. Về phần trong đó thật là tốt chỗ, Nhạc Thành đã muốn là biết được, Nhạc Thành thần sắc không có gì do dự, trong tay một mảnh thanh mang đánh ra, tùy mặc dù là đem này bồ đề tử thu vào rảnh tay chung, như thế bảo vật, nhất định không thể buông tha, nắm này bồ đề tử ở trong tay, Nhạc Thành mỉm cười, chính mình cơ duyên thật đúng là không sai, này lại là một cái đại cơ duyên, rất quen thuộc tất hơi thở, ngay tại thu hồi bồ đề tử thời điểm nhạc thành thần sắc lại là trầm xuống một cỗ quen thuộc hơi thở lại tràn ngập ở không gian xung quanh này hơi thở chính là một mực chỉ dẫn chính mình đến cây bồ đề kia nhất cổ hơi thở lần trước đi theo tới này cây bồ đề tiền thời điểm kia hơi thở liền biến mất không thấy không nghĩ tới hiện tại lại một lần xuất hiện ta đổ muốn nhìn ngươi ở nơi nào nhạc thành thần sắc trầm xuống lập tức thần niệm rình mà ra không gian xung quanh hàng tỷ lý nháy mắt ngay tại nhạc thành rình dưới Cẩn thận dọc theo này nhất cổ hơi thở nơi phát ra nơi rình mà đi. Sau một lát, Nhạc Thành lại là có chút thất vọng, này quen thuộc hơi thở tựa hồ là ngay tại trước người của mình, có tựa hồ là ở xa xôi hỗn độn hải cuối, chính mình căn bản là không thể rình đến. Suy suy, mà đúng lúc này, Nhạc Thành trong đầu, kia một khối nhị hợp nhất ngọc giản vật, cũng nháy mắt tràn ngập ra một mảnh huyền ảo vầng sáng, lập tức căn bản là không thể Nhạc Thành khống chế, ra Nhạc Thành trong óc xoay quanh ở tại Nhạc Thành trên đỉnh đầu theo ngọc giản mà ra, nhạc thành nháy mắt mới nhớ tới đến, này vẫn là quen thuộc hơi thở, nguyên lai là cùng chính mình trong óc nội kia thần bí ngọc giản thực tương tự, nan tự trách mình hội cảm thấy được rất quen thuộc. Ngọc giản xoay quanh ở nhạc thành trên đỉnh đầu không chung, không sai đồng thời thời điểm, một mảnh trói mắt quang mang cũng khoách tán ở liễu không gian trong vòng, chung quanh không gian hào quang rạng rỡ đám mây dưới, không gian xung quanh tràn ngập một mảnh thất thải quang hoa. Suy suy, ở này ngọc giản phía trên tràn ngập ra quang hoa là lúc, chỉ thấy cây bồ đề này một mảnh lục địa dưới, ngột một chỗ quang hoa tràn ngập, lập tức, một mảnh bàn tay lớn nhỏ vật phóng lên cao. Lập tức, nhạc thành đỉnh đầu chỗ ngọc giản cũng xa cùng hô ứng, lập tức phóng lên cao, tùy theo ngọc giản tiện là tới kia một đoàn quang hoa vật chung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kia quang hoa vật thượng, trói mắt quang hoa hơi chút có điều thu liễm, lập tức, lộ ra một khối ngọc giản, này ngọc giản, dĩ nhiên là cùng nhạc thành được đến kia chu tiên diệt ma kiếm quyết thượng ngọc giản còn có theo huyết vụ nơi chung được đến ngọc giản giống nhau, như đúc. Như thế nào còn có, này ngọc giản rốt cuộc là có nhiều ít. Nhạc thành trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này ngọc giản ở hỗn độn chi hải cũng có. Này ngọc giản rốt cuộc là có cái gì lai lịch, điều này làm cho nhạc thành tràn ngập tò mò. Suy, ở này trong nháy mắt thời gian chung, tam khối ngọc giản hội tụ ở tại cùng nhau, một mảnh quang hoa đại tác phẩm trong lúc đó, tam khối ngọc đơn giản hóa làm nhất đạo quang hoa lập tức không kiêng để gì liền tiến nhập nhạc thành trong đầu, chiếm cứ ơ tại nhạc thành trong óc ở chỗ sâu trong. Đối với này ngọc giản, nhạc thành căn bản là không thể nề hà, này ngọc giản cũng không biết là vật gì, nguyên thần của mình lực cũng môi giới pháp tiếp cận dình nó, cũng dình cũng không được gì lịnh. Bất quá nhạc thành có thể cảm giác được đến, này ngọc giản đối với chính mình cũng không có hại, chính mình lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông thời điểm, tựa hồ là dựa vào ngọc giản giúp đại ân, tùy lấy, cũng là mặc cho này ngọc giản lưu tại chính mình trong đầu cần phải đi. Nhạc Thành thì thào nói, nhìn thấy trước mắt cây bồ đề. Nhạc Thành lập tức tính toán thu hồi nguyên thần phân thân tính toán rời đi. Một ngàn năm thời gian lập tức muốn tới, cũng nên chuẩn bị đi ra ngoài này hỗn độn hải. Nhìn chăm chú vào này cây bồ đề, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Lần này ở hỗn độn hải trong vòng, coi như là thu hoạch thật lớn. Chân quý nhất không thể nghi ngờ là ngũ loại thần thông đều cũng có tiến bộ cực lớn, còn chiếm được một viên bồ đề tử bò vật như vậy, mà ở hỗn nguyên chân thân bên trong, này một ngàn năm thời gian, nhạc thành nhưng thật ra còn không có đột phá, chẳng qua là hẳn là cách tầng thứ sáu cũng không xa. Ngũ loại thần thông chung, hiện tại không gian thần thông đối với không gian chi thân coi như là có chút thành tựu, lực lượng thần thông chung, đệ tam chiêu đấu thiên trưởng cũng lĩnh ngộ đi ra, thời gian thần thông chung, thời gian trôi qua cũng rốt cục thì lĩnh ngộ. Này ba loại thần thông pháp môn mặc dù là còn không có thử qua uy lực, chỉ nhạc thành lúc này trong lòng cũng là đã tràn ngập tin tưởng. Lúc này Nhạc Thành, nguyên thần lực lớn trướng, thực lực tu vi tăng cao, cũng đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu đỉnh phong cực hạn trình tự, hơn nữa các loại thần thông lĩnh ngộ, còn có ba loại thần thông pháp môn, hiện tại, cho dù là gặp phải tiên quân lúc đầu cùng ma quân lúc đầu, Nhạc Thành cũng là có mấy phần tin tưởng trực tiếp có thể cứng rắn kháng. Đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên sau, Nhạc Thành cảm giác chính mình tốc độ cũng là nhanh hơn mấy lần không dứt, chính là một tháng thời gian chung, Nhạc Thành đó là đem bốn nguyên thần phân thân thu về tới bản thể trong vòng dựa theo tiến đến con đường nhạc thành một đường cấp tốc mà đi cũng tới kia một chỗ màn trời phía trước nhất ngàn năm trước tám người tiến vào như hỗn độn hải lúc sau chính là tới hôm nay mặc tiền nhạc thành đứng ở tiền không lăng không mà đứng lúc này tựa hồ là chỉ có chính mình một người tới thốt ra sau một lát nhạc thành ấn đường hơi hơi chầm xuống thần niệm dình chung nhạc thành biết được hỗn thế ma vương tới lúc gấp rút tốc mà đến không có bao lâu trên không trung nhất đạo bóng đen hạ xuống đúng là kia hỗn thế ma vương Lúc này Hỗn Thế Ma Vương cũng đã sớm là đã phát hiện Nhạc Thành, cảm giác Nhạc Thành lúc này thế nhưng đã muốn là Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu tu vi thực lực lúc sau, sắc mặt phía trên, kia hàn ý có thể nói là hàn khí ngập trời, hận không thể là lập tức ra tay đánh chết, chính là lúc này, hắn tự hồ cũng biết, Nhạc Thành còn hơn nhất ngàn năm trước càng thêm là khó có thể đối phó rồi. Nhạc Thành lúc này trong mắt cũng sát ý ngập trời, quan lỏa sát ý căn bản là không cần che giấu, chính là này hỗn độn hải trong vòng cũng vô pháp chém giết nếu không liền gặp bị hỗn độn trong nước cái gì lực lượng sở đánh chết sưu sưu lập tức xa xa trên không trung hai đạo thân ảnh một trước một sau hạ xuống chính là kia một cái ma quân trung kỳ tu vi cường giả cùng một cái cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi cường giả hai người hai người khí tức trên thân tựa hồ là nhìn không ra rất biến hóa lớn chỉ mơ hồ là có thể theo trong ánh mắt cảm giác ra này một ngàn năm lĩnh ngộ cũng là không ít lúc này hai người này cảm giác được nhạc thành cùng hỗn thế ma vương trên người ngập trời sát ít khẽ cao mày, lập tức tự động đứng ở xa xa. Bất quá hai người nhìn thấy Nhạc Thành lúc này đã muốn là, cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi trình tự, cũng vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành lại là đánh giá kia cửu thiên hỗn nguyên, yêu hậu kỳ tu vi thanh niên liếc mắt một cái, người này lúc trước đi hạo thiên môn thời điểm, bên người liền còn đi theo ba cường giả, không biết là thuộc loại phương nào thế lực. Sư, lại là nhất đạo thân ảnh hạ xuống, người này một thân ma khí ngập trời, Trung niên bộ dáng, đúng là Nhạc Thành vẫn là không thể nhìn thấu kia cường giả, lúc trước ở Hạo Thiên môn trung để lại tam kiện cao nhất ma khí, còn mở miệng nói một câu nói, nói là cho dù là Nhạc Thành trên người có hỗn độn tinh khí, cũng sẽ không nghĩ cách kia cường giả. Lúc này đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên, Nhạc Thành đã ở này đánh giá trung niên hán tử kia, mà lúc này, Nhạc Thành rốt cục thì nhìn ra một ít manh mối, người này thực lực cũng là ma quân trung kỳ cường giả, thực lực tu vi chỉ sợ là còn hơn vừa mới kia ma quân trung kỳ cường giả còn mạnh hơn thượng không ít. Nhạc Thành đạo hữu, ngươi nhưng thật ra để cho ta ngoài ý muốn, thế nhưng đột phá, chúc mừng. Trung niên hán tử kia đánh giá Nhạc Thành, lập tức kinh ngạc rất đúng Nhạc Thành nói. Vận khí mà thôi, đạo hữu thu hoạch tự nhiên cũng không thiếu đi. Nhìn thấy người này chào hỏi, Nhạc Thành cũng không rất hội lễ, người này tựa hồ là cũng không có vì lần trước, ở Hạo Thiên môn bên trong dọa dẫm hắn tam kiện cao nhất ma khí, mà tức giận bộ dáng. Đối với này thần bí cường giả nhạc thành liền có chút người này thực lực mạnh như thế lần trước ở hạo thiên môn trung, hoàn toàn có thể chính mình rời đi ở trong sân nhân cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại hắn ta thu hoạch tự nhiên là không có ngơi nhiều bất quá cũng không thiếu xem như không có đi một chuyến uổng công đi trung niên hán tử kia khinh khẽ cười nói nhìn thấy nhạc thành cùng này trung niên hán tử tựa hồ là quen biết hỗn thế ma vương sắc mặt nhưng chỉ có không hấp dẫn theo người này hơi thở đi lên xem trong lời nói hắn cũng không dám trêu chọc nếu đến lúc đó người này liên thủ khó xử chính mình, kia đã có thể phiền toái. Suy, lại là nhất đạo thân ảnh xẹt qua không gian mà đến, 30 tuổi tuổi, khuôn mặt mỹ mạo, đúng là kia Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu tu vi thực lực giả nữ tử. Nàng này tới trên không, lập tức liền một mảnh rơi xuống, cũng không có cùng mọi người nói chuyện, chính là mắt đẹp bên trong có một tia kinh ngạc ánh mắt hiện lên, hẳn là đối với Nhạc Thành đột phá có chút kinh ngạc sở tới. Lập tức, lại là nhất đạo thân ảnh lưu lại, đó là một cái hôi bào lão giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ tu vi thực lực, chính là lúc trước, còn hơn nhạc thành cùng huyền tiêu còn muốn tới trễ người nọ. Lúc này này lão giả quanh thân hơi thở run, này một ngàn năm tựa hồ là thu hoạch rất nhiều. Nhạc thành huynh đệ, ngươi như thế nào so với ta sớm, không nghĩ tới ngươi còn đột phá, chúc mừng. Tiếng nói vừa dứt, nhất đạo thân ảnh nháy mắt đã rơi vào nhạc thành trước người, đúng là huyền tiêu. Của ngươi thu hoạch giống như cũng không thấp đi. Nhạc thành ảm đạm cười nói, cảm giác huyền tiêu khí tức trên thân, đã muốn là tới cửu thiên hỗn nguyên yêu đỉnh phong cực hạn tu vi, công kích đột phá hẳn là không xa. Chứng kiến nhạc thành cùng huyền tiêu cũng là quen biết, quan hệ vẫn là xưng huynh gọi đệ đi lên, hỗn thế ma vương sắc mặt liền càng thêm nan thoạt nhìn. Nhạc thành huynh đệ, này hỗn thế ma vương người tính toán khi nào thì động thủ, đến lúc đó kêu lên ta. Huyền tiêu nhìn thấy hỗn thế ma vương chính vẻ mặt hàn ý nhìn chăm chú vào nhạc thành, cũng biến sắc, lãnh thị hỗn thế ma vương. Hỗn thế ma vương khó dây vào, nhưng hắn phải e ngại, đến lúc đó nhất định kêu lên ngươi nhạc thành ảm đạm cười này đi ra ngoài hỗn độn hải có cơ hội trong lời nói vậy trực tiếp động thủ tốt lắm đối với chính mình thực lực bây giờ nhạc thành cũng là có sở trở mong đứng lên duy nhất có chút lo lắng đúng là này hỗn thế ma vương trên người còn có hay không này thánh nhân lực cũng không thể đủ giống lần trước giống nhau khinh thường nghe được nhạc thành cùng huyền tiêu rất đúng nói hỗn thế ma vương thần sắc hàn ý càng đậm lên ánh mắt quét về phía huyền tiêu cũng là có thêm một cỗ sát ít chính là cảm giác người này cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực, này nếu động rời thủ đến, cũng là khó đối phó. Vù vù, trên không màn trời bên trong, một cỗ thật lớn gợn sóng cuộn sóng nháy mắt dựng lên, cả không gian trong vòng, hào quang đại tác phẩm, màn trời bên trong một cái không gian lốc xoáy nháy mắt hình thành. Lốc xoáy cấp tốc gào thét xoay tròn, nháy mắt mà bắt đầu biến hóa, chậm rãi liền biến hóa thành một cái không gian thông đạo. Thông đạo mở ra, chúng ta đi ra ngoài đi. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói, lập tức thả người dựng lên, đánh về phía trên không trung, mà ngay tại Nhạc Thành thả người dựng lên thời điểm, cũng thấy được kia Hỗn Thế Ma Vương đã muốn là, cấp tốc đi trước không gian thông đạo trong vòng, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này Hỗn Thế Ma Vương chẳng lẽ là còn sợ chính mình có thể nào, dạng này tựa hồ là muốn tránh đi chính mình. Nhạc Thành lập tức cũng cấp tốc tiến nhập không gian thông đạo trong vòng, này không gian thông đạo cùng vào cũng không có khác nhau, sau một lát, Nhạc Thành đó là ra liễu không gian thông đạo mà lúc này cũng nhìn thấy kia Hỗn Thế Ma Vương thân ảnh đã muốn là biến mất ở tại phía trước không gian. Hừ, tính người này chạy trốn khoái, lần sau sẽ không có tốt như vậy vận." Huyền Tiêu tới Nhạc Thành bên người nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Hỗn Thế Ma Vương biến mất phương hướng, cũng không có tái truy ý tứ của, sư mẫu giao chỉ kim mẫu đã muốn công đạo quá chính mình, đối phó này Hỗn Thế Ma Vương nhất định là yếu trước an bài hảo mới được. Chúng ta cũng đi thôi, cần phải trở về. Nhạc Thành nói, này một ngàn năm thời gian mặc dù là không tính rất dài, chỉ đối với Nhạc Thành mà nói, vẫn là lần đầu tiên bế quan lâu như thế. Nhạc Thành đạo hữu, ta đi trước một bước, hữu duyên tái kiến. Kia ma quân trung kỳ tu vi trung niên hán tử đối Nhạc Thành nói xong, lập tức thả người biến mất không thấy. Đạo hữu đi thong thả. Nhạc Thành xa xa thi lễ, cũng nhìn theo hán tử kia rời đi, thầm nghĩ trong lòng người nọ đổ là có chút ý tứ, dọa dẫm hắn tam kiện cao nhất ma khí cũng là cũng không tức giận chúng ta cũng đi thôi. Huyền tiêu đối nhạc thành nói, lập tức hai người bay lên trời, xông qua bị hào quang bao phủ khu vực tới Thái Hư Chi Địa Trung. Cẩn thận một chút, phương diện này vẫn là sẽ có nguy hiểm, nói không chừng sẽ có nhân ra tay đánh lén. Huyền tiêu đối nhạc thành nói, nhạc thành cũng là ở lâu một cái tâm nhãn, bất quá trong lòng nhưng thật ra hy vọng có người có thể đi ra đánh lén một chút, chính mình cũng tốt thử xem chính mình thực lực bây giờ chỉnh tự, không biết là tới một cái, cái tình trạng gì chính là nhạc thành vận khí tựa hồ là không phải tốt lắm, này dọc theo đường đi căn bản là không ai tái đối hắn ra tay đánh lén, rời đi thái hư chi địa dọc theo đường đi, cũng không có gặp phải kia thái hư gió lốc, 40 thiên thời gian, hai người cấp tốc phi hành, tựu ra thái hư chi địa. Nhạc thành huynh đệ, chúng ta như vậy phân biệt, ta còn có một số việc như phải đi về bạn, đến lúc đó ta trở về hạo thiên môn tình ngươi, ngươi sẽ đối phương kia hỗn thế ma vương, coi như là ta một cái. Huyền tiêu đối nhạc thành nói, Hảo, đến lúc đó ta chờ ngươi. Nhạc Thành cũng không có khách khí, này huyền tiêu thực lực Nhạc Thành rất rõ ràng, một mình một cái chỉ sợ có thể đủ đối kháng hỗn thế ma vương. Hai người tách ra lúc sau, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không, lập tức cũng bay lên trời biến mất ngay tại chỗ, đầu tiên tự nhiên là yếu chạy trở về tiểu giao trì. Xích ngạo tuyết, thanh đồng, linh viên đều còn tại tiểu giao chỉ nội, cũng không biết đột phá không có. Còn có lang lễ, nhạc thành lúc này cũng là ở lo lắng lang lễ có hay không thức tỉnh này lại là một ngàn năm quá khứ, lang lễ cũng nên thức tỉnh, theo hồng hoang chiến trường thượng đến bây giờ, lang lễ đã muốn là ngủ say gần một ngàn bốn trăm năm. Một tháng lúc sau, tiểu giao chỉ thượng, không gian xung quanh phía trên, nhất cổ quỷ dị yêu khí giống như là, không khí bình thường khoách tán ở không gian xung quanh. Một cỗ thao thiên yêu khí bay nhanh tràn ngập mở ra, yêu khí bốc lên khí thế bàng bạc như núi, dâng quay cuồng dựng lên, mà vào lúc này, chỉ thấy một chỗ cung điện bên trong, vừa đến thanh sắc quang mang rít gào dựng lên giống. Lúc này, này thanh sắc quang mang thu liễm, đúng là lang lễ thân ảnh. Lang lễ ngẩng đầu một tiếng tê giống, cuồn cuộn sóng âm chấn động cửu thiên. Một cỗ cổ thê lương tới cực hạn cuồn cuộn yêu khí nháy mắt tràn ngập mở ra, không gian xung quanh nghìn vạn dặm trong vòng, ngập trời linh khí hướng tới ngọc hư sơn bắt đầu nháy mắt hội tụ, không sai đồng thời. Lang lễ khí tức trên thân đang ở gió cuốn mây tan bình thường cực nhanh kéo lên. Cả không gian bên trong, nhất thời linh khí hội tụ, yêu khí ngập trời áp bách trời cao, tự liên chỉnh tiểu giao chỉ đều ở chớp lên đi lên bình thường giờ phút này tiểu giao chỉ núi non phạm vi mấy vạn dặm thế nhưng bao phủ ở một cỗ ngập trời yêu khí bên trong này động tĩnh còn hơn thanh đồng linh viên long cắt công chúa còn có xích ngạo thuyết đột phá mạnh hơn thượng thập bội không dứt tiểu giao chỉ bên trong lập tức mấy đạo thanh ảnh thả người mà ra đúng là giao chỉ kim mẫu cùng linh viên thanh đồng xích ngạo thuyết đám người cảm giác được như thế cường hãn hơi thở Long cắt công chúa cùng thanh đồng bọn người là hít vào một hơi. Phạm Vi hàng tỷ lý trong vòng, vô số cường giả ngột mở hai mắt ra, sôi nổi rình, biết được là nhỏ giao chỉ bên trong hơi thở, lúc này mới không dám rình, lập tức lui ra mà đi. "Giống!" Một đạo thật lớn tiếng gầm gừ dựng lên, lang lễ lập tức biến hóa ra khổng lồ có thượng lục vạn thước bản thể đến, vô tận yêu khí tuôn ra, tiểu giao chỉ thượng sừng sững rời một đạo thượng mấy vạn thước khổng lồ cự thú hư ảnh, loáng thoáng có thể thấy kia thú hai mắt lưỡng đạo thần quang đấu bắn, bàng như nhật nguyệt, hai khỏa răng nanh phía trên, hào quang lóe ra, làm cho lòng người quý, cả không gian đều ở này một đạo hư ảnh chung bắt đầu sụp đổ. Cửu Thiên Hỗn Nguyên yêu hậu kỳ, là đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên yêu hậu kỳ. Thanh Đồng, Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa bọn người đồng thời cảm giác được một cỗ thật lớn uy áp, này uy áp đến từ thiên địa bên trong, mà Lang Lễ lúc này thức tỉnh, hơn nữa là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá, tới cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực. Tiểu giao trì xa không bên trong, nhất đạo thân ảnh đứng lặng ở giữa không trung, cảm giác này khổng lồ ngập trời hơi thở, không khỏi là trong lòng vui vẻ, này quen thuộc hơi thở đúng là lang lễ trên người. Lang lễ, người rốt cục tỉnh. Nhạc thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cấp tốc đi trước tiểu giao trì. Người này, rốt cục đã trở lại. Giao trì kim mẫu lăng không mà đứng, lập tức mỉm cười, thần niệm dình chung, đã muốn là biết nhạc thành chính tới rồi tiểu giao trì lang lễ ra mắt chủ nhân. Mấy canh giờ lúc sau, một chỗ cung điện chung đã muốn chính là đột phá cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, tu vi lang lễ đối nhạc thành tôn kính hành lễ. Khôi phục là tốt rồi. Nhạc thành vừa lòng cười, đối lang lễ lo lắng rốt cục thì yên tâm. Cảm giác lúc này lang lễ khí tức trên thân, thực lực sợ là tăng cường không ít, chỉ sợ là cửu u song ma hai người liên thủ, cũng chỉ có thể đủ là đối kháng lang lễ một cái mà thôi. Lang lễ, ngươi đều ngủ say 1.400 năm, Lo lắng tử ta." Thanh Đồng tới lang lễ bên người nói, "Ta không phải không có việc gì sao, ngươi tiểu quỷ này, cũng đột phá cửu thiên hỗn nguyên yêu." Lang lễ vỗ Thanh Đồng đầu nói, "Nhạc Thành, Lang Lễ, hai người các ngươi đi theo ta." Giao Chỉ Kim Mẫu đối Nhạc Thành, Lang Lễ hai người nói, thần sắc trong lúc đó tựa hồ là có một ít trọng yếu việc muốn nói. Nhạc Thành nhìn thấy Giao Chỉ Kim Mẫu sắc mặt thượng vẻ mặt, cũng không nan là nhìn ra sư mẫu tựa hồ là có chuyện trọng yếu đối với chính mình cùng lang lễ nói, không dám hỏi nhiều. Tùy mặc dù là cùng lang lễ cùng nhau đi theo giao chỉ kim mẫu, tới nội điện bên trong, long cắt công chúa thần sắc hơi đổi. Mẫu thân không có kêu chính mình, cũng sẽ không có đi theo đi vào. Chỉ là mẫu thân muốn nói chuyện tình, chính mình cũng có thể đủ đoán đến, không biết có thể hay không làm cho nhạc thành cùng lang lễ kinh ngạc. Xích ngạo tuyết, thanh đồng, linh viên ba người cũng đều là ở bên ngoài đợi, không dám đi theo đi vào truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nội điện bên trong xuyên qua một cái thật dài hành lang lúc sau giao chỉ kim mẫu mới mang theo nhạc thành tới một chỗ phòng tiền nhạc thành có chuyện tình ta làm cho long cát vẫn đều không có nói cho ngươi vì đúng là cho ngươi có thể hào hảo lĩnh ngộ tu luyện vốn cũng không có tính toán hiện tại liền nói cho ngươi chỉ hiện tại thực lực của ngươi tu vi đã muốn không sai biệt lắm còn hơn của ta dự toán còn muốn tốt hơn nhiều cho nên mới trước tiên đem chuyện này nói cho ngươi ngươi cùng lang lễ hiện tại vào đi thôi giao chỉ kim mẫu đối nhạc thành nói sư mẫu đây là nhạc thành nghi hoặc rất đúng giao chỉ kim mẫu hỏi đi vào ngươi sẽ biết hy vọng ngươi không cần rất kinh ngạc bên trong có người cũng đợi ngươi đã lâu rồi giao chỉ kim mẫu đối nhạc thành cười nói lập tức nhạc thành cùng lang lễ đi vào bên trong gian phòng nhạc thành mặc dù là có nghi vấn chỉ cũng không có tiếp tục hỏi nhiều tùy mặc dù là đẩy ra cửa phòng kéo kẹt một tiếng nhạc thành liền đẩy ra cửa phòng phòng không nhỏ cũng không có gì trang sức vật trừ bỏ hé ra giường đá ở ngoài đó là đã không có vật gì khác mà theo nhạc thành cùng lang lễ đi vào phòng cũng thấy được một người mặc màu xanh trường bào người đứng ở phòng bên trong hỗn nguyên chân kinh nguyên thần phân thân nhạc thành nháy mắt liền cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở người này tu luyện đúng là chính mình tu luyện hỗn nguyên chân kinh đồng thời người này vẫn là một đạo nguyên thần phân thân mà không phải bản thể lang lễ ra mắt chủ nhân. Mà lúc này, lang lễ cũng nhìn thấy người này bóng lưng, hai mắt ướt át, nháy mắt quỷ dạp xuống đất. Chủ nhân, hạo thiên đại đế. Nhạc thành trong lòng nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ người này chính là chính mình tổ sư gia, hạo thiên môn người sáng lập hạo thiên đại đế sao? Lang lễ, vất vả ngươi, không cần đa lễ, đứng lên đi. Một đạo trầm thấp tiếng động từ nay về sau nhân trong miệng nói ra, lập tức người này xoay người lại, mắt to mày kiếm, hai tròng mắt sáng người trung mang theo sắc bén ánh mắt, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan tựa hồ là điêu khắc thành bình thường tùng cử, mặc dù là nguyên thần thân, chỉ trên người uy nghiêm cảm giác, làm cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ lòng của. Nhạc Thành có chút đứng ngây tại nguyên chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ, người này hẳn là chính là Hạo Thiên Tháp Đại Đại Đế, chính mình tổ sư gia, hoặc là nói hiện tại là chính mình sư phó, chẳng qua hắn còn giống như không có thu chính mình làm đồ đệ, người còn thất thần làm cái gì, sư phó cũng không kêu một tiếng sao? Kia nguyên thần thân trung niên nhân đúng là Hạo Thiên Đại Đế lúc này thấy đến nhạc thành mỉm cười nói đệ tử bái kiến sư phụ nhạc thành bật người quỳ xuống đất hành lễ đối với này trong truyền thuyết hạo thiên đại đế mặc dù là chưa từng thấy quá mặt chỉ hạo thiên đại đế ở nhạc thành nhưng trong lòng là có thêm không ít phân lượng xem ra tổ sư gia hiện tại là chính thức thu chính mình làm đồ đệ trước kia đã biết hạo thiên đại đế đồ đệ cũng không phải là chính tông hảo lang lễ không có nhìn lầm ngươi đứng lên đi hạo thiên đại đế gật đầu cười lộ ra vừa lòng diễn cảm nói trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi, hạo thiên môn hết thảy, ta đều ở lưu ý, vốn tưởng rằng hạo thiên môn là không có gì hy vọng, không nghĩ tới. Chủ nhân, hạo thiên môn có ngươi ở, liền không có vấn đề. Lang lễ lúc này tâm tình, chính là kích động vô cùng. Đối với lão chủ nhân, hắn có một phần độc đáo tình hình thực tế cảm, lúc này có thể lại nhìn thấy lão chủ nhân, cũng là hắn tuyệt đối là chưa từng có nghĩ đến trôi qua. Các ngươi hiện tại làm vô cùng tốt lắm. Hạo thiên đại đế lập tức nhìn thấy nhạc thành nói nhạc thành ta nghe sư mẫu của người nói người hỗn nguyên chân thân đã muốn tu luyện tới tầng thứ năm còn có vài loại thần thông phải không thưa sư phụ hỗn nguyên chân thân đệ tử đã muốn là tu luyện tới tầng thứ năm tin tưởng không lâu có thể đủ đột phá trên người thần thông chỉ có ngũ loại nhạc thành ở sư phụ trước mặt không có gì giấu giếm cừ thật thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a à. hạo thiên đại đế thần sắc cả kinh ngũ loại thần thông cái này cũng rất nghịch thiên lập tức ở hạo thiên đại đế trong miệng Nhạc Thành mới biết được, lúc trước cùng hỗn thế ma vương đại chiến là lúc, hạo thiên đại đế liền sớm nhất lũ nguyên thần phân thân, mà chạy làm tốt đệ nhị bước tính toán, mà bản thể cũng là thúc giục hạo thiên tháp cấp tốc mà chạy, cuối cùng cùng bản thể mất đi liên hệ, chính là biết bản thể ly khai tiên ma giới, cũng không biết là đi nơi nào, đâu, mà hơn 200 vạn từ năm đó, hạo thiên đại đế đó là nguyên thần phân thân ở lại tiểu giao trì, bản thể vẫn chưa có trở về, cũng làm cho hạo thiên tháp đoán đến bản thể đã muốn rơi xuống, tốt nhất mới một mực nghĩ biện pháp dùng nguyên thần phân thân tái tạo một khối thân hình đến chính là này nguyên thần phân thân nếu tạo một khối phân thân dữ dội nan tự liên giao chỉ kim mẫu trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm được ở biết được lang lễ cùng chính mình về tới hạo thiên môn thời điểm hạo thiên đại đế đó là một mực quan sát đến hết thảy vốn tưởng sớm một chút xuất hiện lại lo lắng ảnh hưởng lòng mình cảnh tu luyện cho nên mới đến bây giờ mới xuất hiện mà nhạc thành cũng đem huyền thiên nội địa thượng hết thảy đều cùng hạo thiên đại đế nói theo được đến hạo thiên tháp cuối cùng tìm kiếm thượng cổ linh châu sau đó là thúy phong cổ nham trong vòng nhìn thấy lang lễ cuối cùng hỗn thế ma vương nguyên thần phân thân đào thoát nhìn thấy chân vũ đại đế nguyên thần phân thân cuối cùng chu sát hỗn thế ma vương phân thân mới đi tới tiên ma giới trung này dù à, à vẫn là như vậy nóng nảy tổn thất một đạo nguyên thần phân thân nghe được chân vũ đại đế như thế giúp chính mình báo thù hạo thiên đại đế trong lòng cũng cảm động không thôi tiên ma giới trung có thể giống như này cảm tình thật sự là hiếm thấy sư phụ của ngươi này nguyên thần phân thân, còn có bao lâu mới có thể trọng lấy được thân thể? Nhạc thành đối hạo thiên đại đế hỏi. Kém cuối cùng từng bước, đã muốn đợi mấy trăm vạn năm, cũng không kém đó thời gian. Hạo thiên đại đế nói. Nhạc thành nói. Sư phụ, có hay không đệ tử có thể giúp đỡ vội? Không cần, ngươi đã muốn làm rất nhiều. Hiện tại, ngươi là tối trọng yếu chính là muốn hảo hảo tu luyện. Hỗn thế ma vương không phải dễ đối phó, có không động ấn trung bất tử nguồn suối, Muốn vừa mới đánh chết hắn, quá khó khăn quá khó khăn, trừ phi ở trên thực lực có thể tuyệt đối áp chế hắn, này mới có thể vừa mới đánh chết. Hạo thiên đại đế đối nhạc thành nói. Sư phụ cứ yên tâm đi, đệ tử hội nghĩ biện pháp, nhất định sẽ đánh chết kia hỗn thế ma vương sư phụ báo thù. Nhạc thành nói. Báo thù việc không cần rất sốt ruột, vì sư đợi hơn 200 vạn năm, cũng không cấp, chỉ vì sư khả không hy vọng ngươi xảy ra sự cố, kia hỗn thế ma vương thực lực ngươi hẳn là cũng kiến thức qua cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường hạo thiên đại đế nói chủ nhân còn có ta ở ta thực lực bây giờ đã muốn là có thể trợ giúp tiểu chủ nhân đánh chết kia hỗn thế ma vương lang lễ đạo các ngươi thực lực là không có quá lớn vấn đề chính là kia hỗn thế ma vương trên người nói không chừng có thánh nhân lực đến lúc đó chỉ sợ là càng phiền toái cho nên không có đối kháng thánh nhân lực thực lực phía trước ta không hy vọng các ngươi đi tìm hỗn thế ma vương hạo thiên đại đế đạo Đệ tử hội chú ý. Nhạc Thành trả lời, hỗn thế ma vương thánh nhân lực đích thật là nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, thánh nhân lực thi triển, chỉ sợ là tiên quân hậu kỳ cũng chỉ có bị nháy mắt đánh chết phân. Nhạc Thành, lấy của ngươi tu luyện thiên phú, chỉ cần đem hỗn nguyên chân thân tu luyện tới thất tầng đỉnh phong, chống cự thánh nhân lực cũng cũng không khó, cho nên, ngươi hiện tại muốn cố gắng tu luyện, đây mới là là tối trọng yếu, Hạo Thiên đại đế đối Nhạc Thành nói. Đệ tử hội siêng năng tu luyện. Nhạc Thành đối Hạo Thiên đại địa nói này hỗn nguyên chân thân chính mình hiện tại đã muốn là tầng thứ năm đỉnh phong phòng trừng yếu đột phá đến tầng thứ sáu cũng cần bao lâu chính là muốn tới tầng thứ bảy phòng trừng liền gặp càng thêm khó khăn đi mà lúc này nhạc thành nhưng trong lòng là nghĩ đến chính mình ra mỏi muốn tới địa phương nào lộng thượng một đạo thánh nhân lực mới được nếu không trong lời nói chỉ sợ là chính mình không đi tìm kia hỗn thế ma vương kia hỗn thế ma vương cũng tới tìm chính mình có thánh nhân lực chính mình mới có bảo đảm một ít lang lễ về sau thân nhau tốt bảo hộ nhạc thành ngươi về sau cũng đi theo nhạc thành bên người, tựa như đối với ta giống nhau đối hắn. Hạo thiên đại đế đối lang lễ nói, là, chủ nhân. Lang lễ đáp, lang lễ trong lòng, cũng đã sớm là nhận thức đồng nhạc thành, vẫn cũng đều là toàn tâm toàn ý ở bảo hộ nhạc thành. Sư phụ, hạo thiên tháp vẫn là sư phụ dùng đi, đệ tử trên người còn có mặt khác thần khí. Nhạc thành đối hạo thiên đại đế nói, hạo thiên tháp chính là hạo thiên đại đế vật. Sư phụ hiện tại mặc dù là một đạo nguyên thần phân thân, chỉ nguyên thần phân thân cũng có thể đủ thúc giục hạo thiên tháp hạo thiên tháp đối với ngươi có lớn lao tác dụng về sau liền giao cho ngươi hạo thiên đại đế nói chính là sư phụ này hạo thiên tháp nhạc thành mặc dù là có chút luyến tiếc hạo thiên tháp nhưng là hiện tại sư phụ còn thượng ở này hạo thiên tháp vẫn là trả lại cấp sư phụ đỡ trên người của mình còn có hiên viên kiếm nên cùng thần nông đỉnh cũng là không kém bao nhiêu không cần nhiều lời hạo thiên tháp đối với ngươi thật là tốt chỗ cũng không cần ta nói chứ về sau hạo thiên tháp chính là ngươi, của ta pháp khí, sẽ không so với ngươi kém. Cho nên, ngươi không cần đem hạo thiên tháp trả lại cho ta. Hạo thiên đại đế mỉm cười nói, là, sư phụ. Nhạc thành cũng không có ở kiên trì, thế nhưng sư phụ trên người còn có pháp khí. So với hạo thiên tháp cũng sẽ không kém. Nhạc thành trong lòng cũng là ở đoán sư phụ của mình. Trên người rốt cuộc còn có cái gì lợi hại bảo vật. Một chỗ vô biên vô hạn thật lớn cung điện trong vòng. Hỗn thế ma vương quỷ gối đại điện bên trong, nói, đệ tử ra mắt sư phụ hỗn độn hải lĩnh ngộ thế nào đại điện ở chỗ sâu trong một đạo thanh âm truyền ra thanh âm như có như không lĩnh ngộ không sai hỗn thế ma vương kính sợ trả lời kia hỗn độn tinh khí được đã tới chưa đại điện trong vòng thanh âm kia hỏi đệ tử thi triển thánh nhân lực đang muốn đắc thủ không nghĩ tới giao chỉ kim mẫu xuất hiện một đạo phân thân lực hỗn thế ma vương nói giao chỉ kim mẫu hắn thật đúng là bỏ được a à đại điện trong vòng, thanh âm kia tựa hồ là có chút lãnh ý. Nhất định phải được đến kia hỗn độn tinh khí, này đối với người lĩnh ngộ đại đạo có trợ giúp cực lớn, nếu không trong lời nói, nếu muốn thành thánh, tương đương nằm mơ. Kia một đạo thanh âm trầm đạo, chính là kia nhạc thành thực lực lại tăng cường, đã muốn là cửu thiên huyền tiên lúc đầu, hỗn nguyên chân thân cũng là tầng thứ năm, đệ tử chỉ sợ thật là làm khó. Hỗn thế ma vương nói, hỗn nguyên chân thân, này đối với ngươi cũng rất trọng yếu, ngươi không nên đến không thể đại điện trong vòng thanh âm của tiếp tục nói, lập tức một đạo thần quang lòe ra đã rơi vào hỗn thế ma vương trên người, nói, cho, nữ người một đạo thánh nhân lực, lúc này đây, đừng làm cho ta tái thất vọng. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định được đến kia hỗn độn tinh khí cùng hỗn nguyên chân thân. Hỗn thế ma vương thần sắc mừng rỡ, lại chiếm được một đạo thánh nhân lực, loại này đãi ngộ, cho dù là siển giáo, tiệt giáo nhị đại đệ tử cũng không gì hơn cái này đi. Ba ngày sau, tiểu giao chỉ đại điện trong vòng, nhạc thành, lang lễ, còn có giao chỉ kim mẫu, long cắt công chúa bốn người ngồi ở đại điện trong vòng. Nhạc thành, sư phụ ngươi cho ngươi hảo hảo tu luyện, vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện, chuyện khác, tạm thời liền không cần hiểu, ta muốn ra xa nhà một chuyến, ngươi có thể ở lại tiểu giao chỉ tu luyện. Giao chỉ kim mẫu đối nhạc thành nói, sư mẫu, đệ tử vẫn là hội hạo thiên môn tu luyện đi, cũng tốt nhìn xem hạo thiên môn hiện tại thế nào. Nhạc thành trả lời, một ngàn năm đều không có đi trở về, Nhạc thành cũng là không bỏ súng được hạo thiên môn. Cũng tốt, lấy ngươi cùng lang lễ thực lực bây giờ, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ đi trêu chọc ngươi. Giao chỉ kim mẫu nói. Đúng rồi nhạc thành, có chuyện tình sư mẫu muốn cùng ngươi nói, cũng là sư phụ ngươi ý tứ của, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, không biết ngươi cảm thấy được thế nào. Giao chỉ kim mẫu đối lập tức nói tiếp. Sư mẫu mời nói. Nhạc thành đạo, trong lòng đoán này hội là chuyện gì? Ngươi cùng long các chuyện tình ta và ngươi sư phụ thương lượng qua làm cho hai người các ngươi lập gia đình ngươi cảm thấy được thế nào giao chỉ kim mẫu đối nhạc thành mỉm cười nói ta biết ngươi cùng xích ngạo tuyết nha đầu kia có hôn ước ta xem long cắt cùng xích ngạo tuyết nha đầu kia ở chung cũng không sai ta cũng cũng không ngại liền xem ý tứ của ngươi mẫu thân ta long cắt công chúa kiểu mặt nhất thời đỏ lên chỉ một thoáng sắc mặt ửng đỏ một mảnh tựa hồ là thật không ngờ mẫu thân dĩ nhiên là hội đưa ra chuyện này hết thảy nghe sư phụ sư mẫu an bài nhạc thành ánh mắt nhìn hướng về phía long cát công chúa chính mình cũng đã sớm là cùng hắn có kia chuyện nam nữ mặc dù là vì cứu người nhưng là sự thật loại chuyện tốt này nhạc thành tự nhiên là sẽ không không đồng ý vậy là tốt rồi lập gia đình việc tạm thời không vội ngươi hồi hạo thiên môn kia long cát cũng cùng đi đi giao chỉ kim mẫu mỉm cười việc này hắn căn bản là không cần hỏi long cát nữ nhân tâm sự làm mẫu thân làm sao hội không rõ chính là tưởng giúp nữ nhân đâm kia một tầng cửa sổ giấy mà thôi. Vào đêm, Nhạc Thành ở lại cung điện chung, bên trong gian phòng, Long Cát công chúa mắt đẹp nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Ban ngày ngươi như thế nào hội đáp ứng, ta và ngươi nói qua, ngươi đó là cứu ta, ta sẽ không để ở trong lòng. Chính là ta vẫn để ở trong lòng. Nhạc Thành thản nhiên cười nói, kia ngạo tuyết trong lòng nếu không muốn làm sao bây giờ, ngươi nếu trong lòng không muốn, cũng không cần ngại cho mẫu thân của ta mặt mũi ta đây phải đi cùng mẫu thân nói rõ, mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi. Long cắt công chúa nói, ta sẽ dùng hành động chứng minh ta là nguyện ý. Nhạc thành tà tà cười, nhìn thấy long cắt công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt, nhạc thành trong lòng cũng là có chút lửa nóng, kia mây đen mái tóc, hạnh mặt đào má, lông mày như xuân sơn nhạt nhẽo, mắt như thu ba chẳng trọc, long ngực eo nhỏ nhắn, thịnh mông tu chân, hơn hẳn hải đường túy ngày. Như thế tuyệt sắc nữ tử, lúc này hai người coi như là có hôn ước, nhạc thành tự nhiên là trong lòng không thể khắc chế, người muốn làm thôi lang lễ thanh đồng còn ở bên ngoài đâu long cắt công chúa nhìn thấy nhạc thành kia tà tà ánh mắt tựa hồ là nhìn ra nhạc thành tâm tư không khỏi là chừng mắt nhìn nhạc thành liếc mắt một cái long cắt công chúa trên người tản ra mùi thơm như ẩn sâu cho hoang cốc u lan thơm nghiên lệ nhạc thành hoàn toàn mê muội bắt đầu khát vọng nhiệt lưu lủi quá tiến tới một bước theo sau lưng nắm cả long cắt công chúa eo nhỏ nhắn nói bọn hắn sẽ không vào ngươi thật đúng là lớn mật, mau thả ta ra. Long cắt công chúa quát một tiếng, cũng bị nhạc thành chặn ngang ôm vào trong ngực cũng không có dễ dụa, sắc mặt ửng đỏ, trong lòng run rẩy, tựa hồ là đã ở khát vọng cái gì. Không để, nhạc thành đem long cắt công chúa xoay người lại, nhìn thấy kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trong phút chốc, cảm thấy lòng say thần mê, chỉ thấy long cắt công chúa lúc này kiều mặt ửng đỏ, cũng càng thêm kiều diễm dễ thương. Nga mi đạm tảo, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Nhạc Thành không được cúi xuống đầu, nhiệt thần cầu kia nhị phiến môi anh đào, tham lam địa mút vào. Người lớn mật, đây là... Long cắt công chúa bản năng từ chối đứng lên, lập tức cũng nói không ra lời. Ưm um một tiếng, tử đinh hương ám phun, không tự chủ được đáp lại, lập tức đắm chìm ở lời lẽ giao triển khoái mỹ bên trong. Nhíu mi nhắm mắt, trong miệng thở gấp liên tục. Tựa hồ là đã bị cổ vũ, nhạc thành càng phát ra lớn mật, môi rũ phát sùng xã địa dọc theo long cắt công chúa thon dài cổ trắng đi xuống hôn môi hai tay cũng không có nhàn rỗi đã rơi vào kia trước ngực mềm mại chỗ nhẹ nhàng mà đè lại lòng bàn tay chỗ có thể cảm nhận được nữ tử thân một loại cực kỳ tốt đẹp chính là xúc giác kia tràn ngập có giãn đẫy đà cảm giác tới tay trưởng buông ra thì đều có như vậy một tia mềm nhẹ nhộn nhạo long cát có thể chứ nhạc thành nhẹ nhàng hỏi thanh âm có điểm khàn khàn run rẩy lại tràn ngập khát vọng sẽ bị nhân biết đến về sau khỏe không Long cắt công chúa theo quỳnh mũi hừ ra tiếng âm trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cánh tay ngọc khinh thư, đôi mắt đẹp tràn đầy thâm tình, lúc này cũng là bị Nhạc Thành khơi mà một ít nguyên thủy cảm giác đến. Sẽ không. Nhạc Thành trong tay pháp quyết cùng nhau, lập tức một đạo cấm chế đánh vào phòng loại, lập tức nhẫn không chịu nổi, hai tay xuống, Long cắt công chúa làn váy bay xuống, nhất thời ở Nhạc Thành động tác hạ chỉ còn lại áo lót, bộ ngực sữa bán lộ, vô hạn phong cảnh, như ẩn như hiện giờ phút này toàn bộ xuất hiện ở nhạc thành trong mắt mà nhạc thành trong mắt cũng chỉ có này hoàn mỹ quan quan t nhạc thành lại cởi ra long cắt công chúa bên người thiết khố lập tức một khối tuyệt mỹ thân thể hiển lộ người hạ lưu long cắt công chúa một đạo khinh xích hai tay không lại là che giấu nổi lên thân thể của chính mình khả kia thuần khiết không tì vết quan quan hoàn toàn hiện ra ở nhạc thành trước mắt một đôi như tuyết hai ngọn kiên đĩnh có hứng thú thật sâu hồng câu mơ hồ có thể thấy được một đôi thon dài mượt mà tú giữa hai chân như thế thân thể mềm mại, chỉ có này tuyệt sắc tuyệt diễm tiên tử mới có. Tình cảnh này, nhạc thành dĩ nhiên nén không được, đem long cắt công chúa chặn ngang ôm lấy, phóng cho một bên tháp thượng. Long cắt công chúa lúc này đã sớm là hai mắt mê ly, toàn thân mềm mại vô lực, mặc cho nhạc thành an bài, cặp kia mắt đẹp bao hàm thâm tình nhìn nhạc thành. Hai tay cũng không biết để chỗ nào lý hảo, mặc dù là lần trước cùng trước mắt này nam tử đã muốn là có chuyện nam nữ, chỉ lúc này, tình huống này dưới, cũng là hắn lần đầu tiên gặp mấy đến, trong lòng mặc dù là rõ ràng kế tiếp việc cần phải làm, khá vậy vẫn là thẹn thùng vô cùng. Nhạc thành môi hôn môi, mai của nàng giận cử mềm mại chỗ, trơn nhãn bụng, thon dài đùi. Cảm giác được kia cấm địa nguyên phát ra thơm hơi thở, uông như rồng về biển khơi, nhạc thành kính tìm hoa kính, mịch lộ mà vào. Biết vậy nên một trận thực cốt quan quan, như vậy tuyệt vời mùi vị, còn hơn chính mình đột phá là lúc cũng là đúng mảy may. Một canh giờ lúc sau, nhạc thành kiên đĩnh bành trướng đến cực hạ nhịn không được nóng bỏng, toàn bộ tinh tế kể hết thổ lộ đi ra. Vân Thu Vũ nghỉ, nhạc thành nằm ở long cắt công chúa trên người, quan quan hắn kia lộ ra thản nhiên màu hồng thân thể mềm mại, khẽ vuốt hắn ô quang tinh lượng mái tóc, hôn hắn tinh tế nhu trí vành tai, hưởng thụ kia ôn nhu thoải mái, nộn nhuyễn dịu dàng, thật lâu không muốn dậy. Ta là của ngươi người, về sau không cho phép phụ ta. Nhìn thấy trên người nam tử, long cắt công chúa nói, tô, ngực cấp tốc phập phồng, hết sức động lòng người hắn phấn giáp tràn đầy mưa rền gió giữ sau thỏa mãn cùng ngọt ngào sao mắt mê ly ẩn chứa hải dạng thâm tình lúc này kia thẹn thùng gần đi mắt đẹp bên trong nhập yếu chảy ra nước bình thường nói không nên lời dễ thương nhạc thành mỉm cười không nói gì nữ nhân của mình chính mình tự nhiên là sẽ không cô phụ cho tới nay đều là như thế ngày hôm sau nhạc thành cá biệt sư phụ hạo thiên đại đế cùng giao chỉ kim mẫu lúc sau đó là cùng long cắt công chúa xích ngạo tuyết còn có thanh đồng, lang lễ, linh viên hướng hạo thiên môn mà quay về. Nhạc thành, ta không có đem phụ thân chuyện tình nói cho ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Một tháng sau, thanh hoa thành giữa không trung, mọi người ngồi ở vụ lộ càn khôn võng phía trên, long cắt công chúa đối nhạc thành nói. Ngươi cứ nói đi. Nhạc thành mỉm cười, lập tức nói. Long cát, sư mẫu yếu ra xa nhà, ngươi có biết là đi làm cái gì sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, hình như là đi một cái rất nguy hiểm địa phương được đến một món đồ bảo vật, mới có thể cấp phụ thân luyện chế một khối đầy đủ thân thể. Long Cát công chúa nói, là địa phương nào, chẳng lẽ tới sư mẫu cái loại này trình tự, còn có chỗ nào là nguy hiểm nơi có thể nào? Nhạc thành nghi hoặc đạo, sư mẫu giao chỉ kim mẫu thực lực tu vi, đã muốn là thánh nhân dưới vô địch tồn tại rồi, này tiên ma giới chung, hẳn là quay lại tự nhiên, như thế nào còn có thể có nguy hiểm nơi? Thiên địa trong lúc đó khôn cùng, tiên ma giới chính là trong đó một chỗ địa phương mà thôi, còn có rất nhiều địa phương, liên tiếp thánh nhân cũng phải cẩn thận đâu. Long cắt công chúa đối nhạc thành trả lời. Nhạc thành trong lòng có đó kinh ngạc, ra mỏi, hôm nay địa trong lúc đó, thật đúng là ảo diệu vô cùng a, à. tự liên thánh nhân đều phải chú ý địa phương, kia tiên quân, cửu thiên huyền tiên linh tinh, đã đi thì phải là chịu chết. Sư phụ hạo thiên đại đế không cần chính mình nhúng tay thân thể chuyện tình, phòng trừng sư mẫu giao chỉ kim mẫu có thể chính mình xử lý, chính mình cũng không cần quan tâm, kia chính mình vẫn là một lòng tu luyện thật là tốt không biết hiểu kỳ cách nàng thế nào. Nhạc thành thầm nghĩ trong lòng, cũng hội ngẫu nhiên tưởng niệm huyền thiên nội trên đường người nhà. Này tiên ma giới hiện tại chính mình cũng là lên đây hai ngàn thâm niên gian. Huyền thiên nội địa thượng, hiện tại chỉ sợ là còn không đến 10 năm, chờ mình đánh chết hỗn thế ma vương lúc sau. Liền hồi đi xem đi huyền thiên nội địa, đem tất cả mọi người tiếp đi lên. Bất quá này tự nhiên cũng vẫn là cần một đoạn rất dài thời gian. Chủ nhân, người mau nhìn phía trước. Lang lễ đột nhiên nói, trích thấy phía trước bên trong, nguyên bản Ngọc Hư Sơn lúc này mở mang vô cùng, một mảnh cung điện quả thực rậm rạp, liên miên hơn 10 ngàn dặm, đều là quay chung quanh Ngọc Hư Sơn mà kiến, diện tích mở rộng trên trăm lần không dứt. Ra mỏi, Hạo Thiên Môn hiện tại phát triển rất nhanh. Nhạc Thành thầm nghĩ, thần niệm rình dưới, Hạo Thiên Môn chung hết thảy Nhạc Thành trong lòng đã muốn là đều biết được, hiện tại Hạo Thiên Môn Dĩ nhiên là có thượng 500 vạn người, đây chính là một cái toàn cục tự A, à, nhớ ngày đó hạo thiên môn, chính là 100 người tới mà thôi phụ thân nếu chứng kiến, hẳn là hội rất cao hứng. Long cắt công chúa nói, nhạc thành lúc này trong lòng cũng là dị thường vừa lòng, này một ngàn năm, cũng vất vả hai vị sư huynh cùng trình anh sư tỷ, chính là sư phụ còn có một đạo nguyên thần phân đăng ở tiểu giao chỉ tin tức, vì vạn nhất bị người biết được, sư phụ cũng công đạo quá, tạm thời vẫn không thể đủ nói cho ba người. Hạo thiên môn trung, cửu u song ma ngột mở hai mắt, lập tức thả người biến mất ngay tại chỗ, đồng thời thần niệm bao phủ cả ngọc hư sơn thông chi mọi người, môn chủ đã muốn đã trở lại. Nhất thời, Ngọc Hư Sơn Thượng, vô số cung điện trong vòng, cộng lại mấy trăm vạn đạo thân ảnh thả người dựng lên, rậm rạp, ngang trời mà qua, bao phủ bên không trung, mấy trăm vạn nhân phóng thích hơi thở, cả thanh hoa thành trong vòng, đều là phong vân biến sắc. Ra mắt môn chủ. Sau một lát, cửu thiên thập địa phục ma đại trận núi non phía trên, cửu u song ma, hỏa vân thượng nhân, truy nguyệt đạo nhân, la sát tiên tử, thị huyết ma vương, quỷ thủ ma vương, huyết sát tam cơ, u tuyển tam ma, kỳ sơn thất ma trở nhất chúng lão ma còn có kỳ thạch đạo nhân, chấn ma đạo nhân, huyễn linh đạo nhân chờ tổng số trăm vạn hạo thiên môn đệ tử hành lễ. Không cần đa lễ, vất vả các ngươi. Nhạc thành lăng không mà đứng, đối cử u song ma bọn người nói đạo, chứng kiến hạo thiên môn hiện tại biến hóa, cũng trong lòng biết này một ngàn năm tất cả mọi người là mất không ít lực. Nhìn chăm chú vào tiền không mấy trăm vạn nhân, nhạc thành thần niệm đảo qua, tự nhiên là đã biết hiện tại hạo thiên môn thực lực, chỉ là đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma cộng lại còn có thượng mười vạn đông đúc mặc dù là đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma đều là lúc đầu cùng trung kỳ tu vi thực lực chiếm đa số chỉ loại thật lực này hiện tại hạo thiên môn coi như là tễ thân tới tiên ma giới nhất lưu thế lực núi non bên trong lúc này vô số đạo ánh mắt đều đã rơi vào nhạc thành trên người gia nhập hạo thiên môn trung nhân tuyệt đại bộ phân đều là bởi vì này hạo thiên môn môn chủ kim giáp chiến thần mới đến gia nhập kim giáp chiến thần tên hiện tại tiên ma giới chung có thể xem như không người không biết không người không hiểu mà hiện tại đánh giá này trong truyền thuyết kim giáp chiến thần sở hữu hạo thiên môn chung người cũng là tinh thần dịch dịch hy vọng một ngày kia có thể được kim giáp chiến thần coi trọng trở thành hạo thiên môn trung tâm môn nhân này trung tâm môn nhân được đến thật là tốt chỗ mọi người đều là trong lòng hiểu rõ không là bọn hắn có thể so sánh với hạo thiên môn cao nhất đại điện trong vòng nơi này hiện tại chính là chỉ có hạo thiên môn trung tâm đệ tử mới có thể tiến vào Lúc này, một loại lão ma cùng kỳ thạch đạo, nhân bọn người bị nhạc thành gọi tới đại điện trong vòng. Đồng thời, này một ngàn năm chung mới tiến, vào hạo thiên môn năm cửu thiên huyền tiên cùng bảy cửu thiên hỗn nguyên ma, cũng bị nhạc thành thông chi tới đại điện trong vòng. Đây là một cái gần nhất mới gia nhập đến hạo thiên môn cường giả, biết môn chủ thông chi chính mình đến lớn điện trong vòng, đều là trong lòng kích động không thôi, có thể tiến vào này đại điện, chứng minh chính mình chờ người đã là có thể trở thành hạo thiên môn trung tâm đệ tử ở cửu u song ma cùng hai vị sư huynh còn có sư tỷ tự thuật hạ nhạc thành biết được này một ngàn năm hạo thiên môn chuyện đã xảy ra cũng đều không có gì đại sự hiện tại thanh hoa thành trung đã muốn là không có bất luận kẻ nào dám đến trêu chọc hạo thiên môn phụ cận đại thành trung cũng sẽ không có người dám đến trêu chọc hạo thiên môn u hồn ma nơi này có một món đồ thần khí giao cho ngươi theo sau nhạc thành trong tay một đạo hắc mang rơi vào tới cửu u song ma lão đại trong tay mà đây đúng là thanh đồng đánh chết minh hà lão ma lúc sau được đến kia cực nguyên ma đao đây là cực nguyên ma đao nhìn thấy trong tay này loan đao u hồn ma nhất thời kích động đứng lên đây chính là thần khí a hắn khát vọng cả đời thần khí cũng thủy chung không thể được đến một món đồ liền yêu ngươi đến hoàng ma tán nhân cùng liệt hỏa ma vương trên người đều cũng có thần khí trong người mang theo vẫn đều là hâm mộ không thôi thường thường là ở tưởng chính mình như thế nào không còn sớm điểm gặp được môn chủ nếu còn hơn hoàng ma tán nhân còn có liệt hỏa ma vương sớm gặp gỡ môn chủ trong lời nói này thần khí khẳng định chính là của hắn đáng tiếc hắn gặp được môn chủ thời gian không đúng sai mất thần khí a à. lúc này u hồn ma không nghĩ tới chính mình thật có thể đủ được đến một món đồ thần khí kích động trong lòng có thể nghĩ đa tạ môn chủ đa tạ môn chủ u hồn ma nhất thời quỳ trên mặt đất trong lòng cảm kích không thôi chính mình gia nhập hạo thiên môn tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất sở hữu lão ma còn có kỳ thạch đạo nhân bọn người là hâm mộ vô cùng nhìn u hồn ma thần khí a à không biết chính mình khi nào thì mới có thể được đến một món đồ thần khí có này một món đồ thần khí nơi tay kia chính mình tuyệt đối chính là đồng cấp trung vô vô địch mới tồn tại rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là đối phương không có thần khí trong người mang theo hoặc là biệt gặp được môn chủ người như vậy đây là cho các ngươi tiếp theo đi gia nhập hạo thiên môn các ngươi sẽ không hối hận ta yêu cầu duy nhất chính là không thể phản bội hạo thiên môn nếu không trong lời nói trên trời dưới đất ta cũng tuyệt không buông tha Nhạc Thành trong tay Pháp quyết đánh ra, một mảnh hào quang rơi vào rồi kia gần. Nhất mới gia nhập hạo thiên môn chính là một cái cửu thiên huyền tiên trình tự cường giả. Trước mặt, mỗi người đều là ba bàn đào, còn có ba mươi khỏa cố thần đan. Đối với này đó cửu thiên huyền tiên trình tự cường giả, Nhạc Thành hiện tại cũng là so sánh coi trọng, này đó cũng đều là cường giả trình tự. Mới là hạo thiên môn đứng đầu thực lực, hạo thiên môn yếu tiếp tục lớn mạnh, vậy muốn xem loại này trình tự cường giả có bao nhiêu. Bàn đào, cố thần đan, này 11 nhân cũng đều là ánh mắt không phàm nhân, thân là cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma trình tự cường giả, cảm giác này hơi thở cũng biết là vật gì. Đa tạ môn chủ, ta chờ tuyệt không hội phản bội hạo thiên môn, nếu không trời chu đất diệt. Một loại cường giả đều là kích động không thôi, đã sớm ở trong lòng âm thầm đoán có thể đến này trong đại điện đến, tự nhiên là có thể đạt được một ít ưu đãi, không nghĩ tới có thể đạt được tam khỏa bàn đào cùng 30 khỏa cố thần đan, này tuyệt đối là đại thủ bút A. Đồng thời, này 11 cường giả cũng là trong lòng thất kinh, đồn đãi kim giáp chiến thần trộm lấy dao chỉ thượng bàn đào, cuối cùng mặc dù là không có chứng cớ, ngược lại là làm cho kim giáp chiến thần đại náo giao trì, tiên ma giới chung người, cũng là hơn phân nửa không tin, đào trộm bàn đào, này kim giáp chiến thần cũng không có loại thật lực này đi, không nghĩ tới, thật đúng là rơi vào rồi môn chủ đích tay chung. Ba ngày sau, nhạc thành giao cho cửu U, song ma đám người đều tự ba bàn đào cùng 30 khỏa cố thần đan lúc sau, cũng tiến nhập hạo thiên tháp trung tiếp tục bế quan tu luyện cửu u song ma đám người cũng đều là tiến vào tới hạo thiên tháp trung này hạo thiên tháp trung tu luyện chính là còn hơn bên ngoài khoái thượng hơn 10 lần thanh đồng lần này khả không khách khí ở nhạc thành đích tay trung ước chừng là cầm đi 30 cái bàn đào tổng số trăm khỏa cố thần đan nhạc thành cũng không thèm để ý này cố thần đan cùng bàn đào trên người mình còn khá đặc biệt cố thần đan mới dùng một cái số đuôi mà thôi mà nhạc thành lúc này bế quan cũng là đang chờ đợi chân vũ đại đế còn có huyền tiêu chờ hai vị này cường giả tới sau chính mình cũng nên đi tìm kia hỗn thế ma vương kia thánh nhân lực xem ra chính mình chỉ có thể đủ đến lúc đó đi tìm nhạc phụ xích tinh tử hỗ trợ tuy rằng sư phụ hạo thiên đại đế công đạo không có tuyệt đối chuẩn bị không thể đi tìm hỗn thế ma vương nhạc thành trong lòng rõ ràng đây là sư phụ lo lắng cho mình đâu sợ thực lực của chính mình không đủ gặp gỡ nguy hiểm chính là cùng kia hỗn thế ma vương giao thủ quá một lần sau nhạc thành cũng trong lòng hiểu rõ chính mình thực lực bây giờ đủ để là đối kháng Hỗn Thế Ma Vương, hơn nữa Huyền Tiêu cùng Chân Vũ Đại Đế này hai đại cường giả hỗ trợ, tuyệt đối là có thể ngăn chặn Hỗn Thế Ma Vương, ngược lại là kia thánh nhân lực phiền toái nhất. Mà lúc này, Giao Chỉ Kim Mẫu thân ảnh xuất hiện ở một chỗ hôn ám không gian trong vòng, này không gian trong vòng vô biên vô hạn, một cái thiên hà ngang trong đó, trên không bên trong, Giao Chỉ Kim Mẫu thần sắc trầm xuống, nói: "Đều là người quen biết cũ, đạo hữu vì sao không được gặp mặt đâu?" giao chỉ kim mẫu, ngươi tâm ý như thế nào? Một đạo tiếng quát dựng lên, không sai đồng thời thời điểm, trên không bên trong, nhất đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, cũng kia yêu tộc yêu sư côn bằng. Yêu sư, ta tiến đến mượn một đạo thời hồng hoang mây tía, mong rằng yêu sư thành toàn. Giao chỉ kim mẫu thi lễ nói, thời hồng hoang mây tía, nằm mơ, mời ngươi trở về đi. Côn bằng lãnh quát một tiếng, mượn thời hồng hoang mây tía, này nói dễ dàng, này loại bảo vật như thế nào hội mượn nhân, tuy rằng nói thật dễ nghe là mượn, nhưng này ai đều là biết có mượn vô còn yêu sư thật sự không mượn sao giao chỉ kim mẫu thần sắc trầm xuống thấy lạnh cả người tràn ngập không mượn chẳng lẽ ngươi tưởng muốn động thủ có thể nào vậy thử xem nhìn xem ta phải e ngại ngươi côn bằng tay áo bỏ vung cảm giác được giao chỉ kim mẫu trên người hàn ý lãnh quát một tiếng nói yêu sư thật không ngờ ta đây cũng chỉ tốt mình cầm giao chỉ kim mẫu lạnh nhạt nói thời hồng hoang mây tía chính là Phu quân hạo thiên đại đến luyện chế thân hình nhất định phải dùng đến quan trọng nhất vật. Lúc này đây chính mình tiến đến, chính là vì tốt đến này thời hồng hoang mây tía. Thời hồng hoang mây tía chính là yêu sư côn bằng xuất thế là lúc, bao vây ở quanh thân một đoàn tiên thiên chi khí. Này thời hồng hoang mây tía cũng là thiên địa bên trong tinh khiết nhất linh khí, bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc, ưu đãi không nói hiểu rõ. Nếu khi xuất ra trong lời nói, hỗn độn tinh khí mặc dù là trí bảo, nhưng là là còn hơn này thời hồng hoang mây tía yếu kém cỏi một ít yêu sư côn bằng giác hung hăng run rẩy vài cái, trong lòng sát ý khó có thể ức chế bạo phun mà ra, yếu là trước kia, hắn cũng không sợ này giao trì kim mẫu, chính là hiện tại, hắn trước đó không lâu mới bị hình thiên, trúc dung liên thủ đánh cho bị thương, hiện tại trọng thương chưa lành, có thể không pháp làm gì giao trì kim mẫu. Giao trì kim mẫu, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Yêu sư côn bằng cả giận nói, yêu sư, ta biết thời hồng hoang mây tía đối với ngươi trọng yếu. Ta cũng chỉ là cần một đạo thời hồng hoang mây tía mà thôi, Ngươi bị Hình Thiên trúc dung gây thương tích, hiện tại động thủ đối với ngươi phải lợi a, à, ngươi vẫn là cho ta một đạo thời hồng hoang mây tía, không cần ta động thủ chứ? Giao Chỉ Kim Mẫu nói. Yêu sư côn bằng sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa trả lời, chỉ này trong hai mắt lóe ra âm trầm, vẫn là hiển lộ ra này trong lòng đích không cam lòng, mặc kệ hắn tâm kế tái như thế nào thâm, chỉ ngay tại lúc này, như trước là khó có thể áp chế lửa giận trong lòng cùng sát ít, này thời hồng hoang mây tía lấy ra một đạo, đối tu vi của chính mình khả là có thêm thương tổn không nhỏ. Nếu cho người khác tới bọn hắn loại tình trạng này, một tia thương tổn, đều là đủ để ảnh hưởng đến bước ra kia cuối cùng từng bước. Giao chỉ kim mẫu, thời hồng hoang mây tía cho người là không có khả năng, người đi đi, bằng không, ta cũng không khách khí, cho dù là ta có thương trong người. Mang theo, nơi này là ta yêu tộc Minh Hà, người yếu làm gì ta, cũng không có khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trầm mặc một lát yêu sư côn bằng âm thanh lạnh như băng rốt cục thì chậm rãi theo trong miệng truyền ra. Vậy không nên khách khí, ta đến chợ tỷ tỷ giúp một tay. Một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, lập tức một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuyên thấu không gian bình thường xuất hiện, ở giao trì kim mẫu bên người, này tuyệt mỹ nữ tử 27 bát tuổi bộ dáng, tuyệt mỹ vô cùng, nhất màu tím cung trang dưới, này trong thiên địa sở hữu từ ngữ cũng là không thể tán thưởng ra vẻ đẹp của nàng, như thế tuyệt mỹ chi tử, đúng là Tây Vương mẫu thiên giao. Tây Vương mẫu, lúc này ngươi vẫn là không cần đúc kết thật là tốt côn bằng thần sắc nhất thời trầm xuống, Tây Vương Mẫu thực lực còn hơn giao chỉ kim mẫu cũng là không kém bao nhiêu, lúc này hai người liên thủ, hắn cho dù là thương thế khỏi hẳn cũng khó lấy đôi kháng. Chuyện cười, chẳng lẽ ta sợ người có thể nào? Tây Vương Mẫu thiên giao gửi lạnh đạo. Yêu sư côn bằng lúc này sắc mặt cũng rốt cục thì hoàn toàn âm hàn xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm giao chỉ kim mẫu cùng Tây Vương Mẫu hai người, một lát sau lạnh nhạt nói. Một khi đã như vậy, vậy động thủ đi, ta cũng không sợ. Oanh, cùng với yêu sư côn bằng cuối cùng một chữ âm hạ xuống, trong cơ thể yêu khí không hề giữ lại bạo phát ra, nồng đậm yêu dị hào quang, đột nhiên tự côn bằng trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phun mà ra, một cỗ cổ âm lãnh dao động, không ngừng tự này trong cơ thể tràn ngập mở ra, trong tay một đạo dấu móng tay, cũng ngang trời dựng lên, giảo toái một mảnh không gian, nháy mắt đối giao chỉ kim mẫu thổi quét mà đi. Cảm thụ được kia trên không dấu móng tay tràn ngập mà khai bàng bạc dao động, giao chỉ kim mẫu cùng tây vương mẫu thiên giao trên gương mặt, cũng là hiện lên một nét thoáng hiện vẻ mặt ngưng trọng, yêu sư côn bằng người bậc này vật, chính là tương đương khó giải quyết, tuyệt đối là cực khó đối phó. Phân cảnh linh kiếm, giao chỉ kim mẫu một đạo khẽ kêu, lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân thần quang bạo phun mà ra, khôn cùng hơi thở phô thiên cái địa dựng lên, trong tay phân cảnh linh kiếm cũng đánh ra, nháy mắt giảo toái một mảnh hư không bạo lược mà lên. Vang ầm ầm. Lúc này hai người một kích dưới, thân hình đều tự hơi hơi nhất lui, không gian xung quanh trong lúc đó, hai người cường hãn lực lượng, nháy mắt đã muốn là xé bỏ một mảnh không gian, chung quanh không gian nhất thời lâm vào tối đen trong vòng. Lại đến, yêu sư côn bằng trong tay pháp quyết đánh ra, nhất thời quanh thân dòng khí cổ đãng, hạ không thiên hà bên trong khôn cùng mênh mông cuồn cuộn, bị bám một mảnh sóng to gió lớn, nhất ba tiếp theo nhất ba, cơn sóng gió động trời nháy mắt đó là, hướng tới giao chỉ kim mẫu còn có tây vương mẫu thiên giao cùng nhau thổi quét mà đến. Hừ, cho ta phá. Lúc này lại giao chỉ kim mẫu lăng không mà đứng, pháp quyết biến hóa, phân cảnh linh kiếm phía trên, một đạo khổng lồ kiếm quang tê khai thiên địa bình thường trực tiếp bổ, về phía một mảnh sóng to gió lớn. Thở phì phò hưu, kiếm quang thoát phá thiên địa, nhất thời bên trong không gian vỡ tan, hóa thành một mảnh hư không, chung quanh không gian nháy mắt vạn vẹo, ánh sáng đều bị cắn nuốt, này khổng lồ lực lượng thẳng rào được càn khôn dung chuyển, bổ ra chỉnh điều minh hà. Giao trì kim mẫu thực lực, thân mình sẽ không ở yêu sư côn bằng dưới, lúc này yêu sư côn bằng lại là trọng thương trong người mang theo, tự nhiên liền khó có thể đối kháng giao chỉ kim mẫu. Côn bằng, ăn ta một trưởng. Tây vương mẫu thiên giao khẽ kêu dựng lên, trong tay pháp quyết biến hóa, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, quanh thân thần quang run lâm không vũ động, phản thủ một trưởng, một mảnh thật lớn trưởng mũi nhọn tua nhỏ hư không, khí kinh bắt đầu khởi động, làm cho thiên địa phong vân đốn rời, lập tức thẳng tắp bổ về phía yêu sư côn bằng mà đi. Đáng chết! Yêu sư côn bằng thầm mắng một tiếng, trong tay pháp quyết lại biến hóa, một đạo trưởng ấn trực tiếp tiến ra đón vang ẩm ẩm một đạo kinh thiên nổ hai cổ lực lượng ở không gian chung thổi quét một mảnh hư không trực tiếp cắn nuốt rớt nhất tảng lớn ánh sáng chung quanh mấy trăm ngàn dặm trong vòng nhất thời tối đen một mảnh nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha